những người khác cũng có vẻ căm thù, nhất là hai nam diễn viên đã bị Dương Thanh Trúc say hôm qua, nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, có lẽ họ đã ngộ độc cồn rồi. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Liễu Nghi, cứ việc. Tiệm ăn họ Trần vốn là sản nghiệp của nhà họ Trần, Dương Thanh cũng không cầm rượu đi, chỉ dặn Trần Anh Hào tính thêm 1 triệu cho đám người Ngô Thiên Hữu. Lý do chính là họ đã uống hết mấy chai rượu đắt tiền, nhưng đám Liễu Nghi không tin điều đó, cho rằng Dương Thanh đã cầm theo chai rượu có giá cả triệu khi rời đi. Dương Thanh, anh cứ chờ vào tù đi. Thấy Dương Thanh bình tĩnh như thế, Liễu Nghi càng thêm tức giận. Dương Thanh không buồn quan tâm đến cô ta, nếu không vì Hạ Hà, sao anh có thể uống rượu với đám người này tối qua chứ? Dương Thanh, anh vẫn chưa nói rõ, anh không được đi. Thấy Dương Thanh định đi, Liễu Nghi vội bước đến kéo tay anh rồi hô lớn, bắt trộm. Bắt trộm này. Rất nhiều người nhanh chóng chú ý đến họ. Dương Thanh lập tức nhướng mày, không ngờ cô ta lại giở trò này với anh. Hình như cô gái đó là Liễu Nghi. Có người bỗng hô lên kinh ngạc. Đúng thế, cô ta chính là nữ chính Liễu Nghi của đoàn làm phim Chiến Thần Bất Bại, cũng là nữ chính xấu nhất trong lịch sử. Đoàn làm phim Chiến Thần Bất Bại đúng là ngu xuẩn, không ngờ họ lại cho người phụ nữ xấu xí đó làm nữ chính, tại sao không để Hạ Hà vào vai nữ chính nhỉ? Đúng thế, ban đầu tôi cũng ủng hộ Liễu Nghi, nhưng sau khi thấy mặt thật của cô ta, còn xấu hơn cả ảnh chụp trên mạng, tôi đã quyết định từ bỏ cô ta rồi. Không được, tôi phải đăng bài ném đá Liễu Nghi, bảo cô ta cút khỏi đoàn làm phim Chiến Thần Bất Bại, để Hạ Hà lên làm nữ chính. Ý của anh hay đấy, mau đăng bài đi, chắc chắn tôi sẽ bỏ phiếu ủng hộ Liễu Nghi cút khỏi đoàn làm phim. Dương Thanh không ngờ bộ phim này lại hot đến thế, ngay cả nữ diễn viên hạng bét như Liễu Nghi cũng bị nhận ra. Anh càng không ngờ Liễu Nghi lại bị ghét như vậy, rõ ràng cô ta cũng khá xinh đẹp, nhưng lại bị chê là xấu xí. Khoa trương nhất chính là, có người đang định đăng bài ném đá cô ta, dùng sức mạnh của dư luận để đuổi Liễu Nghi khỏi đoàn làm phim. Liễu Nghi cũng sững sờ, cô ta đến thăm Ngô Thiên Hữu, tình cờ bắt gặp Dương Thanh nên mới tóm lấy Dương Thanh, định khiến Dương Thanh mất mặt trước mọi người. Cô ta đã quên, cô ta xấu hơn nữ phụ quá nhiều, đang bị mọi người bàn tán, nếu gây chuyện ngay trước đám đông lúc này thì chẳng khác nào đang đẩy bản thân lên đầu sóng ngọn gió cả. Nếu không mau thả tôi ra, cô sẽ bị bao vây đấy. Dương Thanh nói với vẻ nghiền ngẫm. Liễu Nghi tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, Dương Thanh, anh đừng tưởng thế này sẽ khiến tôi tha cho anh, bây giờ tôi đang bắt trộm, đến khi đó, chắc chắn dân mạng sẽ cảm phục trước hành động của tôi. Không chừng chuyện này còn lên top tìm kiếm nữa, đến khi đó tên trộm như anh cũng nổi tiếng rồi. Còn nữ chính như tôi sẽ trở thành nữ thần chính nghĩa, không e sợ tội phạm, dám bắt trộm trước mặt mọi người. Dương Thanh cười khẩy, nếu vậy thì chúng ta cứ chờ xem sao. Mọi người yên tâm, tôi đã báo cảnh sát rồi, giờ tôi đang giữ tên trộm này, cảnh sát sẽ nhanh chóng đến đây, khi đó hắn không thoát được nữa. Liễu Nghi đắc ý nói lớn với đám người. Cô ả xấu xí này đang bắt trộm thật hả? Có người kinh ngạc hỏi. Tuy họ bị câu bắt trộm của Liễu Nghi thu hút, nhưng thứ khiến họ thực sự chú ý lại là thân phận của Liễu Nghi. Lúc này Liễu Nghi lại chứng tỏ mình đang bắt trộm, mọi người mới chú ý đến việc này. Chắc là thật đấy. Tuy Liễu Nghi xấu nhưng vẫn là người của công chúng, sẽ không đặt điều trước mặt mọi người đâu nhỉ. Nhưng người đàn ông bị Liễu Nghi giữ tay trông rất chính trực, không giống trộm chút nào. Ai biết được chứ, trên mặt trộm có viết chữ trộm đâu. Xem ra thành kiến của chúng ta với Liễu Nghi quá lớn rồi, không ngờ cô ta cũng là một người chính trực, tôi muốn chuyển sang làm fan của Liễu Nghi. Tôi cũng thế. Trong lúc nhất thời, những người vừa nói muốn đuổi Liễu Nghi ra khỏi đoàn làm phim đều đứng về phía cô ta. Thấy thế, Liễu Nghi đắc ý nói khẽ, Dương Thanh, anh thấy chưa? Giờ ai cũng nghĩ tôi là nữ thần chính nghĩa rồi đấy. Dương Thanh cười khổ. Thấy Dương Thanh quen cung chính, Liễu Nghi bỗng có linh cảm xấu. Cậu Thanh, có chuyện gì vậy? Cung chính hỏi. Tối qua tên này ăn cơm chung với chúng tôi, khi rời đi còn trộm mất chai rượu trị giá 1 triệu. Liễu Nghi vội nói. Cung chính nhíu mày, ông ta biết rõ Dương Thanh chính là chủ tịch của tập đoàn Nhãn Thanh. Người có giá trị cá nhân tận mấy trăm tỷ như anh sẽ trộm chai rượu giá 1 triệu chắc. Sao có thể thế được? Cô gái à, cô báo án giả là phạm pháp đấy, cung chính nghiêm nghị nói. Tôi không báo án giả, tôi nói thật mà. Mấy người bạn này có thể làm chứng cho tôi. Liễu Nghi vội chỉ vào mấy diễn viên khác trong đoàn làm phim rồi nói, mọi người mau nói cho ông ấy biết, có phải tối qua Dương Thanh đã trộm chai rượu trị giá 1 triệu không? Đúng thế, tối qua chúng tôi đều ăn cơm ở tiệm ăn họ Trần. Chúng tôi có thể làm chứng. Khi rời đi,
Dương Thanh đã dùng danh nghĩa của anh Thiên Hữu để cầm theo chai rượu trị giá 1 triệu. Dương Thanh chính là kẻ trộm, các ông mau bắt anh ta về rồi thẩm vấn kỹ vào, chắc chắn sẽ có kết quả thôi. Mấy diễn viên trong đoàn làm phim thi nhau nói. Bây giờ Liễu Nghi thân thiết với Ngô Thiên Hữu nhất, họ cũng không dám đắc tội cô ta. Liễu Nghi ngẩng đầu nhìn đám người vây xem, tôi khuyên mọi người nên kiểm tra lại túi mình, đừng để mất thứ gì quý giá. Tên trộm này cao tay lắm đấy, nhưng bây giờ tôi đã tóm được hắn rồi, hắn không thoát được đâu. Nghe thấy Liễu Nghi nói thế, hầu như ai cũng kiểm tra lại những thứ quý giá trên người theo bản năng. Dương Thanh lạnh lùng nhìn, không giải thích gì. Trong tình huống này, anh càng giải thích thì càng khiến đám đông căm phẫn. Cung Chính nhíu mày chặt hơn, ông ta không tin Dương Thanh sẽ trộm chai rượu chỉ có 1 triệu. Ông ta biết rõ, Dương Thanh là chủ tịch của doanh nghiệp trị giá mấy trăm tỷ, sao có thể trộm chai rượu 1 triệu chứ? Lúc trước, ở công trường thành Cửu Châu, đám chiến sĩ bỗng dưng xuất hiện cũng rất kỳ lạ. Về việc họ nói những gì mà phóng viên quay được là cơ mật, ông ta cũng không tin. Một công trường tan hoang thì có cơ mật gì chứ? Thế nên ông ta đoán, những người kia đến công trường thành Cửu Châu cũng vì Dương Thanh gọi. Một người có sức mạnh lớn như thế, sao có thể là kẻ trộm đây? Thưa cô, chuyện gì cũng cần chứng cứ, nếu cô không có chứng cứ thì chúng tôi không thể tùy tiện bắt người được. Cung Chính lạnh lùng nói. Nếu bảo ông ta bắt Dương Thanh, trừ khi ông ta không muốn mặc bộ đồ này nữa. Hồi nãy Cung Chính gọi Dương Thanh là cậu Thanh nên Liễu Mi đã biết họ quen nhau, lúc này lại nghe Cung Chính nói thế. Cô ta hiểu rõ Cung Chính không muốn bắt Dương Thanh đi. Hồi nãy ông đã gọi anh ta là cậu Thanh, chắc hai người có quen nhau nhỉ? Liễu Nghi cười lạnh, đồng nghiệp trong đoàn làm phim của tôi đều có thể chứng minh, Dương Thanh đã lấy mất chai rượu trị giá 1 triệu khi chưa được anh Thiên Hữu cho phép, chẳng lẽ đó không phải chứng cứ à? Chứng cứ rõ ràng như thế mà ông vẫn không đồng ý, cứ bắt tôi phải đưa ra chứng cứ khác, chẳng phải là đang làm khó tôi ư? Ông cũng không thể để mặc Dương Thanh phạm tội vì quen biết với anh ta chứ? Liễu Nghi vừa dứt lời, đám đông đang vây xem cũng kích động theo, ai cũng gào lên, bắt hắn. Bắt hắn. Trong lúc nhất thời, khắp bệnh viện toàn tiếng hô bắt người. Sắc mặt Cung Chính khó coi tới cực điểm, ông ta không bắt người cũng không phải vì có quen biết với Dương Thanh. Theo quy định, Liễu Nghi phải có chứng cứ chứng minh Dương Thanh đã trộm chai rượu trị giá 1 triệu kia thì ông ta mới bắt người được. Nhưng Liễu Nghi làm thế này đã khiến đám đông căm phẫn. Cùng lúc đó, một thanh niên vừa bước ra khỏi phòng bệnh VIP ở bên kia. Ở đó có chuyện gì vậy? Thanh niên ngờ vực hỏi. Anh ta vừa dứt lời, bỗng trông thấy một gương mặt quen thuộc đang bị bao vây, lập tức biến sắc, là cậu Thanh. Tuy anh ta không biết Dương Thanh có chuyện gì nhưng cũng hiểu anh đang gặp rắc rối, bèn vội vàng chạy tới chỗ Dương Thanh. Cậu Thanh, có chuyện gì vậy? Sau khi lách qua đám người, anh ta vội hỏi. Sếp Trần, sao anh cũng ở đây thế? Liễu Nghi cũng không chú ý đến việc đối phương vừa gọi Dương Thanh là cậu Thanh, mà kinh ngạc hỏi. Tôi. Đối phương chưa kịp lên tiếng, Liễu Nghi bỗng mừng rỡ kéo tay anh ta, thưa ông, đây chính là tổng giám đốc của tiệm ăn họ Trần, cũng là người thừa kế của nhà họ Trần, Trần Anh Hào. Liễu Nghi nói rồi vội bảo Trần Anh Hào, sếp Trần, anh đến đúng lúc quá, tối qua, anh Thiên Hữu đã mời đoàn làm phim chúng tôi ăn cơm ở tiệm ăn họ Trần. Kết quả tên này đã lấy mất chai rượu trị giá cả triệu khi chưa được sự cho phép của anh Thiên Hữu, còn để anh ấy thanh toán nữa. Liễu Nghi lập tức biến sắc, bây giờ nhà họ Trần đang rất hùng mạnh, có thực lực gần với 8 nhà quyền thế nhất Yến Đô. Trần Anh Hào là người thừa kế của nhà họ Trần, nếu anh ta định mời luật sư để kiện cô ta, tiền đồ của cô ta sẽ đi tong mất. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Anh Hào bỗng vang lên, anh ta mở ra xem, trông thấy một đoạn video giám sát. Đội trưởng Cung. Ông xem, đây chính là video quay cảnh cậu Thanh rời khỏi tiệm ăn họ Trần tối qua. Trần Anh Hào nói, sau khi rời khỏi phòng riêng, cậu Thanh đi ra ngoài luôn, cũng không cầm bất cứ thứ gì. Càng không thể lấy đi chai rượu trị giá 1 triệu được. Cung Chính vốn đã tin Dương Thanh không phải kẻ trộm, giờ thấy Trần Anh Hào lấy chứng cứ ra, rốt cuộc ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu Thanh, chứng cứ mà sếp Trần đưa ra đã cho thấy cậu không lấy trộm rượu, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây. Cung Chính nói rồi khoát tay, về thôi. Đội trưởng Cung, ông vẫn chưa bắt Dương Thanh mà, sao ông có thể đi được chứ? Thấy Cung Chính sắp đi, Liễu Nghi cuống cả lên, vội kéo ông ta lại. Cung Chính lập tức nhướng mày, sếp Trần đã đưa ra chứng cứ đủ để chứng minh rằng cậu Thanh không trộm rượu. Tốt xấu gì cô cũng là người của công chúng, thế mà vẫn dám báo án giả à? Cô tưởng tôi không dám bắt cô ư? Liễu Nghi cắn răng, tôi không báo án giả,
nếu Dương Thanh không trộm rượu, tại sao hóa đơn tối qua lại cao như thế chứ? Cho dù Dương Thanh không trộm rượu, anh ta có quen biết với Tổng Giám Đốc Hào, chắc chắn Dương Thanh đã bảo anh ta tính thêm 1 triệu cho chúng tôi. Bây giờ Liễu Mi chỉ muốn khiến Dương Thanh thân bại danh liệt, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Tối qua các người gọi bao nhiêu rượu ngon mà cũng không nhớ à? Trần Anh Hào lạnh lùng nói, tôi sợ các người sẽ quỵt nợ sau khi tỉnh rượu, nên vẫn giữ nguyên mọi thứ trong phòng riêng mà các người đặt hôm qua. Nếu cô không tin, video giám sát hành lang 24/24 có thể chứng minh, sau khi các người rời đi, không ai tiến vào phòng riêng kia hết. Nếu cô không tin, tôi đành phải kiện cô vì đã vu khống tiệm ăn họ Trần vậy, cô cứ chờ thư mời từ luật sư nhà họ Trần đi. Cung Chính cũng lạnh lùng nói, cô Liễu, cô báo án giả, còn gây rối ở nơi công cộng, theo quy định, chúng tôi chỉ có thể mời cô đi với chúng tôi 1 chuyến. Cung Chính khoát tay, hai người đàn ông mặc đồng phục lập tức bước đến, giữ lấy tay Liễu Mi. Lúc này Liễu Mi mới nhận ra mình đã chọc phải phiền phức lớn đến mức nào. Để lăng xê cho bản thân, cô ta đã cố ý làm to chuyện, đám đông ở đây đã quay lại hết những gì vừa xảy ra. Một khi cô ta bị đưa đi, chắc chắn cô ta sẽ lên trang nhất. Để giảm bớt ảnh hưởng trái chiều, chắc chắn công ty giải trí ngôi sao sẽ đuổi cô ta khỏi đoàn làm phim. Không những thế, sự nghiệp của cô ta cũng sẽ hoàn toàn chấm dứt vì việc này. Sếp Trần, tôi sai rồi, xin anh tha cho tôi thật sự biết sai rồi. Liễu Mi vội nhìn về phía Trần Anh Hào, nước mắt nước mũi đầm đìa, lớp trang điểm đậm trên mặt cũng nhòe đi. Ôi mẹ ơi, cô ả xấu xí kia đúng là Liễu Mi à. Tôi vốn cảm thấy cô ta cũng khá xinh. Không ngờ lại trang điểm đậm như thế, bây giờ lớp trang điểm trôi hết nên mới để lộ bộ mặt thật à. Đúng thế, hồi nãy tôi còn nghĩ nếu bảo cô ta xấu xí thì hơi quá đáng, bây giờ mới thấy không quá đáng chút nào. Đã xấu mà còn đóng vai ác, báo án giả để vu oan cho người khác nữa cơ. Tôi phải bóc phốt cô ta trên mạng, để tất cả cư dân mạng biết nhân phẩm của cô ta tồi tệ đến mức nào. Trong lúc nhất thời, những người vừa quay sang làm fan của Liễu Mi lại anti cô ta. Rất nhiều người lấy điện thoại ra chụp ảnh Liễu Mi. Liễu Mi chỉ cảm thấy người mềm nhũn, hồi nãy cô ta còn ôm hy vọng, nhưng bây giờ mọi chuyện đã muộn rồi. Nước mắt đã làm nhòe lớp trang điểm, để lộ bộ mặt thật của cô ta, đây là đòn chí mạng nhất với cô ta đấy. Đưa đi. Cung Chính khoát tay, ra lệnh, hai người đàn ông nhanh chóng đưa Liễu Mi đi. Lúc này, những thành viên khác trong đoàn làm phim đều trợn tròn mắt. Họ cứ tưởng hôm nay Liễu Mi sẽ thay đổi hình tượng của mình. Nào ngờ chẳng những không thay đổi được mà còn khiến hình tượng tệ hơn. Xong, sự nghiệp của Liễu Mi hoàn toàn kết thúc rồi. Mấy người trong đoàn làm phim thở dài. Bây giờ, chắc chỉ có anh Thiên Hữu mới giúp được Liễu Mi thôi, một thành viên trong đoàn làm phim nói. Dương Thanh nhìn họ với vẻ dí dỏm, các người cũng định vu khống tôi à? Không, không, chúng tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Đám người vội vàng rời đi. Tôi đã nói rồi, chỉ cần ngày mai chúng ta đình công. Không đến đoàn làm phim nữa, chắc chắn họ sẽ phải cầu xin chúng ta, thậm chí còn đồng ý tăng cát xê. Nhưng cô ta cứ vội vã xông ra, muốn thay đổi hình tượng trong mắt công chúng, giờ thì hay rồi, mất cả chỉ lẫn chài. Nghe Ngô Thiên Hữu nói thế, những người trong đoàn làm phim người đều im lặng. Họ biết Ngô Thiên Hữu nói không sai, bây giờ sự nghiệp của Liễu Mi đã hoàn toàn chấm dứt, thậm chí có lẽ sẽ bị đuổi khỏi đoàn làm phim. Quả nhiên, Ngô Thiên Hữu vừa dứt lời thì nhận được cuộc gọi. Sau khi nghe máy xong, anh ta lập tức biến sắc. Anh Thiên Hữu, có chuyện gì thế? Sau khi Ngô Thiên Hữu cúp máy, đám người vội hỏi. Ngô Thiên Hữu nói, Liễu Mi bị đoàn làm phim đuổi rồi. Tuy họ đã đoán được Liễu Mi sẽ bị đoàn làm phim khai trừ, nhưng khi nhận được thông báo, họ vẫn rất khó chấp nhận. Anh Thiên Hữu, Liễu Mi là nữ chính cơ mà, sao chị ấy có thể bị đuổi chứ? Đúng thế, nếu thiếu Liễu Mi, đoàn làm phim biết quay cái gì đây? Liệu bộ phim mà chúng ta đang quay có bị ngừng không thế? Đám người đều rất kinh ngạc, nhưng vẫn lo chuyện Liễu Mi bị đuổi sẽ gây ảnh hưởng đến bộ phim hơn. Khó khăn lắm họ mới nhận được một bộ phim hot, ai cũng muốn nổi tiếng nhân cơ hội này. Nếu bộ phim này bị ngừng quay, họ chỉ có thể tiếp tục làm diễn viên hạng bét. Chỉ những diễn viên hạng bét đã lăn lộn ở tầng dưới chót rất nhiều năm như họ mới hiểu được việc nổi tiếng khó khăn đến mức nào. Ngô Thiên Hữu lắc đầu, phim không bị ngừng quay. Hơn nữa bộ phim của chúng ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng, trái lại còn nổi tiếng. Đoàn làm phim đuổi Liễu Mi đi là quyết định tốt nhất, chỉ như thế thì mới có thể thoát khỏi những ảnh hưởng trái chiều mà cô ta mang lại. Nhưng sau khi Liễu Mi bị đuổi đi, cư dân mạng đều ủng hộ Hạ Hà làm nữ chính,
tôi lo đoàn làm phim sẽ để Hạ Hà đảm nhiệm vai diễn này. Không thể không thừa nhận, Ngô Thiên Hữu vẫn rất thông minh, Liễu Mi vừa gặp chuyện, anh ta đã đoán được rất nhiều khả năng rồi. Những người khác lập tức im lặng, trên mặt còn có vẻ lo lắng. Họ chợt nhớ ra, ở tiệm ăn họ Trần hôm qua, Hạ Hà đã nói, tốt nhất họ nên cầu nguyện cho cô ta không được nổi tiếng. Bây giờ xem ra, rất có thể Hạ Hà sẽ được làm nữ chính, bằng nhan sắc và kỹ thuật diễn xuất của cô ta, có lẽ sau khi quay bộ phim này xong, cô ta cũng hoàn toàn nổi tiếng rồi. Anh Thiên Hữu, không thể để Hạ Hà lên làm nữ chính được. Nam diễn viên tên Bành Huy chợt nói. Đúng thế, không thể để Hạ Hà làm nữ chính, chúng ta đều đã đắc tội với cô ta, nếu cô ta nổi tiếng thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Những người khác cũng thi nhau nói, không ai muốn Hạ Hà làm nữ chính cả. Anh Thiên Hữu, hay anh nhờ chị họ đi, bây giờ chỉ có chị ấy mới ngăn được việc Hạ Hà lên làm nữ chính. Đúng thế, nếu Hạ Hà làm nữ chính, ngày tháng tốt lành của chúng ta sẽ chấm dứt ngay. Thằng trai Bao Dương Thanh cũng được dịp để vênh váo. Đám người mở miệng nói. Ngô Thiên Hữu im lặng một lúc lâu rồi mới nói, cứ yên tâm, cho dù không có Liễu Mi, Hạ Hà cũng không thể trở thành nữ chính được. Chúng ta cứ làm theo những gì đã bàn trước đó, ngày mai không đến đoàn làm phim, tôi cũng muốn xem đoàn làm phim sẽ làm gì được chúng ta nào. Đến khi đoàn làm phim tới tìm chúng ta sẽ yêu cầu Hạ Hà không được làm nữ chính, bằng không chúng ta sẽ đình công. Nghe thấy thế, đám người nói ngay, vâng, chúng tôi nghe theo anh Thiên Hữu hết. Ngày tiếp theo, Dương Thanh vẫn đến tập đoàn Nhạn Thanh đúng giờ. Hôm qua Tần Thanh Tâm đã đồng ý với Diệp Mạn, sẽ đến làm tổng giám đốc ở tập đoàn Mambo Đỏ. Chủ tịch, đây là mấy diễn viên mà tôi đã chọn cho đoàn làm phim Chiến Thần Bất Bại, cậu xem có hài lòng không? Lạc Bân cầm một bản danh sách tới văn phòng của Dương Thanh. Sau chuyện ở bệnh viện hôm qua, Dương Thanh đã bảo Lạc Bân bắt đầu chọn diễn viên mới. Dương Thanh nhận lấy danh sách rồi đọc qua, lập tức nhíu mày. Lạc Bân lập tức căng thẳng, thận trọng hỏi, chủ tịch, nếu cậu muốn đề cử ai? Tôi sẽ đích thân đi nói chuyện với đối phương. Dương Thanh nói, tôi chưa bao giờ nghe đến tên của những diễn viên trong danh sách, sao có thể để họ quay bộ phim này được? Chủ tịch, mấy diễn viên này đã có không ít fan rồi đấy. Lạc Bân vội giải thích, tôi cũng muốn tìm diễn viên nổi tiếng, nhưng lịch trình của họ đã kín, tạm thời không thể tham gia bộ phim này. Tôi không cần biết ông dùng cách gì, ít nhất cũng phải tìm diễn viên thuộc top 20 trong nước cho tôi, Dương Thanh nói. Lạc Bân lau mồ hôi lạnh trên trán, vội đáp, vâng, thưa chủ tịch. Dương Thanh vốn chỉ định thay nam chính Ngô Thiên Hữu, nhưng chuyện xảy ra ở bệnh viện hôm qua đã khiến Dương Thanh hoàn toàn thất vọng với đám người Ngô Thiên Hữu rồi. Tuy họ e ngại thân phận của Ngô Thiên Hữu nên mới làm thế, nhưng vẫn phải chịu hậu quả thôi. Nếu Hạ Hà đã muốn quay bộ phim này thì cứ tìm mấy diễn viên nổi tiếng để phối hợp với cô ấy. Chỉ cần Hạ Hà có kỹ thuật diễn xuất, bằng vẻ đẹp xuất chúng của cô ta, chắc chắn cô ta sẽ thực sự nổi tiếng nhờ bộ phim này. Cùng lúc đó, ở đoàn làm phim Chiến Thần Bất Bại trong phim trường Yến Đô. Lúc này, tất cả các nhân viên của đoàn làm phim đã có mặt, nhưng trừ Hạ Hà ra, không có diễn viên nào nữa. Đạo diễn nhìn đồng hồ, sắc mặt vô cùng khó coi. Trong lúc nhất thời, mấy người khác nhau nhau nói. Sắc mặt của đạo diễn Vương càng thêm khó coi. Hạ Hà bước tới, mở miệng nói, Ngô Thiên Hữu, anh đừng vờ vịt nữa. Tôi đã hỏi bác sĩ khám cho anh rồi, bác sĩ nói anh có thể ra viện từ chiều qua. Tôi biết anh cố ý không đến đoàn làm phim, tôi đã đắc tội với anh, có gì thì anh cứ nhắm vào tôi đây này, đừng làm lỡ công việc của đoàn làm phim nữa. Ngô Thiên Hữu cười lạnh, tốt lắm, nếu cô đã nói thế, vậy tôi sẽ nhắm vào cô, chỉ cần cô rời khỏi đoàn làm phim, chúng tôi sẽ đến quay phim ngay lập tức. Hạ Hà không ngờ cô ta tốt bụng đến khuyên Ngô Thiên Hữu tới đoàn làm phim, nhưng anh ta lại yêu cầu cô rời khỏi đoàn làm phim. Dương Thanh đã nói, anh chính là chủ tịch của công ty giải trí Ngôi Sao. Với quan hệ giữa cô ta và Dương Thanh không bao giờ đuổi cô ta khỏi đoàn làm phim hết. Trái lại, chỉ cần cô ta nói một tiếng là có thể khiến Dương Thanh đuổi Ngô Thiên Hữu khỏi đoàn làm phim. Cô ta đến khuyên Ngô Thiên Hữu vì không muốn các nhân viên trong đoàn làm phim phí công, cũng không mong bộ phim này ngừng quay. Không được. Hạ Hà còn chưa lên tiếng, đạo diễn Vương đã nói ngay, ai cũng có thể rời khỏi đoàn làm phim. Chỉ riêng Hạ Hà thì không. Thái độ của ông ta vô cùng cứng rắn. Chuyện của Liễu Mi đang dần dần trên mạng nên đoàn làm phim bắt buộc phải đuổi cô ta đi. Cũng nhờ đó mà bộ phim này đã hot hơn, fan của Hạ Hà cũng tăng vọt, thậm chí vượt qua một số diễn viên nổi tiếng trong nước. Nếu Hạ Hà rời khỏi đoàn làm phim,
có lẽ bộ phim này sẽ bị cư dân mạng mắng chửi. Đạo diễn Vương, rốt cuộc ông cũng nói thật lòng rồi. Ngô Thiên Hữu cười lạnh, thật ra, Liễu Mi bị đuổi khỏi đoàn làm phim cũng do ông làm đúng không? Ông muốn cho Hạ Hà lên làm nữ chính để chiều ý cư dân mạng à? Đối với ông, có chúng tôi hay không cũng không sao hết. Ngô Thiên Hữu nói bằng giọng mỉa mai, không hề sợ sẽ đắc tội với đạo diễn Vương. Đạo diễn Vương biến sắc, vội phủ nhận, Liễu Mi bị đoàn làm phim khai trừ chứ không liên quan gì đến tôi, tất cả đều do công ty quyết định. Hơn nữa, tôi cũng không muốn ai rời đi hết, dù sao chúng ta cũng đã tốn rất nhiều tâm huyết cho bộ phim này. Hạ Hà cắn môi, cũng nói, Ngô Thiên Hữu, anh đừng ăn nói lung tung. Chẳng lẽ anh không biết tại sao Liễu Mi bị đuổi khỏi đoàn làm phim à? Tất cả đều do cô ta tự làm tự chịu, đừng nói là cô ta, ngay cả diễn viên nổi tiếng cũng sẽ gặp họa nếu dám làm những chuyện như thế. Ngô Thiên Hữu nhíu mày, Hạ Hà, có phải cô nghĩ mình sắp được làm nữ chính nên có tư cách vênh váo trước mặt tôi không? Tôi không hề nghĩ thế, Hạ Hà vội phủ nhận. Không thì tốt. Ngô Thiên Hữu hơi híp mắt, nhìn đạo diễn Vương, chúng ta không vòng vo nữa nhé, nếu ông muốn chúng tôi về đoàn làm phim thì cũng được thôi. Tôi không bắt ông đuổi Hạ Hà đi nữa, chỉ cần ông đồng ý với tôi hai điều kiện, bây giờ chúng tôi sẽ về quay ngay. Đạo diễn Vương vội đáp, được, cậu cứ nói đi. Điều kiện thứ nhất, trừ Hạ Hà ra, cát xê của mấy diễn viên chính như tôi phải tăng gấp đôi. Ngô Thiên Hữu nói. Đạo diễn Vương hơi sững sờ, tuy biết Ngô Thiên Hữu đang chặt chém nhưng vẫn chấp nhận được. Cát xê được quyết định trước khi quay bộ phim này, nhưng bây giờ phim đã hot vì Hạ Hà và chuyện của Liễu Mi. Kiếm hiệp hay. Nếu muốn tăng gấp đôi cát xê cho diễn viên chính thì cũng không phải là không được. Tôi không thể đồng ý với chuyện này ngay, nhưng tôi cam đoan sẽ xin công ty giúp mọi người, nhưng có thành công không thì tôi không chắc. Đạo diễn Vương nói rồi hỏi tiếp, cậu nói về điều kiện thứ hai đi, nếu tôi làm được thì sẽ liên hệ công ty để xin tăng cát xê sau. Đạo diễn Vương thẳng thắn thật đấy. Ngô Thiên Hữu cười vui vẻ, mấy người khác cũng rất kích động. Điều kiện thứ hai. Liễu Mi đã bị đuổi khỏi đoàn làm phim, chắc chắn phải chọn nữ chính mới, chuyện này cứ để tôi quyết định. Ngô Thiên Hữu nói, hơn nữa ông cứ yên tâm, chắc chắn nữ chính mà tôi chọn sẽ thích hợp hơn Liễu Mi nhiều. Ngay cả đạo diễn Vương cũng trợn tròn mắt, nói với vẻ không dám tin, Nhiếp Nhã Kỳ đồng ý đến đoàn làm phim của chúng ta thật à. Ngô Thiên Hữu kiêu ngạo nói, đạo diễn Vương, ông quên chị họ tôi là ai à? Chị ấy là dòng chính của nhà họ Tôn, quan trọng nhất là chị ấy cũng là bạn thân của Nhiếp Nhã Kỳ. Nhưng cát xê của cô ấy hơi cao, phải xem đoàn làm phim có đồng ý không. Đạo diễn Vương nói ngay, đồng ý, chỉ cần cô ấy không yêu cầu quá đáng, chắc chắn công ty sẽ đồng ý thôi. Vậy cát xê của mấy diễn viên chính như chúng tôi có được tăng gấp đôi không thế? Ngô Thiên Hữu cười híp mắt, nhìn đạo diễn Vương. Đạo diễn Vương gật đầu lia lịa, được, được chứ. Giờ tôi liên lạc với công ty ngay. Đạo diễn Vương lập tức gọi điện thoại rồi nhanh chóng cúp máy. Đạo diễn Vương, công ty nói thế nào? Đám người Ngô Thiên Hữu mấy người đều có vẻ chờ mong. Đạo diễn Vương vui vẻ nói, công ty đã đồng ý, chỉ cần Viên Nhã Kỳ bằng lòng tham gia đoàn làm phim rồi đảm nhiệm vai nữ chính, cát xê của mọi người sẽ tăng gấp đôi. Viên Nhã Kỳ là một trong bốn tiểu hoa đán trong nước, bây giờ đang nổi như cồn, trừ khi bỏ ra số tiền khổng lồ để mời cô ta quay phim, bằng không cô ta sẽ từ chối hết. Nhưng những bộ phim có Viên Nhã Kỳ làm nữ chính đều có tỷ lệ người xem và doanh thu phòng vé cực cao. Có thể tưởng tượng, một khi Viên Nhã Kỳ đến đoàn làm phim Chiến Thần Bất Bại, chắc chắn bộ phim này sẽ được rất nhiều người chú ý. Ngô Thiên Hữu đã đạt được điều mình muốn, cũng không giả vờ nữa, lập tức đứng dậy. Đạo diễn Vương, đây là xe 7 chỗ, trừ đạo diễn Vương và tài xế thì chỉ còn 5 chỗ mà thôi, hình như chúng ta thừa ra một người. Hạ Hà đang định lên xe thì bị Ngô Thiên Hữu chắn đường. Anh ta cười ha hả. Đạo diễn Vương cũng rất khôn khéo, tuy ông ta rất tán thưởng nhân phẩm và kỹ thuật diễn xuất của Hạ Hà, nhưng cũng biết Ngô Thiên Hữu đang cố ý làm khó cô ta. Thế nên ông ta nhìn Hạ Hà, áy náy nói, Hạ Hà, cô xem, họ đều vào nghề sớm hơn cô, cũng xem như đàn anh đàn chị của cô, hay cô chịu khó bắt xe đến đoàn làm phim nhé. Đạo diễn Vương nói rồi đưa 100 tệ cho Hạ Hà, xem như đây là tiền bắt xe. Ngô Thiên Hữu hơi nhếch môi, mỉm cười trêu tức. Hạ Hà, cô chịu khó nhé, các đàn anh đàn chị đến đoàn làm phim trước đây, cô cũng đừng tới muộn, bằng không đoàn làm phim sẽ trừ cát xê của cô đấy. Mắt Hạ Hà đỏ hoe, rơm rớm nước mắt. Cô ta ném luôn tờ 100 tệ vào người đạo diễn Vương đang ngồi ở ghế phụ, đạo diễn Vương, tôi vẫn trả được tiền bắt xe ạ.
Hạ Hà nói rồi quay người rời đi. Nhìn xe công vụ rời đi, Hạ Hà không kìm nổi nước mắt nữa, tại sao chứ? Mình đã nhường nhịn họ lắm rồi, tại sao họ vẫn đối xử với mình như vậy? Hạ Hà rất ấm ức, lần đầu tiên cô ta nghĩ đến việc rời khỏi đoàn làm phim. Có lẽ cô ta không phù hợp với con đường này. Nửa tiếng sau, Hạ Hà tới đoàn làm phim. Hạ Hà, sao giờ cô mới đến? Chúng tôi chờ cô 2 tiếng rồi. Có phải cô nghĩ cô nổi tiếng rồi nên có thể lên mặt không? Cô biết việc cô đến muộn 2 tiếng sẽ ảnh hưởng thế nào tới đoàn làm phim không hả? Cô biết các diễn viên quần chúng rất vất vả khi phải chờ cô không? Hạ Hà vừa bước vào đoàn làm phim thì đã bị bao vây. Ngô Thiên Hữu nhếch môi, trông rất đắc ý. Mấy diễn viên chính đang đứng với anh ta cũng có vẻ trêu ngươi. Rõ ràng tất cả đều do họ sắp đặt. Không phải thế, tôi đến đoàn làm phim từ sáng sớm rồi, tôi mới tới bệnh viện tìm Ngô Thiên Hữu với đạo diễn Vương. Hạ Hà vội giải thích. Hạ Hà, cô đừng đổ lỗi cho chúng tôi đấy nhé. Ngô Thiên Hữu đi tới, lạnh lùng nói, rõ ràng cô đến trễ nên chúng tôi mới phải đợi rất lâu, cô đến bệnh viện tìm tôi bao giờ. Hơn nữa tôi đã đến đoàn làm phim từ nãy, vì cô mãi không đến nên tôi phải ngồi trên xe chờ cô. Cô đến bệnh viện tìm tôi làm gì? Hạ Hà cắn môi, nhìn những gương mặt ghê tởm kia, rất muốn tát bọn họ. Cô ta đang định đến tìm đạo diễn Vương để xin nghỉ, cô ta muốn rời khỏi đây. Không ngờ đạo diễn Vương lại vu khống cô ta, khiến cô ta tổn thương sâu sắc. Hành động của Ngô Thiên Hữu càng khiến cô ta tức giận. Có phải các người đều đang chờ tôi bị đuổi khỏi đoàn làm phim không? Hạ Hà chợt hỏi. Cái tát này dứt khoát vang vọng, tất cả mọi người đều chợt sửng sốt. Ngay cả bản thân Ngô Thiên Hữu cũng choáng váng, anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng Hạ Hà sẽ ra tay, càng không ngờ lần đầu tiên thấy Hạ Hà ra tay mà lại là tát vào mặt mình. Ngô Thiên Hữu, nếu như anh dám ăn nói linh tinh ở đây, tôi đảm bảo anh sẽ không ở đoàn phim này được nữa. Giọng điệu của Hạ Hà cực kỳ chắc chắn, như thể nếu cô ta muốn thì có thể đuổi Ngô Thiên Hữu ra khỏi đoàn phim bất cứ lúc nào vậy. Con đàn bà đê tiện này, cô lại dám đánh tôi ư? Ngô Thiên Hữu lúc này mới hoàn hồn, vẻ mặt đầy hung dữ. Hạ Hà, cô điên rồi sao? Sao cô lại dám đánh anh Thiên Hữu? Cô thực sự coi mình là ông nọ bà kia sao? Dám đánh anh Thiên Hữu, cô thực sự nghĩ thể diện mình lớn hơn của anh Thiên Hữu hay sao? Theo tôi thấy, anh Thiên Hữu nên dùng mối quan hệ của mình chặn triệt để con đường của Hạ Hà đi, để sau này cô ta không được đóng phim nữa. Đúng, phải cấm cô ta. Trong một lúc, lũ chó săn của Ngô Thiên Hữu đều kêu lên muốn triệt đường đóng phim của Hạ Hà. Hạ Hà hoàn toàn cảm thấy trái tim mình đau nhói, cô ta nhìn quanh một vòng rồi lạnh lùng nói, mọi người lại muốn tôi bị cấm đến như thế hay sao? Hạ Hà, cô giả bộ gì chứ? Từ lâu tôi đã không ưa gì cô rồi. Một nữ diễn viên mỉa mai nói, nếu không phải lúc trước đạo diễn Vương nhận cô vào, liệu cô có thể trở thành nữ phụ trong đoàn phim không? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô là nữ phụ thì chúng tôi cũng đều là tiền bối của cô vênh váo cái gì chứ? Cô mà cũng có tư cách tỏ vẻ trước mặt chúng tôi sao? Một nam diễn viên khác cũng mở miệng nói, đúng vậy, trước mặt chúng tôi, cô tỏ vẻ cái gì chứ? Anh Thiên Hữu có thể để mắt tới cô là vinh hạnh của cô, còn giả vờ thanh cao gì chứ? Hạ Hà, lập tức xin lỗi anh Thiên Hữu đi. Nếu không cho dù anh Thiên Hữu có tha thứ cho cô thì chúng tôi cũng sẽ dùng tới mối quan hệ của mình ngăn cấm sự nghiệp của cô. Xin lỗi ngay lập tức. Mấy diễn viên xung quanh Ngô Thiên Hữu đều lũ lượt giận dữ hét lên. Lúc này trong lòng Hạ Hà chỉ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng trên mặt không hề sợ hãi. Các người sẽ phải trả giá cho những gì mình nói ra. Hạ Hà như biến thành một con người khác, mặt cô lạnh băng, tốt hơn hết các người nên dùng mối quan hệ của mình để ngăn tôi lại, nếu không một khi tôi tức giận, nhất định các người sẽ hối hận đấy. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Hạ Hà, đám người Ngô Thiên Hữu đột nhiên cảm thấy không ổn. Họ chưa bao giờ thấy thái độ cứng rắn của Hạ Hà, hôm nay nhìn thấy như vậy chợt khiến họ cảm thấy giận người. Hạ Hà, đã tới bước này rồi mà cô còn muốn giả bộ sao? Ngô Thiên Hữu mỉa mai, cô thật sự cho rằng trước đây đạo diễn Vương tốt với cô là vì thực sự rất thích tài năng của cô sao? Tôi nói cho cô biết, hoàn toàn không phải như vậy. Đạo diễn Vương chọn cô làm nữ phụ là vì để tâm đến nhan sắc của cô, muốn có được cô. Chỉ là không ngờ mức độ nổi tiếng của cô lại tăng vọt như vậy. Đam Mỹ Hài. Nếu không phải vì cô đột nhiên nổi như cồn, đạo diễn Vương còn muốn dùng sự nổi tiếng của cô để tạo đà cho bộ phim của chúng ta thì ông ấy đã làm thịt cô từ lâu rồi. Cô dám không đồng ý sao? Vậy thì cô đợi đến lúc sau này chỉnh sửa bị cắt và chỉnh sửa một phần lớn phân cảnh của mình đi.
Hạ Hà đầy vẻ khó tin, nếu là trước đây, cô ta thật sự sẽ không tin đạo diễn Vương, người vẫn luôn đối xử tốt với mình lại là người như vậy. Nhưng vừa rồi đạo diễn Vương đã vu khống cô ta ở chốn đông người, rõ ràng cô ta đã đến đoàn phim từ rất sớm, cùng với đạo diễn Vương đến bệnh viện để tìm Ngô Thiên Hữu mà. Tuy nhiên, đạo diễn Vương lại không thừa nhận điều đó, thay vào đó, ông ta lại vu khống Hạ Hà đã đến trễ hơn 2 tiếng đồng hồ và làm trì hoãn việc quay phim của cả đoàn. Giờ đây, cô ta đã tin rằng đạo diễn Vương căn bản chính là một người có lòng dạ không ngay thẳng. Cô ta chợt nhớ lại những lần tiếp xúc với đạo diễn Vương trước đây, mỗi lần đạo diễn Vương nhìn cô đều là dáng vẻ háo sắc. Hạ Hà vốn cho rằng cái nhìn của đạo diễn Vương là tán thưởng cô, nhưng bây giờ cô ta mới biết rằng không phải vậy. Hạ Hà, cô cũng biết đấy, Viên Nhã Kỳ sắp đến đoàn phim đảm nhận vai nữ chính rồi, hiện giờ đối với đoàn phim, có cô hay không cũng không quan trọng. Đạo diễn Vương vội lắc đầu, không, không có, tôi sẽ thu xếp người đi mua ngay. Tôi chỉ muốn ông đi mua cho tôi. Viên Nhã Kỳ lại nói. Sắc mặt đạo diễn Vương chợt cứng đờ, nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, ông ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt và vội nói, được rồi, tôi đi, giờ tôi sẽ đi. Đạo diễn Vương vừa đi thì Ngô Thiên Hữu vội vàng bước tới, trên môi nở nụ cười tỏa nắng, vươn cánh tay về phía Viên Nhã Kỳ. Nhã Kỳ, xin chào, tôi là Ngô Thiên Hữu, là nam chính, bạn diễn cặp với cô. Cút. Viên Nhã Kỳ nói gọn lỏn một chữ, nụ cười trên mặt Ngô Thiên Hữu đột nhiên đông cứng lại. Những người khác đều sửng sốt, Viên Nhã Kỳ là nữ chính mà Ngô Thiên Hữu tìm cho đoàn phim. Mặc dù cô ta rất nổi tiếng, yêu cầu đạo diễn Vương đích thân đi mua cà phê cũng đã đành, nhưng sao cô ta có thể công khai sỉ nhục Ngô Thiên Hữu, người đã mời cô ta đến đoàn phim chứ? Trong mắt mọi người, Viên Nhã Kỳ đang làm nhục Ngô Thiên Hữu. Ngô Thiên Hữu nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, anh ta thu tay lại, cười nói, Nhã Kỳ, chị họ của tôi là Tôn Chí Kiều. Lần này, tôi đã nhờ chị họ tôi giúp đỡ mới mời cô đến đoàn phim chúng tôi hỗ trợ. Ha ha! Viên Nhã Kỳ đột nhiên nở nụ cười quái dị, Tôn Chí Kiều. Cô ta là cái thá gì? Còn anh là cái thá gì mà cũng có tư cách gọi tôi đến một đoàn phim nhỏ như vậy? Bùm! Lời nói của Viên Nhã Kỳ giống như một quả bom khiến cho tất cả mọi người đều choáng váng. Ngô Thiên Hữu thậm chí còn có cảm giác như bị giáng một gậy vào đầu, Viên Nhã Kỳ không phải do chị họ anh ta mời đến ư. Viên Nhã Kỳ, cô nói như vậy hơi quá đáng rồi đấy. Ngô Thiên Hữu trông hoàn toàn ủ rột, anh ta lạnh lùng nói, cô có được ngày hôm nay đều nhờ nhà họ Tôn. Chị họ Tôn Chí Kiều của tôi là người của nhà họ Tôn, nếu như không nhờ chị ấy, cô có được thành tựu như ngày hôm nay sao? Bây giờ cô đã nổi tiếng rồi thì liền quên nhà họ Tôn đã từng nâng đỡ mình sao? Viên Nhã Kỳ cười khẩy, nhà họ Tôn, lý do khiến Viên Nhã Kỳ tôi trở nên hot không liên quan gì đến nhà họ Tôn. Mọi thứ đều do tôi tự nỗ lực. Anh nói là chị họ anh bảo tôi được cô ta cất nhắc phải không? Phải rồi, chị họ anh tên là, cái gì ấy nhỉ? Viên Nhã Kỳ không hề quan tâm đến thân phận của Tôn Chí Kiều, cô ta hỏi đầy vẻ bỡn cợt. Ngô Thiên Hữu gần như tức đến phát điên, anh ta nghiến răng, chị họ tôi tên là Tôn Chí Kiều, chị ấy không phải là cái gì? Ồ, vậy ra cô ta thực sự không phải là cái gì à? Viên Nhã Kỳ cười và nói đầy vẻ vô tội. Ha ha! Những người xung quanh đều cảm thấy thích thú, Ngô Thiên Hữu cũng kịp phản ứng lại, bản thân anh ta đã bị trúng kế của Viên Nhã Kỳ nên vừa xấu hổ vừa tức. Đôi mắt lạnh lùng của anh ta quét qua toàn bộ mọi người ở đó, tiếng cười đột nhiên im bặt. Viên Nhã Kỳ, cô thật quá đáng! Ngô Thiên Hữu tức giận nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nếu như anh cho rằng tôi được chị họ anh cất nhắc, vậy bây giờ anh gọi điện cho chị họ mình, hỏi cô ta một câu là Viên Nhã Kỳ tôi có quen cô ta không? Viên Nhã Kỳ thờ ơ nói. Được thôi, nếu như cô tự mình chuốc lấy sự mất mặt thì bây giờ tôi sẽ cho mọi người biết, cô là người vong ơn bội nghĩa như thế nào. Ngô Thiên Hữu nói rồi liền bấm một số điện thoại, chẳng mấy chốc đối phương đã bắt máy, giọng một người phụ nữ trẻ vang lên, anh tìm ai? Xin chào chị họ, em là em họ chị, Thiên Hữu đây. Ngô Thiên Hữu vội nói, rõ ràng đối phương chính là chị họ Tôn Chí Kiều mà anh ta nhắc đến. Thiên Hữu, từ khi nào mà tôi lại có một người em họ như vậy chứ? Cút! Giọng điệu của Tôn Chí Kiều vô cùng lạnh lùng, sau một hồi quát mắng, cô ta liền cúp điện thoại. Ngô Thiên Hữu bật loa ngoài, mọi người có mặt đều nghe thấy những gì Tôn Chí Kiều quát mắng anh ta. Mọi người nhất thời đều trợn tròn mắt, đặc biệt là những diễn viên thân cận với Ngô Thiên Hữu càng kinh ngạc hơn. Ngô Thiên Hữu đã khoe khoang trước mặt họ rằng chị họ của anh ta là người của nhà họ Tôn và là tổng giám đốc của công ty giải trí ngôi sao của nhà họ Tôn.
nhưng bây giờ, người chị họ có mối quan hệ gần gũi mà Ngô Thiên Hữu nói không những không lưu số điện thoại của Ngô Thiên Hữu mà cô ta còn không biết Ngô Thiên Hữu, thậm chí còn quát kêu anh ta cút đi. Biểu cảm trên gương mặt của Ngô Thiên Hữu vô cùng hấp dẫn. Viên Nhã Kỳ bật cười, đây là bà chị họ đó của anh hả? Hình như cô ta không quen anh. Ngô Thiên Hữu trông vô cùng khó coi, anh ta nghiến răng nói, chị họ tôi thuộc nhánh chính của nhà họ Tôn thuộc 8 gia tộc lớn của Yến Đô. Mỗi ngày chị ấy đều bận rộn như thế, chắc là có rất nhiều người mạo danh là thân thích của chị ấy mới khiến chị ấy lầm tưởng tôi mạo danh em họ của chị ấy. Ông ta mang theo cà phê trong tay, chạy cà nhắc đến bên cạnh Viên Nhã Kỳ, Nhã Kỳ, cà phê đến rồi đây, cô mau tranh thủ lúc còn nóng uống đi. Viên Nhã Kỳ khẽ nhấp một ngụm, sau đó lại vứt cà phê sang một bên, lạnh lùng nói, ông nghe không hiểu tiếng người à. Tôi muốn cà phê 40 độ, cà phê mà ông mua có được 40 độ không? Còn không nổi 35 độ. Vẻ mặt của đạo diễn Vương đột nhiên đông cứng lại, Viên Nhã Kỳ, cô đang cố tình làm khó tôi phải không? Đúng vậy, tôi đang làm khó dễ ông đấy. Ai ngờ Viên Nhã Kỳ lại thẳng thắn thừa nhận trước đám đông là mình đang cố tình gây khó dễ. Đạo diễn Vương cũng sững sờ mất một lúc. Một lúc sau, ông ta mới hoàn hồn và hỏi với vẻ khó hiểu, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi và cô quen biết nhau, tôi tự hỏi mình chưa từng đắc tội với cô, không biết vì sao cô lại làm khó tôi. Ông làm chuyện gì quá đáng, lẽ nào còn không rõ hay sao? Viên Nhã Kỳ cười mỉa mai, hay là đạo diễn Vương cần tôi nói trước đám đông về những chuyện đáng xấu hổ mà ông đã làm? Sau khi nghe những lời của Viên Nhã Kỳ, đạo diễn Vương đột nhiên có dự cảm không lành. Mặc dù bao nhiêu năm làm đạo diễn không đạt được nhiều thành tựu nhưng ông ta cũng đã làm rất nhiều chuyện xấu xa. Lúc này trong đầu ông ta chỉ toàn những chuyện xấu xa mà ông ta đã từng làm, chẳng lẽ một trong những việc này có liên quan gì đến Viên Nhã Kỳ? Lúc này Ngô Thiên Hữu mới mở miệng nói, Viên Nhã Kỳ, dù thế nào thì đạo diễn Vương cũng là đạo diễn của đoàn phim chúng tôi. Nếu cô làm khó ông ấy, cô không sợ chúng tôi sẽ phơi bày mọi chuyện ở đây, làm ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của cô sao? Viên Nhã Kỳ liếc nhìn Ngô Thiên Hữu một cách mỉa mai, tôi chỉ cố ý làm khó một thứ cặn bã, cho dù bị bại lộ thì đã sao? Chỉ cần tôi tùy tiện vạch trần một chút những gì đạo diễn Vương đã làm thì đã đủ để tất cả mọi người hướng mũi dùi vào ông ta rồi. Không chỉ vậy, tôi còn cố ý làm khó dễ anh nữa đấy, nếu như anh có khả năng thì cũng vạch trần tôi đi. Viên Nhã Kỳ tôi không làm chuyện trái với lương tâm nên tôi không sợ ma gõ cửa. Chỉ sợ mấy người sẽ không vạch trần chuyện tôi cố tình làm khó dễ mấy người thôi. Nếu không sao tôi có thể vạch trần những giao dịch bẩn thỉu đằng sau mấy người chứ. Nghe thấy vậy, biểu cảm của cả đạo diễn Vương và Ngô Thiên Hữu đều thay đổi rõ rệt. Hai người nhìn nhau, họ có thể thấy được vẻ sợ hãi trong mắt nhau. Rõ ràng họ đã biết Viên Nhã Kỳ có ý gì. Một khi cô ta thực sự vạch trần những chuyện đó, tuyệt đối không ai trách Viên Nhã Kỳ mà ngược lại sẽ khiến đạo diễn Vương và Ngô Thiên Hữu phải hoàn toàn cút ra khỏi giới diễn xuất. Cô Nhã Kỳ dậy phải, chúng tôi là những kẻ cặn bã, cô làm khó chúng tôi cũng là đáng đời chúng tôi thôi. Đạo diễn Vương lau mồ hôi lạnh trên trán, vội nói. Mặc dù Ngô Thiên Hữu không cam tâm, nhưng anh ta cũng nghiến răng nói, cô Nhã Kỳ, công ty có yêu cầu rất cao đối với bộ phim của chúng ta. Chúng ta có thể bắt đầu quay phim được chưa? Viên Nhã Kỳ thờ ơ liếc nhìn hai người họ, sau đó ánh mắt đột nhiên hướng về phía một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Dưới sự kinh ngạc của mọi người, Viên Nhã Kỳ di chuyển từng bước, trên mặt mang nụ cười dịu dàng bước đến trước mặt người kia. Hạ hà, chào cô, tôi là fan hâm mộ số 1 của cô. Tôi đã xem video quảng cáo, Chiến Thần Bất Bại, trước đây của cô thật sự quá tuyệt luôn, thực sự là nữ thần hoàn hảo. Viên Nhã Kỳ trìu mến nắm lấy tay Hạ Hà, cười nói, cô mới là người duy nhất phù hợp nhất với vai nữ chính trong bộ phim này. Bùm! Lời nói của Viên Nhã Kỳ hoàn toàn khiến mọi người choáng váng. Viên Nhã Kỳ là một trong 4 tiểu hoa đán, vào thời điểm mức độ nổi tiếng của cô ta đang cao nhất, vô số đạo diễn tên tuổi trong nước đã tích cực mời cô ta tham gia vào các bộ phim điện ảnh và truyền hình. Nhưng tất cả các bộ phim điện ảnh và truyền hình cô ta tham gia đều là nữ chính. Hơn nữa rating và doanh thu phòng vé của mỗi bộ phim đều cực cao. Có thể nói, chỉ cần Viên Nhã Kỳ có thể tham gia vào bộ phim truyền hình, Chiến Thần Bất Bại, thì rating của bộ phim này chắc chắn sẽ rất ổn định. Hạ Hà cũng sửng sốt, vừa rồi khi thấy Viên Nhã Kỳ cố ý làm khó đạo diễn Vương, cô ta còn đang cảm thấy cô gái này hơi quá đáng, rõ ràng là đang lên mặt dữ lắm. Nhưng bây giờ, hóa ra Viên Nhã Kỳ chỉ giống như một fan hâm mộ nhỏ nhoi, nắm tay cô ta rất nhiệt tình và không ngần ngại khen ngợi cô ta. Viên Nhã Kỳ, cảm ơn chị, cảm ơn rất nhiều. Một lúc lâu sau,
Hạ Hà mới hoàn hồn, cô ta vội vàng cảm ơn. Viên Nhã Kỳ dịu dàng nói, chị đã xem hết thông tin của em rồi. Chị lớn hơn em 2 tháng. Từ nay về sau em hãy gọi chị là chị Nhã Kỳ, giữa chị và em không được khách sáo với nhau như thế nữa. Hạ Hà liền gọi, chị Nhã Kỳ. Được rồi, từ nay em sẽ là em gái của Viên Nhã Kỳ chị. Viên Nhã Kỳ chủ động vòng tay qua vai Hạ Hà, lập tức lấy điện thoại di động ra chụp ảnh hai người tự sướng. Hạ Hà, chụp ảnh với em làm chị đột nhiên cảm thấy mình thật là xấu. Viên Nhã Kỳ nói với vẻ mặt tủi hơn. Hạ Hà hơi xấu hổ, cô ta đỏ bừng mặt, chị Nhã Kỳ, chị đẹp hơn em nhiều. Viên Nhã Kỳ cũng không tranh cãi gì, cô ta vừa cầm điện thoại di động trao chuốt lại vừa cười nói, từ hôm nay tôi sẽ tham gia vào đoàn phim, Chiến Thần Bất Bại, mọi người nhìn xem em gái Hạ Hà của tôi có đẹp không. Ngay sau đó, cô ta đã đăng một status. Ôi trời, Viên Nhã Kỳ đã đăng status và nói rằng Hạ Hà là em gái của cô ấy. Trời ơi, anh Hổ, người trong mộng của hàng nghìn cô gái cũng đến rồi kìa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Rất nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình đều đến đây. Nhiều tên tuổi lớn như vậy ở đây mà Hạ Hà vẫn là nữ chính. Mọi người trong đoàn phim đều như phát điên lên. Đây chỉ là một bộ phim chiếu mạng nhưng đội ngũ hiện giờ lại lớn mạnh như vậy. Dù là một bộ phim lớn do đạo diễn hàng đầu trong nước thực hiện thì cũng không thể mời được nhiều tên tuổi lớn như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Hà cũng sững sờ một hồi, mắt chữ A miệng chữ O nhìn những gương mặt quen thuộc đó. Dù bước chân vào làng giải trí chưa được bao lâu nhưng cô ta cũng đã biết đến những ngôi sao lớn của làng giải trí trong nước. Giờ đây, những ngôi sao góp mặt đều là những tên tuổi lớn trong làng giải trí. Mấu chốt là tất cả những người này đều muốn gia nhập đoàn phim, còn bản thân cô ta vẫn là vai nữ chính số 1. Xin chào Hạ Hà, tôi là Hạo Thần, sắp đảm nhiệm vai nam chính. Sau này mong cô chỉ bảo thêm. Xin chào Hạ Hà, tôi là Huyên Huyên, tôi cũng gia nhập đoàn phim của cô. Tôi chuẩn bị đảm nhận vai nữ phụ thứ 2. Xin chào Hạ Hà, tôi là Anh Hổ, tôi là nam phụ trong đoàn phim của mọi người. Hạ Hà còn chưa hoàn hồn thì những tên tuổi lớn trong nước đã bước tới, từng người một chủ động đưa tay bắt tay Hạ Hà. Lúc này Hạ Hà mới như tỉnh cơn mơ, hóa ra những tên tuổi lớn này thực sự đã gia nhập đoàn phim. Ngô Thiên Hữu ở một bên đã hoàn toàn sững sờ, hai mắt anh ta mở to, vẻ mặt đầy khó tin. Làm sao có thể? Làm sao có thể như vậy được? Chắc chắn là mình đang nằm mơ, làm sao Hạ Hà lại có thể hợp tác với nhiều tên tuổi lớn có lượng fan hàng đầu như vậy chứ? Ngô Thiên Hữu tự lẩm bẩm một mình, bộ dạng thất thần. Đạo diễn Vương cũng vô cùng phấn khích khi nhìn thấy nhiều tên tuổi lớn như vậy, ông ta lon ton tiến về phía trước và chủ động đưa tay ra nói, Hạo Thần, Huyên Huyên, Anh Hổ, hoan nghênh các vị tham gia đoàn phim của chúng tôi. Sau này chúng ta đã là đồng nghiệp với nhau rồi, mong các vị quan tâm giúp đỡ. Tuy nhiên, không ai bắt tay ông ta. Một đạo diễn rác rưởi có vấn đề về đạo đức mà cũng đủ tư cách làm đạo diễn của chúng ta sao? Trên mặt Hạo Thần lộ ra vẻ châm chọc, anh ta lập tức hét lớn, cút. Huyên Huyên và Anh Hổ cũng khinh thường nhìn đạo diễn Vương, họ lần lượt nói, cút ngay. Đạo diễn Vương chưa bao giờ nghĩ rằng những tên tuổi lớn này lại không cho mình một chút thể diện nào như thế. Vừa rồi đã bị Viên Nhã Kỳ bấn cợt, giờ lại bị bao nhiêu tên tuổi lớn nhắm tới, trong lòng ông ta đầy căm phẫn. Nhưng ông ta vẫn nín nhịn, nghiến răng hỏi, tôi không biết mình đã làm gì sai. Hay là tôi đã xúc phạm đến các vị để rồi các vị nhắm vào tôi như thế này. Hơn nữa, ngay cả khi các vị là những tên tuổi lớn và cực kỳ nổi tiếng thì tôi vẫn là đạo diễn của đoàn phim này. Tôi hy vọng các vị có thể tôn trọng tôi một chút. Lúc này Viên Nhã Kỳ đi tới và nói với một vẻ mặt khinh thường, ông là cái thá gì mà cũng xứng để chúng tôi tôn trọng. Cô, đạo diễn Vương tức giận đến mức giờ ngón tay chỉ vào Viên Nhã Kỳ, nhưng lại tức đến mức không nói được lời nào. Viên Nhã Kỳ cười khẩy, cô cái gì mà cô, ông thực sự tưởng rằng mình là đạo diễn bộ phim này của chúng tôi sao? Ý cô là sao? Đạo diễn Vương đột nhiên có dự cảm không lành. Bùm! Đúng lúc này, một chiếc Mercedes-Benz AV màu đen bất ngờ lao tới rồi từ từ dừng lại. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía đó. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên với mái tóc dài bước ra khỏi xe. Là đạo diễn Lý, tại sao ông ta lại đến đây? Bộ phim truyền hình cung đấu tháng trước do đạo diễn Lý đạo diễn đã thống trị màn ảnh suốt cả tháng. Bây giờ đạo diễn Lý đang ở thời kỳ đỉnh cao, nghe nói hợp đồng của ông ấy đã đến hạn rồi, giờ rất nhiều doanh nghiệp đều đang muốn ký với đạo diễn Lý.
nhiều người thốt lên khi nhìn thấy người đàn ông trung niên đó. Xin chào, đạo diễn Lý, tôi họ Vương, trước đây chúng ta đã gặp nhau ở một buổi tiệc chiêu đãi. Đạo diễn Vương nhìn thấy đạo diễn Lý liền vội vàng tiến về phía trước, bộ dạng khom lưng uốn gối như một con chó nịnh bợ. Cút ra! Đạo diễn Lý đẩy đạo diễn Vương ra, ánh mắt ông ta đang tìm kiếm thứ gì đó trong đám người, chẳng mấy chốc ông ta đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, ông ta chợt lộ ra nụ cười và vội vàng đi về phía trước. Hạ Hà, cuối cùng tôi cũng gặp được cô rồi. Đạo diễn Lý bước nhanh đến gần Hạ Hà, với vẻ mặt phấn khích và ánh mắt đầy tán thưởng, Hạ Hà, cô là người phụ nữ hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy. Tôi tin rằng sau khi bộ phim được công chiếu, chắc chắn cô sẽ lập tức trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Hạ Hà cũng biết về đạo diễn Lý, cô ta cảm thấy hơi ngạc nhiên khi nghe đạo diễn Lý nói như vậy, nhưng cô ta vẫn nói rất lịch sự, cảm ơn đạo diễn Lý. Chứng kiến cảnh này, vẻ mặt của đạo diễn Vương đột nhiên hoàn toàn đông cứng. Trong giới đạo diễn, nếu đạo diễn Lý là ông trùm cấp bậc giáo sư, thì ông ta chỉ là một học sinh nhỏ bé mà thôi. Hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ngày nay không chỉ có rất nhiều tên tuổi lớn đổ xô đến với Hạ Hà, bây giờ ngay cả đạo diễn Lý cũng chủ động tìm Hạ Hà. Cho dù Hạ Hà không đóng bộ phim này, cô ta cũng lập tức có thể nhận được các bộ phim lớn với khoản đầu tư lớn hơn bộ phim này gấp trăm lần. Đám người Ngô Thiên Hữu thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Anh Thiên Hữu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Rất nhiều tên tuổi lớn đều tới đây vì Hạ Hà, bây giờ ngay cả đạo diễn Lý cũng đến đây. Vừa rồi, Hạo Thần nói rằng anh ấy sắp đóng vai nam chính trong bộ phim này, anh Hổ cũng sẽ đóng vai nam phụ, Viên Nhã Kỳ sẽ đóng vai nữ phụ, Huyên Huyên sẽ đóng vai nữ phụ thứ hai, vậy còn chúng ta thì sao? Các diễn viên bên cạnh Ngô Thiên Hữu đều hoảng sợ. Bởi vì vốn dĩ họ là những người đảm nhiệm những vai diễn này. Ngô Thiên Hữu không nói gì nhưng khuôn mặt của anh ta ảm đạm đến đáng sợ. Được rồi, nếu như mọi người đều ở đây, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu và quay lại bộ phim. Đạo diễn Lý nhìn mọi người và nói. Được, đạo diễn Lý. Những tên tuổi lớn như Viên Nhã Kỳ lần lượt lên tiếng. Dương Thanh, là mày, chắc chắn là mày. Ngô Thiên Hữu đột nhiên hét lên. Lúc trước khi anh ta uy hiếp Hạ Hà đã bị Dương Trần ghi âm lại. Anh ta gần như có thể chắc chắn rằng mọi chuyện phơi bày bây giờ đều là do Dương Thanh gây ra. Một hình bóng quen thuộc hiện lên trong tâm trí của Hạ Hà, Dương Thanh đã từng nói rằng anh ấy chính là chủ tịch của công ty giải trí ngôi sao. Tất cả những việc hiện giờ, ngoại trừ Dương Thanh ra thì không ai có thể làm được. Lúc này, Hạ Hà càng cảm thấy biết ơn Dương Thanh nhiều hơn. Dương Thanh, cảm ơn anh, cô ta nói thầm trong lòng. Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Thanh, bên trong văn phòng chủ tịch. Dương Thanh đang ở trong văn phòng một mình, ngay sau đó Lạc Bân đã chạy vào. Chủ tịch, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Sau khi vụ bê bối của đạo diễn Vương và Ngô Thiên Hữu bị phanh phui, bọn họ đã bị cả nước phong tỏa. Lạc Bân nói, không chỉ vậy, đoàn phim Chiến Thần Bất Bại đã trải qua một cuộc thay máu hoàn toàn. Ngoại trừ Hạ Hà là người mới ra thì các diễn viên khác đều là những tên tuổi lớn với đông đảo fan hâm mộ. Vì vụ lùm xùm giữa đạo diễn Vương và Ngô Thiên Hữu, độ hot của Chiến Thần Bất Bại đã tăng vọt trở lại. Hiện tại, nhiều khán giả đặt kỳ vọng rất cao vào bộ phim này. Dương Thanh không khỏi bất ngờ, anh gật đầu nói, được rồi, tiếp theo đây công việc chính của ông là có thể tiếp tục tập trung vào dự án Thành Cửu Châu rồi. Lạc Bân vội vàng gật đầu, chủ tịch hãy yên tâm, tôi đã sắp xếp xong xuôi mọi việc. Hôm nay dự định bắt đầu. Tất cả việc ăn ở đều sẽ ở công trường dự án Thành Cửu Châu. Tôi sẽ đích thân giám sát mọi việc. Dương Thanh hơi ngạc nhiên, anh chỉ không muốn dự án Thành Cửu Châu là mục tiêu của một số người quan tâm chứ không có ý định để Lạc Bân sống trên công trường. Nói thế nào thì Lạc Bân cũng là tổng giám đốc lương cả năm hàng chục triệu tệ, sao có thể đến công trường ngủ được chứ? Sếp Lạc, ông không cần phải quá sức như vậy, chỉ cần có thể sắp xếp một cấp dưới đáng tin cậy trông chừng là được rồi. Dương Thanh nói. Lạc Bân vội nói, chủ tịch yên tâm, tôi không sao. Hơn nữa tôi đến công trường không hẳn chỉ vì chuyện của công trường, mà là chuyển trước văn phòng đến Thành Cửu Châu mà thôi. Đợi sau khi Thành Cửu Châu hoàn thành, trụ sở tập đoàn Nhạn Thanh của chúng ta chắc chắn sẽ phải rời đến đó. Cứ coi như tôi đến trải nghiệm trước môi trường văn phòng mới đi. Nghe Lạc Bân nói vậy, Dương Thanh liền hiểu rằng đây không phải là Lạc Bân nhất thời cao hứng, mà là đang chuẩn bị tốt nhất. Được rồi. Nếu như ông đã có sự sắp xếp vậy thì tôi cũng không nói gì nữa. Dương Thanh hài lòng nói. Cảm ơn chủ tịch. Lạc Bân vội nói. Lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên ông ta nghĩ tới điều gì đó liền nói nhanh. Chủ tịch,
không phải sếp Tần đã đến tập đoàn Mamba đỏ sao? Tôi nghĩ là cậu cần giúp đỡ sếp Tần. Dương Thanh sửng sốt, sếp Tần mà Lạc Bân nói chính là Tần Thanh Tâm. Ý ông là, Thanh Tâm đến gặp tổng giám đốc của Mamba đỏ sẽ gặp phải phiền phức. Dương Thanh hỏi. Lạc Bân gật đầu, trầm giọng nói, mặc dù tập đoàn Mamba đỏ là công ty do bà chủ Diệp thành lập, nhưng trên thực tế, nó đã bị thế lực gia tộc xâm nhập từ lâu. Bây giờ bà chủ Diệp đang nằm viện chữa bệnh, nội bộ nhà họ Diệp tranh giành quyền lực, mà tài sản của Mamba đỏ lên tới hàng trăm tỷ tệ nên nó chắc chắn là nơi mà nhà họ Diệp tranh quyền đoạt thế. Vốn dĩ dòng chính của nhà họ Diệp đang tranh giành vị trí tổng giám đốc tập đoàn Mamba đỏ, nhưng bây giờ đột nhiên mọc đâu ra một sếp Tần, bọn họ chắc chắn không phối hợp đâu. Trước đây Dương Thanh không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ nghe Lạc Bân nói, anh mới nhận ra Tần Thanh Tâm sắp phải đối mặt với bao nhiêu rắc rối. Đương nhiên, vừa rồi tôi chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện này nên tùy tiện nhắc tới, còn làm như thế nào thì chủ tịch quyết định là được. Lạc Bân thận trọng nói, chủ tịch, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước nhé. Được rồi, ông đi đi. Dương Thanh nói. Sau khi Lạc Bân rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Dương Thanh, anh ngồi ở bàn làm việc, vẻ mặt hơi đanh lại. Diệp Mạn không hề hay biết tình hình hiện tại của nhà họ Diệp, bà ta bảo Tần Thanh Tâm đến Mamba đỏ, ngoài việc muốn Tần Thanh Tâm làm quen trước, để sau này kế thừa Mamba đỏ ra, bà ta cũng có ý rèn luyện thêm cho Tần Thanh Tâm. Chỉ là bà ta hoàn toàn không biết tình hình hiện giờ của nhà họ Diệp. Dương Thanh cảm thấy hơi khó xử, tự hỏi rốt cuộc mình có nên nhúng tay vào chuyện này không? Nếu anh ra mặt, anh có thể dễ dàng trấn áp được nhà họ Diệp. Chỉ là nếu như vậy, Tần Thanh Tâm sẽ có thể thuận lợi tiếp quản Mamba đỏ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mặc dù Tần Thanh Tâm rất có tài kinh doanh và thành lập công ty riêng khi còn đang học đại học, nhưng so với Mamba đỏ, tập đoàn Tam Hòa hoàn toàn không thể nào đọ được. Có thể nói, lần này đến tập đoàn Mamba đỏ tạm thời tiếp quản vị trí tổng giám đốc là cơ hội rất tốt để Tần Thanh Tâm trải nghiệm. Dương Thanh suy nghĩ hồi lâu rồi thở dài, vẫn không nên nhúng tay vào thì hơn, nếu như Tâm cần, chắc chắn sẽ chủ động liên hệ với mình. Bên cạnh Tần Thanh Tâm có tiền bưu bí mật bảo vệ cho dù cô thực sự gặp nguy hiểm ở Mamba đỏ thì có thể ứng phó được. Gần như cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của tập đoàn Mamba đỏ, trong phòng họp lớn đã chật kín người. Vị trí đầu vẫn còn trống. Hai bên vị trí đầu, một bên là Diệp Hoa, một bên là Diệp Thương. Đã 10 giờ rồi. Tổng giám đốc mới của chúng ta đúng là cao giá quá nhỉ, lại dám để chúng ta chờ cả nửa tiếng. Diệp Thương đột nhiên nói. Diệp Hoa cau mày, bất mãn nói, sếp Tần được chủ gia tộc cử tới tạm thời đảm nhiệm chức tổng giám đốc của Mamba đỏ, hôm nay mới là ngày đầu tiên, cô ấy cũng có chuyện riêng cần sắp xếp, chúng ta đợi nửa tiếng thì đã làm sao? Diệp Hoa, đừng nói mấy lời nhảm nhí này, tôi không quan tâm cô ta có bận hay không, tôi chỉ biết là tối hôm qua tôi đã thông báo cuộc họp vào lúc 9 giờ 30 phút sáng nay, và cô ta đã đến muộn nửa tiếng. Người vừa đến không phải ai khác, mà chính là Tần Thanh Tâm. Cô không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, vừa vào phòng họp liền thấy rất nhiều người đang giơ tay. Mọi người đang làm gì vậy? Tần Thanh Tâm nghi hoặc hỏi. Cô đã bị đuổi việc, giờ có thể rời đi được rồi. Diệp Thương đứng lên, lạnh lùng nói với Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm chợt ngẩn ra, vừa mới ngày đầu tiên cô đến Mamba đỏ thì đã bị đuổi việc. Tuy nhiên, cô được Diệp Mạn tìm đến để tạm thời thay thế vị trí tổng giám đốc, Diệp Mạn mới là chủ tịch tập đoàn Mamba đỏ. Sao cô có thể bị sa thải được chứ? Trong lúc Tần Thanh Tâm còn đang thắc mắc thì Diệp Hoa tức giận nói, Diệp Thương, tập đoàn Mamba đỏ là tài sản riêng của chủ nhà họ Diệp, chủ gia tộc đã sắp xếp cho sếp Tần đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc. Ngoài bà ấy ra thì không có ai đủ tư cách đuổi việc cô ấy. Diệp Thương cười khẩy, thế nào gọi là tài sản cá nhân thuộc về gia tộc? Nếu như không có gia tộc, Mamba đỏ sao có thể phát triển được đến quy mô như ngày hôm nay? Tôi đề nghị chia lại cổ phần của tập đoàn Mamba đỏ, như vậy mới phù hợp với lợi ích của gia tộc. Nếu không, dựa vào thân phận là chủ gia tộc họ Diệp, bà ta chỉ có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn nữa cho tập đoàn Mamba đỏ. Chỉ cần bà ta còn là chủ gia tộc thì Mamba đỏ chỉ có thể thuộc quyền sở hữu của tất cả mọi người trong nhà họ Diệp. Nghe Diệp Thương nói vậy, con cháu dòng chính của nhà họ Diệp lúc trước vẫn đứng bên cạnh Diệp Hoa lúc này trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Giá trị thị trường của Mamba đỏ hiện đang là hàng trăm tỷ tệ, nếu tất cả con cháu dòng chính của nhà họ Diệp có thể cùng sở hữu sản nghiệp hàng trăm tỷ tệ này thì trung bình mỗi người đều có thể sở hữu mấy trăm triệu tệ. Đối với họ, đây rõ ràng là một khoản phát tài ngoài mong đợi mà. Bốp! Diệp Hoa đột nhiên nổi giận, ông ta đập bàn họp đứng lên, tức giận chỉ vào Diệp Thương,
đồ khốn kiếp đê tiện vô liêm sỉ, ông thật sự cho rằng chủ gia tộc còn chưa xuất viện thì có thể muốn làm gì thì làm ở nhà họ Diệp sao? Diệp Thương lại rất bình tĩnh, ông ta ngồi ở vị trí của mình, nheo mắt nhìn chằm chằm Diệp Hoa và nói, đừng lôi chủ gia tộc ra đây để chèn ép tôi, nhà họ Diệp là của tất cả mọi người nhà họ Diệp, không phải nhà họ Diệp của chủ gia tộc. Tôi làm như vậy cũng chính là vì cả nhà họ Diệp. Chỉ khi để mọi người nhận được cổ phần của Mambo Đỏ, mọi người mới có thể coi Mambo Đỏ như tài sản của mình và đối đãi với nó một cách nghiêm túc. Dù sao thì Mambo Đỏ có thể có quy mô như hiện tại đều là nhờ vào nền tảng của nhà họ Diệp, bây giờ là lúc mang lợi ích có được từ nhà họ Diệp trả lại cho dòng chính của nhà họ Diệp rồi. Khi Diệp Thương nói ra những lời này, ánh mắt của rất nhiều người đột nhiên trở nên sáng rực. Mãi đến tận giờ phút này, Tần Thanh Tâm mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Sự vắng mặt của Diệp Mạn khiến nhà họ Diệp bị chia thành hai phe, may mà một trong hai phe vẫn ủng hộ Diệp Mạn. Chủ gia tộc vẫn còn sống mà các người đã không thể chờ đợi được, nóng lòng muốn tranh cướp Mambo Đỏ của bà ấy rồi sao? Lúc này, Tần Thanh Tâm đột nhiên lên tiếng, cô ngồi luôn lên vị trí cao nhất. Bất chợt mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Chỉ là khi nhiều người nhìn về phía Tần Thanh Tâm, trong mắt đều mang vẻ đầy thù địch. Cô tiếp nhận quyền tổng giám đốc do Diệp Mạn sắp xếp, và sự can thiệp của cô sẽ ảnh hưởng đến việc phân chia cổ phần của dòng chính nhà họ Diệp. Diệp Thương cau mày, cô là một người ngoài, là cái thá gì chứ? Cô cũng xứng ngồi ở vị trí đó sao? Diệp Hoa lập tức phản bác, xếp Tần được chủ gia tộc sắp xếp làm tổng giám đốc, tại sao cô ấy không thể ngồi vào vị trí đó? Tần Thanh Tâm cũng lạnh lùng nhìn Diệp Thương. Diệp Thương giễu cợt, chưa nói đến việc cô ta có đủ tư cách ngồi đó hay không, chỉ riêng việc cô ta đến muộn nửa tiếng, chúng ta đã có quyền sa thải cô ta rồi. Các người thông báo với tôi rằng thời gian họp là 10 giờ sáng. Tuy tôi không đến sớm nhưng tôi cũng không đến muộn, thay vào đó, tôi bước vào phòng họp này đúng vào lúc 10 giờ. Tại sao lại nói tôi đến muộn nửa giờ? Tần Thanh Tâm lập tức phủ nhận. Ai nói với cô rằng cuộc họp được tổ chức vào lúc 10 giờ? Cuộc họp buổi sáng của Mambo Đỏ luôn bắt đầu đúng giờ vào lúc 9 giờ 30 phút. Diệp Thương cười khẩy, mấy chục người có mặt ở đây đều có thể đúng 9 giờ 30 phút có mặt, sao chỉ có một mình cô đến lúc 10 giờ? Sắc mặt Tần Thanh Tâm đột nhiên thay đổi, cô nhớ rõ tối hôm qua nhận được một cuộc gọi, bảo cô rằng có cuộc họp vào lúc 10 giờ sáng nay. Vì vậy, cô đã bước vào phòng họp đúng giờ, nhưng lúc này, Diệp Thương lại nói rằng thời gian họp được thông báo là 9 giờ 30 phút. Kết hợp với tình hình hiện tại, rõ ràng có người đã cố tình giở trò ngăn cản mình. Nếu bây giờ cô còn không biết chuyện gì đang xảy ra thì đúng là chiếc bình hoa rồi. Rất nhanh sau đó Tần Thanh Tâm đã bình tĩnh trở lại, cô hỏi, nếu như ông muốn dùng thủ đoạn đê hèn như vậy để đuổi tôi ra khỏi tập đoàn Mambo Đỏ thì ông cũng hơi xem thường tôi rồi đấy. Diệp Thương nhướng mày, tôi đâu cần phải dùng thủ đoạn bẩn thỉu để đuổi cô đi. Chỉ cần một câu nói của tôi thôi thì có đến 80% những lãnh đạo cấp cao ngồi ở đây sẽ bắt cô phải cút ra khỏi Mambo Đỏ, cô có tin không? Tần Thanh Tâm lắc đầu cười khẩy, chỉ vì các người cho rằng đến muộn nửa giờ là tại tôi sao? Đúng vậy. Diệp Thương nói, theo quy định của Mambo Đỏ, phàm là những lãnh đạo cấp cao từ chức vụ giám đốc trở lên, chỉ cần họ đến muộn nửa giờ trong một cuộc họp quan trọng thì sẽ phải cút xéo dựa theo quy trình sa thải. Diệp Hoa không nhịn được, lập tức nói. Hôm nay chỉ là chào đón xếp Tần nhận chức tổng giám đốc thôi, không phải cuộc họp quan trọng gì. Diệp Thương cười nói, Diệp Hoa, ông sai rồi. Buổi gặp mặt hôm nay căn bản không phải để chào đón một người phụ nữ không phải họ Diệp. Ông ta nói dứt lời, Diệp Hoa đột nhiên có linh cảm không tốt, với sự hiểu biết của ông ta về Diệp Thương, ông ta sẽ không nói vu vơ. Hôm nay là ngày tập đoàn Mambo Đỏ của chúng ta ký kết hợp đồng hợp tác với tập đoàn Tào Thị. Nội dung buổi họp hôm nay, ngoài việc sắp xếp công việc hàng ngày ra chính là ký kết hợp đồng. Diệp Thương dựa vào chỗ ngồi một cách đầy thoải mái, cười ha hả hỏi Tần Thanh Tâm. Cút ra ngoài. Tập đoàn Mambo Đỏ không cần một người khác họ. Tần Thanh Tâm, cút khỏi tập đoàn Mambo Đỏ ngay lập tức. Nếu không, chúng tôi sẽ không khách sáo với cô. Trong chốc lát, Tần Thanh Tâm bị cả một nhóm người công kích. Ngay cả Diệp Hoa cũng hoàn toàn bỏ cuộc, để mặc mọi người làm ầm lên. Vẻ mặt Tần Thanh Tâm bình tĩnh nhìn thẳng Diệp Thương, tôi chỉ muốn hỏi ông một câu, nếu như tôi đến muộn là do các người thông báo sai thời gian thì sao? Diệp Thương không chút do dự, lập tức nói, nếu thật sự là do chúng tôi, đương nhiên không thể coi là cô đến muộn. Chúng tôi hoan nghênh cô làm tổng giám đốc. Được, nếu như ông đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Tần Thanh Tâm cười nói, khóe miệng chợt hiện một nụ cười.
không biết vì sao Diệp Thương đột nhiên có dự cảm không tốt. Người thư ký thông báo cho Tần Thanh Tâm cuộc họp lúc 10 giờ vốn là người của ông ta cho rằng mình đã sắp xếp thật khéo léo không có sơ hở, thực sự không ngờ được còn có chỗ nào xảy ra sai sót. Diệp Hoa cũng đột nhiên như nhìn thấy hy vọng, ông ta đầy vẻ mong chờ. Những người khác cũng lần lượt nhìn Tần Thanh Tâm, muốn xem người phụ nữ này làm sao để chứng tỏ cô đến trễ nửa tiếng không phải do cô. Xin chào, xin hỏi là sếp Tần Tần Thanh Tâm phải không? Chào cô, chính là tôi. Là thế này, 10 giờ sáng mai tại phòng họp trên tầng cao nhất của tập đoàn Mambo Đỏ sẽ tổ chức một cuộc họp, mong sếp Tần ngày mai đến họp đúng giờ. Ok, cảm ơn cô. Đúng vào lúc mọi người đang suy đoán xem Tần Thanh Tâm sẽ dùng phương pháp gì để chứng minh thì cô lấy điện thoại di động ra và phát đoạn ghi âm cuộc gọi. Trong khoảnh khắc, cả phòng họp lớn im phăng phắc. Diệp Thương cũng hoàn toàn sững sờ, ông ta không hề nghĩ rằng Tần Thanh Tâm lại ghi âm cuộc gọi. Chỉ nghe Tần Thanh Tâm nói, tôi vốn là người có thói quen tốt, mỗi khi nói chuyện điện thoại đều bật ghi âm cuộc gọi, tình cờ ghi lại được đoạn ghi âm thông báo cuộc họp tối hôm qua. Giờ các người đã tin rằng nguyên nhân khiến tôi đến muộn nửa giờ không phải là do tôi gây ra rồi đúng không? Diệp Hoa nói ngay, đây quả thực không phải là nguyên nhân từ phía sếp Tần. Ngược lại, theo quy định và điều lệ của tập đoàn, người chịu trách nhiệm thông báo và truyền đạt các cuộc họp quan trọng nên tuân theo thủ tục sa thải nếu thông báo thời gian và địa điểm họp không chính xác. Diệp Thương, ông là người phụ trách bộ phận hành chính. Chuyện này là do ông phụ trách đúng không? Nếu như ông luôn miệng nói với chúng tôi về các quy tắc và quy định của tập đoàn, vậy bây giờ, có phải ông nên cho chúng tôi một lời giải thích không? Diệp Thương hoàn toàn choáng váng, tất cả mọi chuyện ông ta đã lên kế hoạch ngược lại còn để mình bị liên lụy. Bây giờ, ông ta chẳng khác nào nhặt một tảng đá và tự đánh vào chân mình. Diệp Thương, ông định tự mình rời đi hay là định để tôi gọi người ném ông ra ngoài đây? Tần Thanh Tâm cười nói, trả lại nguyên vẹn những gì Diệp Thương nói với cô vừa rồi. Diệp Thương tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, cô là cái thá gì? Ở trên địa bàn của tôi mà cũng dám đuổi tôi ra ngoài. Ông ta vừa dứt lời liền hét lên, người đâu, hãy đuổi một kẻ ngoài cuộc gây rối cuộc họp này ra khỏi Mambo Đỏ cho tôi. Ông ta vừa nói xong thì hai nhân viên bảo vệ mặc đồng phục xông vào, trực tiếp bước tới chỗ Tần Thanh Tâm. Diệp Thương, ông định làm gì? Diệp Hoa rất tức giận, sau đó quay lại nhìn nhân viên bảo vệ và mắng, cút hết ra ngoài cho tôi. Hai nhân viên bảo vệ không đáp lại, coi như không nghe thấy lời của Diệp Hoa, tiếp tục đi về phía Tần Thanh Tâm. Diệp Thương đầy vẻ đắc ý, ông ta cười khẩy, Diệp Hoa, ông thật sự cho rằng lần này Diệp Mạn Lần bị ám sát, bị thương nặng nhập viện còn có thể quay lại quản lý nhà họ Diệp hay sao? Để tôi nói cho ông biết, đừng nói là nhà họ Diệp, cho dù là Mambo Đỏ, sau này cũng không liên quan gì đến bà ta nữa. Tôi đã thương lượng với tập đoàn Tào Thị rồi. Chỉ cần tôi là người đứng đầu nhà họ Diệp và tôi là chủ tịch tập đoàn Mambo Đỏ, tập đoàn Tào Thị sẵn sàng hợp tác với chúng ta. Nói cách khác, chỉ cần tôi là chủ nhà họ Diệp mới có thể thu được lợi ích ở cấp bậc hàng trăm tỷ tệ cho nhà họ Diệp. Tôi kế thừa chức chủ gia tộc họ Diệp cũng là chuyện mà ai nấy đều mong đợi. Vốn dĩ Diệp Thương không muốn để lộ tham vọng của mình quá nhanh, nhưng bây giờ ông ta buộc phải làm như vậy. Mambo Đỏ là doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền nhất của nhà họ Diệp. Cũng có thể nói rằng ai có thể kiểm soát được tập đoàn Mambo Đỏ thì người đó có thể kiểm soát được toàn bộ nhà họ Diệp. Vì vậy, ông ta không cố gắng đảm nhận vị trí tổng giám đốc Mambo Đỏ, mà là chủ tịch hội đồng quản trị. Tất cả những người có mặt đều là con cháu dòng chính của gia tộc họ Diệp và họ đều cảm thấy kinh ngạc sau khi nghe những gì Diệp Thương nói. Diệp Thương nói tiếp, chỉ cần tôi trở thành người đứng đầu nhà họ Diệp, thì chúng ta sẽ là đối tác của tập đoàn Tào Thị. Từ nay về sau, địa vị của nhà họ Diệp trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô cũng sẽ được nâng cao. Đương nhiên, địa vị của nhà họ Diệp tăng lên sẽ có thể mang lại lợi ích rất lớn cho mọi người ở đây. Tôi nghĩ, mọi người sẽ không phản đối việc tôi trở thành người đứng đầu nhà họ Diệp chứ. Nếu như tôi đã là người đứng đầu nhà họ Diệp, vậy có phải tôi có thể nói tôi là người có tư cách nhất để làm chủ tịch tập đoàn Mambo Đỏ hay không? Diệp Thương nói xong thì những người có mặt tại đó đều nhốn nháo lên. Nhưng không ai dám là người đầu tiên đứng ra ủng hộ Diệp Thương. Vừa rồi họ dám ủng hộ Diệp Thương là vì ông ta không bày tỏ ý định muốn trở thành người đứng đầu nhà họ Diệp. Theo quy tắc của gia tộc, chức vị chủ gia tộc là do chủ gia tộc chỉ định. Nếu như có ai dám xúi dục dòng chính gia tộc tranh quyền đoạt lợi thì đó chính là tội chết. Năm xưa Diệp Mạn có thể trở thành chủ gia tộc là vì bà ta đã thành công. Nếu thất bại, bà ta chỉ có con đường chết. Chính vì sự nghiêm trọng của chuyện này mà không ai dám là người đầu tiên lên tiếng. Diệp Hoa tức giận nói,
Diệp Thương, ông định đưa nhà họ Diệp vào chỗ chết sao? Chủ gia tộc còn đang ở bệnh viện, mà ông đã muốn làm chủ gia tộc họ Diệp, ông có còn coi quy tắc của gia tộc họ Diệp ra gì không hả? Diệp Hoa, đừng nói cao thượng như vậy, ai không biết Diệp Mạn có thể trở thành chủ gia tộc cũng là nhờ vào việc bức ép. Nếu như không phải là bà ta thì chức vị chủ gia tộc phải thuộc về tôi mới đúng. Tâm trạng Diệp Thương đầy kích động, ông ta nói, vị trí chủ gia tộc vốn thuộc về tôi, giờ tôi chỉ muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình thôi. Không chỉ vậy, sau khi tôi kế thừa chức vị chủ gia tộc, tôi còn có thể nhận được sự hợp tác của tập đoàn Tào Thị, mang lại lợi ích rất lớn cho gia tộc, tôi đã làm gì sai sao? Tần Thanh Tâm cũng không ngờ hôm nay mình chỉ đến đây với tư cách tổng giám đốc tạm thời, sao lại đột nhiên rơi vào tranh chấp quyền lợi với nhà họ Diệp rồi vậy? Giờ đây, cô hoàn toàn không có năng lực can thiệp mà chỉ có thể đứng nhìn. Sắc mặt Diệp Hoa lộ ra vẻ sắc sảo, nếu như ông vẫn quyết làm theo ý mình thì cái mà ông sắp phải đối mặt chính là sự diệt vong. Cho dù có diệt vong, thì người đó cũng chỉ có thể là các người mà thôi. Diệp Thương cười khinh thường, sau đó nhìn lướt qua mọi người rồi lạnh lùng nói, tôi có thể nói thật cho các người biết này, sau khi Diệp Mạn bị ám sát và bị thương nặng, bà ta đã không còn sống được bao nhiêu ngày nữa rồi. Trước giờ tin tức vẫn chưa lộ ra ngoài, cũng là vì lo lắng tin tức bà ta bị thương nặng sẽ mang đến tai họa cho nhà họ Diệp, vậy nên mới không nói cho các người biết. Bây giờ, tôi nói sự thật cho các người là vì tôi tin rằng các người sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Chỉ có như vậy mới không gây ra phiền phức gì cho nhà họ Diệp. Bây giờ, ai là người đầu tiên đứng lên bày tỏ thái độ, sau khi tôi trở thành chủ gia tộc, người đó sẽ được làm tổng giám đốc của tập đoàn Mamba Đỏ. Khi Diệp Thương nói những lời này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi rõ rệt. Tôi bằng lòng ủng hộ Diệp Thương làm chủ gia tộc. Tôi bằng lòng ủng hộ Diệp Thương làm chủ gia tộc. Ông ta vừa dứt lời thì 5-6 thành viên dòng chính của gia tộc gần như nói ra cùng một lúc. Ngay sau đó, những người khác cũng lên tiếng, họ đều bày tỏ nguyện vọng ủng hộ Diệp Thương làm chủ gia tộc. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ngoại trừ Tần Thanh Tâm và Diệp Hoa ra, những người khác đều giơ tay bày tỏ sự ủng hộ dành cho Diệp Thương. Diệp Thương cười khẩy đứng dậy, chống tay lên bàn họp, nhìn Diệp Hoa ở phía đối diện với vẻ trịch thượng, bây giờ, ông cho rằng người nên bị diệt vong là ai? Ông ăn nói linh tinh. Tần Thanh Tâm rốt cuộc nhịn không được, cô đứng lên và quát, vết thương của bà Diệp đã không còn gì nghiêm trọng nữa, cùng lắm là một tuần nữa bà ấy có thể xuất viện được rồi. Diệp Thương lại hét lên. Hai nhân viên bảo vệ không hề do dự nữa mà cùng tiến lên, đưa tay định nắm lấy cánh tay của Tần Thanh Tâm. Nhiều người như vậy lại cùng nhau bắt nạt một người phụ nữ. Các người có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Đúng lúc này, một bóng người như quỷ sứ đột nhiên đứng trước mặt Tần Thanh Tâm, dửng dưng nhìn Diệp Thương và lạnh lùng hỏi. Âm thanh đột ngột này vang lên khắp phòng họp. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi vì khi Dương Thanh xuất hiện, họ hoàn toàn không nhận ra. Có vẻ như anh đã luôn ở đây, nhưng cũng có vẻ như anh bỗng chốc xuất hiện. Tất nhiên, mọi người đều biết rằng điều này là không thể. Dương Thanh, Tần Thanh Tâm lộ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy thân hình thẳng tắp đứng trước mặt mình. Khi Diệp Thương nhìn thấy Dương Thanh, toàn thân ông ta bất giác run lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Là cậu, cơ thể Diệp Thương khẽ run lên. Đây là lần thứ ba ông ta tiếp xúc với Dương Thanh, lần đầu tiên Dương Thanh xuất hiện là khi Diệp Mạn tranh đoạt quyền lực. Ông ta nhớ rõ ràng rằng một thuộc hạ bên cạnh Dương Thanh đã trấn áp cao thủ nhà họ Diệp chỉ bằng một cú đấm. Lần thứ hai là khi Dương Thanh đối đầu với nhà họ Long, ông ta cho rằng dựa vào đại thụ như nhà họ Long thì bản thân mình có thể thay thế được Diệp Mạn. Tuy nhiên, điều ông ta không ngờ là dù nhà chủ gia tộc họ Long có đích thân tới cũng không thể làm gì được Dương Thanh, ngược lại còn xưng anh gọi em với Dương Thanh. Hôm nay là lần thứ ba. Hai lần tiếp xúc đầu tiên, mỗi lần Dương Thanh đều mang đến cho ông ta áp lực cực lớn. Lần này áp lực lại càng lớn hơn. Đây là chuyện gia đình của nhà họ Diệp chúng tôi, cậu như thế này là đang định nhúng tay vào hay sao? Diệp Thương cố nén lại nỗi sợ hãi trong lòng, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Dương Thanh hờ hững liếc nhìn Diệp Thương, nếu không phải ông mang dòng máu nhà họ Diệp, lần đầu tiên khi gặp ông, e rằng ông đã trở thành xác chết rồi. Nghe đến đây, Diệp Thương run rẩy không kiềm chế được. Diệp Hoa biết Dương Thanh có quan hệ mật thiết với Diệp Mạn. Ông ta cũng đã từng chứng kiến thực lực của Dương Thanh, lúc này trong lòng ông ta đầy sự kích động. Cậu Thanh, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Diệp Hoa vội vàng bước tới, vẻ mặt đầy nịnh nọt nói, chủ gia tộc đã chỉ định xếp Tần làm tổng giám đốc, nhưng Diệp Thương không chịu tuân theo. Thay vào đó, ông ta cố tình thông báo sai thời gian cuộc họp và tạo ra lý do để cách chức xếp Tần. Không chỉ vậy,
Ông ta còn công khai nói rằng chủ gia tộc không còn sống được bao lâu nữa, tự bản thân ông ta muốn trở thành chủ gia tộc. Dương Thanh đều đã biết những gì Diệp Hoa nói. Chính vì biết được chuyện này là cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ nhà họ Diệp, Tần Thanh Tâm không có cách nào giải quyết được, nên anh mới đích thân ra mặt. Dám vu khống người phụ nữ của tôi, ai cho ông lá gan đó? Dương Thanh nhìn Diệp Thương, nghe giọng điệu thì có vẻ cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy khí thế. Một câu hỏi làm cho chân của Diệp Thương mềm nhũn ra, nếu không phải đang ngồi thì chắc chắn ông ta đã không đứng vững được nữa rồi. Diệp Hoa, ông đừng có ăn nói linh tinh. Tôi thừa nhận việc Tổng Giám Đốc Tần đến muộn là sơ suất của tôi. Tôi cũng sẽ cách chức thư ký đã thông báo sai thời gian và địa điểm họp. Diệp Thương nhanh chóng phủ nhận rồi lại nói, nếu như sếp Tần là Tổng Giám Đốc tạm thời mà chủ gia tộc chỉ định, đương nhiên là tôi sẽ hết sức ủng hộ. Diệp Hoa cười mỉa mai. Thật đúng là nói còn hay hơn hát, sếp Tần đã mang ra chứng cứ rồi mà ông vẫn còn muốn đuổi cổ cô ấy ra khỏi Mambo Đỏ, thậm chí còn gọi bảo vệ tới đuổi cổ sếp Tần. Đây chính là cách ông giải quyết hay sao? Tạm thời gác chuyện này qua một bên. Trước mặt tất cả những người ở đây, ông vừa mới ép mọi người đứng về phía ông, ủng hộ ông trở thành chủ gia tộc mới của gia tộc họ Diệp, ông giải thích chuyện này như thế nào đây? Sắc mặt Diệp Thương biến đổi trầm trọng, ông ta vội nói, tôi làm như vậy là vì nhà họ Diệp. Tập đoàn Tào Thị bằng lòng hợp tác với chúng ta, nhưng họ muốn tôi trở thành chủ gia tộc họ Diệp thì họ mới có thể yên tâm hợp tác với chúng ta. Phía sau tập đoàn Tào Thị là nhà họ Tào, vì tôi được sự che chở của vương tộc họ Tào, tôi có cống hiến lớn lao như vậy cho nhà họ Diệp, cho dù tôi làm chủ gia tộc thì có gì là không đúng chứ. Diệp Thương kích động, ánh mắt quét qua toàn bộ phòng họp rồi lại rơi vào trên người Diệp Hoa, nhà không thể một ngày không có chủ. Chủ gia tộc trị bệnh đã lâu không thể xuất viện được, chắc chắn là bệnh tình nghiêm trọng hơn rồi. Những lời nói này ngay lập tức khơi dậy thiện cảm của mọi người trong nhà họ Diệp. Nói hay lắm, nhà họ Diệp nhất định phải thay đổi thôi. Đúng vậy, nhà họ Diệp sau này ai có năng lực thì người ấy làm chủ, ai có thể đóng góp lớn cho nhà họ Diệp sẽ là người đứng đầu nhà họ Diệp. Diệp Thương có thể mang lại hợp đồng từ tập đoàn Tào Thị cho nhà họ Diệp. Đây là một thành tựu lớn. Tôi đồng ý để ông ấy trở thành chủ mới của nhà họ Diệp. Đột nhiên, hàng chục con cháu dòng chính của nhà họ Diệp có mặt đều lần lượt lên tiếng. Khóe miệng Diệp Thương nở ra một nụ cười, ông ta nhìn Dương Thanh hỏi, cậu Thanh, cậu đã nhìn thấy chưa? Mọi người đều ủng hộ sự thay đổi của nhà họ Diệp. Tôi nghĩ bây giờ cho dù chủ gia tộc có trở về thì cũng chỉ có thể thuận theo ý mọi người mà thôi phải không? Dương Thanh không nói mà chỉ cười. Ý của ông là ông có thể giúp tập đoàn Mambo Đỏ có được sự hợp tác của tập đoàn Tào Thị. Diệp Thương lộ vẻ tự hào, đúng vậy, sếp Hoàng của tập đoàn Tào Thị đã hứa với tôi rằng chỉ cần tôi có thể trở thành chủ nhà họ Diệp thì hộ sẽ đồng ý tạo dựng quan hệ hợp tác với tập đoàn Mambo Đỏ. Cậu Thanh nên biết ai đang đứng sau tập đoàn Tào Thị. Dương Thanh gật đầu, đương nhiên là tôi biết, nhưng tôi rất tò mò, tập đoàn Mambo Đỏ là do Diệp Mạn một tay gây dựng nên. Theo như tôi được biết, lúc trước nhà họ Diệp không hề giúp đỡ gì cho Mambo Đỏ. Nói cách khác, Mambo Đỏ có thể phát triển được như quy mô ngày hôm nay đều là dựa vào chính bản thân của Diệp Mạn. Nếu như toàn bộ Mambo Đỏ đều là của Diệp Mạn, ông chỉ là đang giúp Mambo Đỏ đàm phán được mối hợp tác với tập đoàn Tào Thị thôi, ông muốn so sánh công lao với chủ gia tộc các ông à? Ông có so được với bà ấy không? Nếu thực sự muốn so sánh thì đợi đến khi nào ông tự dựa vào chính sức lực của mình sáng lập nên cơ nghiệp có được quy mô như Mambo Đỏ rồi hãy so. Nghe Dương Thanh nói vậy, Diệp Thương chỉ thấy sống lưng lạnh toát. Ông ta vẫn luôn xem nhẹ quan hệ giữa Diệp Mạn và tập đoàn Mambo Đỏ, còn tuyên bố muốn phân chia toàn bộ cổ phần của Mambo Đỏ cho toàn bộ dòng chính nhà họ Diệp. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của Dương Thanh, chỉ sợ có biến số. Tần Thanh Tâm cũng châm chọc nói, ngang nhiên phân chia đồ của người khác. Ông đúng là không mặt dày. Diệp Hoa cũng cười lạnh một tiếng, nếu ông hào phóng như vậy, tại sao không phân chia tài nguyên của chính ông cho mọi người trong gia tộc? Những lời này khiến đám dòng chính nhà họ Diệp vừa nãy còn hừng hực khí thế tưởng lấy được cổ phần của Mambo Đỏ dần tỉnh táo lại. Bởi vì Dương Thanh nói không sai. Lúc trước Diệp Mạn sáng lập Mambo Đỏ thực sự rất gian khổ, chủ gia tộc đời trước lại không coi trọng nên không thèm trợ giúp. Hiện giờ Mambo Đỏ phát triển cũng không thể lấy lý do Diệp Mạn là người nhà họ Diệp để đòi chia cổ phần cho những người khác. Diệp Thương đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận nói, các người đều là người ngoài, biết gì mà nói. Mambo Đỏ có được quy mô lớn như hiện tại chính vì mượn dùng tài nguyên của nhà họ Diệp. Nếu không, một người phụ nữ như bà ta sao có thể sáng lập được tập đoàn lớn như vậy? Nếu đã lợi dụng tài nguyên của gia tộc để phát triển Mambo Đỏ,
bây giờ đương nhiên phải phân chia cổ phần của tập đoàn cho người nhà họ Diệp. Diệp Thương giống như người dẫn đầu đám đông giành lại lợi ích. Thế giới này chính là như vậy, khi người đứng đầu trông có vẻ yếu ớt, người xem sẽ không bao giờ tìm hiểu người mạnh hơn có thực sự đoạt quyền lợi của người yếu hay không. Bọn họ sẽ giúp đỡ người yếu kia chống lại người mạnh. Lúc này, trong mắt người nhà họ Diệp, Diệp Thương chính là kẻ yếu, người có tấm lòng cao thượng giúp bọn họ giữ gìn quyền lợi. Diệp Thương nói không sai. Tập đoàn Mambo đỏ có thể phát triển như hiện giờ chính là nhờ vào tài nguyên của nhà họ Diệp. Chúng tôi là dòng chính nhà họ Diệp, có tư cách được chia cổ phần của Mambo đỏ. Đương nhiên, chúng tôi cũng không phải loại người không chịu nói lý. Diệp Mạn là người sáng lập tập đoàn Mambo đỏ, chúng tôi sẽ cho bà ta giữ nhiều cổ phần hơn một chút. Đám dòng chính nhà họ Diệp vì cướp đoạt lợi ích, tự cho mình là đúng nhau nhau lên tiếng. Cảm xúc của mọi người đều rất kích động. Dương Thanh lạnh lùng nhìn đám người lòng đầy căm phẫn kia, bỗng cảm thấy ghê tởm. Đây chính là tình người của dòng chính trong gia tộc lớn sao? Hay chính là lòng tham không đáy? Mặc dù Tần Thanh Tâm rất giỏi kinh doanh nhưng trước giờ chưa từng gặp phải nhiều người vô liêm sỉ như vậy, không khỏi kinh hãi không biết nên làm gì, chỉ có thể nhìn Dương Thanh. Cũng chỉ khi có Dương Thanh bên cạnh, cô mới có thể cảm thấy an tâm. Chỉ cần có người đàn ông này, dường như không có chuyện gì là không giải quyết được. Các người nói đủ chưa? Dương Thanh chờ đám người bình tĩnh lại, phòng họp yên tĩnh một lúc mới lên tiếng hỏi. Cậu là cái thá gì? Đây là chuyện của nhà họ Diệp chúng tôi, người ngoài như cậu có tư cách gì khoa tay múa chân? Bảo vệ đâu, mau đuổi cậu ta ra ngoài. Không sai, người ngoài không có quyền nhúng tay vào chuyện của nhà họ Diệp. Mau cút ra ngoài đi. Cút ra ngoài. Toàn bộ phòng họp vang lên tiếng hò hét đuổi Dương Thanh ra ngoài. Dầm. Dương Thanh đột nhiên vỗ tay xuống mặt bàn cứng rắn. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, từ chỗ Dương Thanh đập tay xuống mặt bàn có vô số vết nứt lan tràn ra bốn phía. Quỳnh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chiếc bàn họp cỡ lớn gần trăm người cũng ngồi đủ sụp đổ ngã xuống, nát thành từng mảnh. Bấy giờ, tất cả mới im lặng, trợn tròn mắt hoảng sợ nhìn Dương Thanh. Các người đúng là một lũ vô dụng không biết xấu hổ. Bản thân không có năng lực liền giúp đỡ kẻ ác cướp đoạt lợi ích không thuộc về mình sao? Dương Thanh lạnh giọng nói, ở nhà họ Diệp, tôi là người ngoài. Nhưng ở tập đoàn Mambo đỏ, các người mới là người ngoài. Trước khi các người kiếm chuyện phải làm rõ ràng một chuyện. Đây không phải là nhà họ Diệp, nếu còn ai dám ăn nói lung tung, đừng trách tôi không khách sáo. Sau khi trông thấy cảnh tượng vừa rồi, không một ai dám mở miệng. Đến cả Diệp Thương cũng nơm nớp lo sợ. Nhưng ông ta vẫn còn mơ mộng được làm chủ gia tộc, cắn răng hỏi, cậu Thanh, tôi không hiểu tại sao cậu lại nói mình không phải người ngoài. Mambo đỏ là sản nghiệp của nhà họ Diệp cơ mà. Đến cả Diệp Hoa và Tần Thanh Tâm cũng rất kinh ngạc, không ngờ Dương Thanh lại thu mua tập đoàn Mambo đỏ. Sao hả, không tin à? Dương Thanh cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra gọi, bà chủ Diệp, bây giờ con đang ở tập đoàn Mambo đỏ. Mẹ nói cho mọi người biết có phải tập đoàn này đã bị con mua lại rồi hay không đi. Mambo đỏ vốn là sản nghiệp của riêng mẹ, người đại diện pháp luật cũng là mẹ, cổ đông lớn nhất cũng là mẹ. Đương nhiên mẹ có toàn quyền quyết định. Bị con thua mua thì là của con, kẻ nào có tư cách chất vấn. Giọng nói của Diệp Mạn truyền ra từ điện thoại. Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, tất cả ngơ ngác nhìn Dương Thanh. Dương Thanh cúp máy rồi nhìn sang đám người, tất cả cút hết đi cho tôi. Nếu 10 phút sau còn chưa cút, cứ đợi bị bảo vệ ném ra ngoài đi. Ai cũng tỏ vẻ không cam lòng. Lúc tập đoàn Mambo đỏ được sáng lập, không một ai chịu giúp đỡ Diệp Mạn. Sau này tập đoàn ngày càng phát triển, người nhà họ Diệp dần dần chạy vào đây làm việc. Dù sao Diệp Mạn cũng là người nhà họ Diệp, không thể chống đối mệnh lệnh của chủ gia tộc, chỉ có thể nghe theo. Sau nhiều năm, hầu hết các chức vụ cao của Mambo đỏ đều bị người nhà họ Diệp chiếm đoạt. Diệp Mạn cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, chỉ cần bọn họ không làm gì trái với quy định của Mambo đỏ, bà ta cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng không ngờ sự dung túng của bà ta lại khiến người nhà họ Diệp ngày càng to gan, hiện giờ còn muốn chiếm hữu cổ phần của tập đoàn. Cậu Thanh không thể đuổi chúng tôi ra khỏi Mambo đỏ được. Diệp Thương cắn răng nói, chúng tôi đều là lãnh đạo cấp cao của Mambo đỏ. Nếu tất cả đều rời đi, tập đoàn sẽ sụp đổ. Cút! Dương Thanh không thèm nể mặt quát lớn. Diệp Thương biết không còn hy vọng, chỉ có thể sụ mặt rời đi. Chưa đầy 10 phút sau, toàn bộ người nhà họ Diệp trừ Diệp Hoa đều bị sa thải. Trong văn phòng của Tổng Giám đốc trên tầng cao nhất của tập đoàn Mambo đỏ.
Dương Thanh, anh thực sự thu mua Mamber đỏ rồi sao? Tần Thanh Tâm kìm nén sự tò mò đến khi vào văn phòng mới lên tiếng gọi. Dương Thanh bỗng bật cười lắc đầu, dù sao tập đoàn Mamber đỏ cũng có giá trị hơn 300 tỷ. Nếu anh muốn thu mua chỉ có nước bán tập đoàn Nhạn Thanh. Hả? Tần Thanh Tâm ngạc nhiên, tròn mắt hỏi, thế vừa nãy là anh lừa bọn họ à? Dương Thanh gật đầu, Mamber đỏ vốn chẳng liên quan gì đến bọn họ. Bảo bọn họ cút thì đã sao? Nhưng bà chủ Diệp cũng nói Mamber đỏ bị anh mua lại rồi cơ mà. Tần Thanh Tâm nghi hoặc hỏi. Dương Thanh nói, em thực sự tưởng bà ấy chỉ muốn em tới thay chức tổng giám đốc thôi à? Tần Thanh Tâm ngơ ngác hỏi lại, chẳng lẽ không phải sao? Em thực sự nghĩ bà ấy không biết cục diện hiện giờ ở nhà họ Diệp sao? Nếu bà ấy không biết thì đã không thể một tay sáng lập tập đoàn Mamber đỏ. Bà ấy bảo em tới thay chức tổng giám đốc nhưng thật ra là để rèn luyện cho em, thuận tiện để em làm quen với Mamber đỏ. Đợi cơ hội thích hợp sẽ tặng lại cả tập đoàn cho em. Dương Thanh vốn không định nói cho Tần Thanh Tâm biết những chuyện này nhưng anh biết rõ tính cách của cô. Dù cô có thể quen thuộc nghiệp vụ của Mamber đỏ cũng không thể đón nhận món quà của Diệp Mạn. Giống như lúc trước Dương Thanh đoạt lại được tập đoàn Tam Hòa từ tay nhà họ Tần, muốn tặng lại cho cô nhưng cô không chịu, chỉ tới làm thuê. Diệp Mạn vẫn chưa hiểu rõ Tần Thanh Tâm, nếu không đã không làm như vậy. Quả nhiên nghe anh nói thế, Tần Thanh Tâm lập tức im lặng, vẻ mặt đau thương. Một lúc lâu sau cô mới nói, em sẽ không tiếp nhận Mamber đỏ. Đây là tập đoàn bà ấy đổ bao công sức sáng lập ra, sao em có thể chiếm hữu một mình? Bà ấy cho em sinh mệnh là đủ rồi. Dù không thể nuôi dưỡng em nhưng sự thật bà ấy vẫn là mẹ của em. Tần Thanh Tâm đỏ bừng mắt nói, em có thể tiếp nhận tình yêu của bà ấy, cũng đồng ý nhận người mẹ này, nhưng không thể đón nhận món quà lớn như vậy. Dương Thanh không hề bất ngờ. Chắc chắn cô gái lương thiện này sẽ nhận Diệp Mạn, vấn đề chỉ là thời gian. Dương Thanh ôm cô vào lòng mình, dịu dàng nói, chính vì biết em sẽ nói như vậy nên anh mới nói sự thật cho em biết. Tần Thanh Tâm rúc vào ngực anh, nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ chớp. Dường như cô rất thích cảm giác ấm áp này. Một lúc sau cô mới chậm rãi mở mắt ra, ngắm nhìn gương mặt cương nghị gần trong gang tấc, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cảm ơn anh. Dương Thanh mỉm cười, anh chỉ muốn em sống hạnh phúc, không muốn em phải gánh chịu quá nhiều. Hai người ân ái trong văn phòng, chợt có tiếng gõ cửa. Tần Thanh Tâm cuống quýt rời khỏi lồng ngực Dương Thanh, sửa sang lại cổ áo. Rồi mới lên tiếng, mời vào. Cửa phòng làm việc vị đẩy ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào, chính là Diệp Hoa vẫn luôn bảo vệ Tần Thanh Tâm. Sếp Tần, đây là báo cáo tình hình hiện tại của công ty và các dự án đang tiến hành. Diệp Hoa đi tới trước bàn làm việc, đặt xuống rất nhiều tài liệu. Tần Thanh Tâm gật đầu đáp, ừ, cảm ơn ông. Nụ cười trên mặt Diệp Thương chợt biến mất, híp mắt nói, nếu quả thực là như vậy, bà ta quá đáng sợ. Chú Lê còn nói, vậy nên tôi cho rằng bây giờ là lúc đoạt quyền tốt nhất. Nếu Diệp Mạn thực sự đang nguy kịch, bây giờ cậu lên thay vị trí chủ nhà cũng là mong muốn của mọi người. Chỉ sợ Diệp Mạn giả vờ, cố tình tung tin cô ta sắp chết để kéo dài thời gian hồi phục. Một khi cô ta khỏe mạnh quay về nhà họ Diệp, cậu có muốn đoạt quyền cũng chỉ là hy vọng xa vời. Nghe chú Lê nói vậy, trong mắt Diệp Thương chợt lóe lên. Trong biệt thự đều là người theo phe Diệp Thương, rất tin tưởng lẫn nhau. Nếu có người trong phe trở thành chủ gia tộc sẽ là chuyện cực kỳ tốt. Vậy nên Diệp Thương cũng không cần lo lắng, ánh mắt lóe sáng, mọi người đã nhất trí cho rằng hiện giờ là thời cơ tốt nhất của chúng ta, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Đợi tôi báo lại với tập đoàn Tào Thị sẽ bắt đầu hành động luôn. Mỗi người đều thấy lo lắng. Tuy bọn họ đều muốn Diệp Thương làm chủ nhà nhưng chuyện này rất nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Diệp Thương lập tức gọi một cuộc điện thoại, đối phương nhanh chóng bắt máy, chuyện gì? Chỉ đáp hai chữ đơn giản, tựa như nói nhiều hơn một câu cũng lãng phí nước bọt. Đối phương còn dùng phần mềm biến âm, lo Diệp Thương ghi âm lại. Diệp Thương chẳng hề bất ngờ, chỉ nói, sếp Hoàng, lúc trước ông hứa chỉ cần tôi trở thành chủ nhà họ Diệp, tập đoàn Tào Thị sẽ hợp tác với nhà họ Diệp. Bây giờ còn tính không? Ông cứ thoải mái mà làm. Sếp Hoàng thích chữ như vàng, vẫn chỉ đáp lại một câu đơn giản. Cảm ơn sếp Hoàng. Mặc dù đối phương chỉ đáp lại vài chữ nhưng lại khiến Diệp Thương an tâm hơn hẳn, không còn dao động nữa. Sau khi cúp máy, Diệp Thương trầm giọng nói, bây giờ chúng ta cần phải xây dựng kế hoạch kỹ càng, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. Trước khi ra tay, tôi có một đề nghị.
Đúng lúc này, chú Lê đột nhiên lên tiếng. Mời chú nói. Diệp Thương vội vàng đáp. Chú Lê là người có bối phận cao nhất ở phe Diệp Thương, có tiếng nói trong gia tộc. Có thể nói nhờ lão ta ủng hộ, Diệp Thương tự tin hơn hẳn. Trong đôi mắt già nua vẩn đục của chú Lê bỗng lóe lên một tia sát khí, híp mắt nói, một khi chúng ta hành động sẽ không còn đường lui. Dù được Diệp Mạn tha mạng, phe chúng ta cũng hoàn toàn xuống dốc. Còn cậu, chắc chắn Diệp Mạn sẽ không chịu bỏ qua, cậu chỉ có thể thắng, không được phép thất bại. Cậu là người có khả năng trở thành chủ gia tộc nhất trong phe chúng ta, cũng là niềm hy vọng của tất cả mọi người. Nghe chú Lê nói vậy, sắc mặt Diệp Thương vô cùng nghiêm túc, gật đầu nói, cháu hiểu rồi. Chú Lê gật đầu, hiện giờ điều khó xác định nhất chính là bệnh tình thực sự của Diệp Mạn, chúng ta cứ coi như bệnh tình của cô ta không nghiêm trọng đi. Cũng có thể nói là Diệp Mạn cố ý truyền tin mình đang nguy kịch để xem ai có ý đồ đoạt vị trí chủ gia tộc. Vậy nên một khi chúng ta hành động sẽ bị cô ta coi là kẻ địch. Vậy thì tại sao chúng ta không xử lý cô ta trước? Tất cả đều giật nảy mình, sợ toát mồ hôi. Diệp Thương cũng run rẩy nói, chú Lê, nếu chúng ta chỉ tranh đoạt vị trí chủ gia tộc thì vẫn còn đường sống. Nhưng nếu ra tay với Diệp Mạn, đây chính là tội chết. Chú Lê cười lạnh nói, ai bảo chúng ta phải ra tay với cô ta? Hả? Diệp Thương sững sờ, ý của chú là gì? Sát thủ. Chú Lê gằn giọng nói từng chữ. Bốp. Diệp Thương bỗng đập bàn đứng bật dậy, kích động nói, phải rồi. Sao cháu lại không nghĩ tới chuyện thuê sát thủ? Chiêu này của chú Lê quá đỉnh. Diệp Mạn là hòn đá ngáng chân chúng ta. Nếu bà ta chết, nhà họ Diệp còn ai tranh được với chúng ta? Thuê sát thủ dù có thất bại cũng không tra ra được chúng ta. Dương Thanh lẳng lặng ngồi trên sofa, ngắm nhìn người phụ nữ đang làm việc, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Bỗng anh nhận được một tin nhắn Diệp Mạn gửi tới. Nếu mẹ xảy ra chuyện, con nhất định phải bảo vệ Thanh Tâm và Tiêu Tiêu thật tốt. Coi như lời dặn dò của mẹ vợ với con rể đi. Chỉ vài câu đơn giản lại khiến anh cau mày. Dường như Diệp Mạn đang dặn dò chuyện hậu sự. Chẳng lẽ bà ta đang gặp nguy hiểm gì sao? Dương Thanh nhìn Tần Thanh Tâm một lúc mới trả lời một chữ, được. Sau đó, anh lại gửi thêm một tin nhắn, mấy ngày này cậu bảo vệ Diệp Mạn đi. Suốt cả sáng nay, Dương Thanh đều ở tập đoàn Mambo Đỏ với Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm thực sự rất bận rộn, ngày đầu tới đây thay chức tổng giám đốc còn rất nhiều điều cần nắm rõ. Đến giờ cơm trưa, Dương Thanh mới không nhịn được nhắc nhở, vợ ơi, đến giờ ăn trưa rồi. Hả, đến giờ ăn trưa rồi á? Tần Thanh Tâm như người vừa tỉnh mộng, nhìn đồng hồ mới biết đã đến giờ ăn trưa. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, em còn chưa hiểu được bao nhiêu chuyện về Mambo Đỏ đã hết một buổi sáng rồi. Tần Thanh Tâm buồn bực nói. Dương Thanh rót một cốc nước nóng cho cô, cười bảo, nói chính xác có lẽ chỉ có nửa tiếng thôi, phần lớn thời gian đều phải họp. Nếu không bị Diệp Thương quấy rối cũng không tốn nhiều thời gian như vậy. Ăn trưa xong anh đi làm việc của anh đi, đợi em ở đây chẳng có chuyện gì làm, còn chậm trễ thời gian của anh. Tần Thanh Tâm dọn bàn làm việc rồi nói với Dương Thanh. Sáng nay là vì Tần Thanh Tâm không giải quyết được phiền phức của Mambo Đỏ nên Dương Thanh mới phải vội vàng chạy tới giúp đỡ. Anh ở đây đúng là không giúp được gì, bèn gật đầu đáp, được, ăn trưa xong anh sẽ đi. Tan làm anh lại tới đón em. Được. Tần Thanh Tâm mỉm cười hạnh phúc. Bởi vì cô có chuyện gấp ở công ty nên chỉ ăn cùng Dương Thanh một bữa ở một nhà hàng nhỏ gần tập đoàn Mambo Đỏ đã phải rời đi. Thấy cô định đi, Dương Thanh đột nhiên lên tiếng, chiều nay anh đón Tiêu Tiêu và em xong, chúng ta đi thăm bà chủ Diệp đi. Tần Thanh Tâm ngừng bước, nhìn Dương Thanh mấy giây rồi gật đầu, được, em đợi anh ở Mambo Đỏ. Dứt lời, cô quay lưng rời đi. Thấy cô đi vào trong tập đoàn, Dương Thanh mới rời khỏi. Dù sao Diệp Mạn vẫn là mẹ ruột của Tần Thanh Tâm, lần này bị ám sát suýt nữa mất mạng, cô lo lắng sắp phát điên rồi. Vừa nãy Diệp Mạn nhắn tin cho anh như đang dặn dò hậu sự, khiến anh cảm thấy bất an. Vậy nên anh mới nghĩ tới chuyện đưa Tiêu Tiêu đi gặp bà ta. Dương Thanh, anh mới đi được vài bước đã nghe thấy một giọng nói tràn ngập tức giận. Dương Thanh quay lại thấy một chàng trai trẻ đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang đen, đôi mắt đỏ ngầu nhìn mình chằm chằm. Dương Thanh nhận ra giọng nói của đối phương, là Ngô Thiên Hữu cùng đoàn phim với Hạ Hà. Nhưng hiện giờ anh ta đã bị cấm sóng toàn mạng, e là đời này không thể làm nghệ sĩ được nữa. Có việc gì? Dương Thanh lạnh lùng hỏi. Ngô Thiên Hữu nghiến răng nghiến lợi nói, đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ lại gặp mày ở đây. Mày hủy hoại sự nghiệp của tao, chẳng lẽ không định giải thích gì sao?
đây là anh gieo gió gặt bão bị nghiệp quật, liên quan gì đến tôi? Dương Thanh cười nói, anh tưởng anh bị như vậy là tôi hại à? Chẳng lẽ không phải? Ngô Thiên Hữu cả giận nói, mày đừng giả bộ nữa. Chính mày phán tán video và ghi âm bóc phốt tao nên sự nghiệp của tao mới bị hủy. Dương Thanh có thể cảm giác được anh ta đang cực kỳ giận dữ. Mày không có tiền có thể xin Hạ Hà. Hôm nay mày nhất định phải bồi thường cho tao 50 triệu. Nếu không tao sẽ giết chết lũ chúng mày. Dương Thanh vốn còn định đùa giỡn Ngô Thiên Hữu, nhưng nghe thấy anh ta uy hiếp mình, sắc mặt lập tức xa sầm. Anh uy hiếp tôi à? Dương Thanh híp mắt hỏi. Ngô Thiên Hữu hừ lạnh nói, uy hiếp mày thì sao? Tao mất tất cả vì mày, muốn mày bồi thường 50 triệu cũng không được à? Dương Thanh lắc đầu, anh có thể đòi bồi thường nhưng không được uy hiếp. Với tôi hiện giờ anh chỉ là một con chó dại, cút đi thì thôi, nhưng nếu muốn cắn càn, tôi sẽ khiến anh thảm hại hơn nữa. Mày diễn đến nghiện rồi à? Khiến tao thảm hại hơn? Dựa vào đâu? Dựa vào cái mồm của mày hả? Ngô Thiên Hữu cười lạnh, tao nói cho mày biết, lúc trước tao và chị họ có chút hiểu lầm nên lúc gọi điện chị ấy mới không nhận ra tao. Nhưng bây giờ bọn tao đã nhận nhau rồi. Chị ấy nói sau này sẽ che chở cho tao ở Yến Đô, kẻ nào dám động đến tao chính là đắc tội chị ấy. Nếu hôm nay mày không bồi thường cho tao 50 triệu, dù tao có tha cho mày, chị họ tao cũng sẽ không để yên. Dương Thanh thờ ơ nói, được, nếu chị họ anh lợi hại như vậy cứ bảo cô ta tới gặp tôi đi. Dứt lời, anh quay lưng rời đi, được vài bước lại dừng lại nói tiếp, phải rồi, anh có thể nói cho chị họ anh biết, tôi là Dương Thanh, chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh. Nếu cô ta muốn tìm tôi gây chuyện có thể tới Nhạn Thanh. Lần này, anh rời đi thẳng. Mày đứng lại ngay cho tao. Khó khăn lắm Ngô Thiên Hữu mới tìm được Dương Thanh, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Anh ta nổi giận hét ầm lên, đuổi theo túm lấy cánh tay Dương Thanh. Hôm nay mày không bồi thường cho tao thì không thể rời đi, Ngô Thiên Phủ giận dữ quát. Dương Thanh nheo mắt hỏi, anh thực sự không chịu để tôi đi hả? Nói nhảm nhiều thế, mau đưa tiền đây, Ngô Thiên Hữu vô lại nói. Dương Thanh khẽ nhếch môi, bỗng nhiên dùng sức rút cánh tay đang bị Ngô Thiên Hữu túm lấy. Ngay sau đó giơ tay lên mặt anh ta. Khẩu trang và mũ lưỡi chai của Ngô Thiên Hữu đều bị anh giật ra, để lộ cả khuôn mặt. Anh ta chính là gã bại hoại bị cấm sóng toàn mạng, Ngô Thiên Hữu kìa. Vãi trưởng, đúng là anh ta rồi. Đồ xúc sinh mặt người giả thú, xấu như vậy cũng đòi sàm sỡ Hạ Hà xinh đẹp như tiên. Ngô Thiên Hữu, mày dám muốn làm ô uế nữ thần của tao, tao phải đập chết mày. Ngô Thiên Hữu chưa kịp phản ứng lại đã bị mấy thanh niên đi ngang qua xông vào đánh hội đồng. Thấy anh ta bị đánh lăn ra đất, liên tục xin tha, Dương Thanh sợ ngây người, fan hâm mộ của Hạ Hà đều điên cuồng như vậy sao? Dương Thanh không có ý định xem kịch, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nửa tiếng sau, Ngô Thiên Hữu được xe cấp cứu đưa đi. Nếu không nhờ có người báo cảnh sát, chỉ e anh ta đã bị đánh tàn phế. Trong bệnh viện, Ngô Thiên Hữu mặt mũi sưng vù đang được hai y tá xử lý vết thương. Đau đau đau, các người nhẹ chút đi, làm nhẹ thôi. Á, đau, các người có biết xử lý vết thương không vậy? Không nhẹ tay được à? Á, đau chết mất, con mẹ nó nhẹ tay thôi. Ngô Thiên Hữu không ngừng kêu rên trong phòng bệnh. Một lúc lâu sau việc xử lý vết thương ngoài da mới hoàn tất. Chỉ là đến khi Dương Thanh phản ứng kịp, Tần Y đã cắp mông bỏ chạy. Con bé này, Dương Thanh lắc đầu cười khổ. Anh vẫn luôn coi Tần Y là em gái. Hơn nữa anh cũng không thiếu tiền, tăng gấp đôi lương cho cô ta cũng chỉ như giật mất một sợi lông. Đúng lúc này, Dương Thanh nhận được điện thoại, anh Thanh, Diệp Mạn bị ám sát. Cái gì? Dương Thanh nghe tin Diệp Mạn bị ám sát lập tức hốt hoảng kêu lên, đứng bật dậy vội hỏi, Diệp Mạn không sao chứ? Mã Siêu trầm giọng nói, người không sao. Nghe thấy vậy, Dương Thanh mới thở phào một hơi. Biết kẻ nào ra tay không? Dương Thanh lại hỏi. Mã Siêu đáp, sát thủ của Hồng Trần. Ánh mắt Dương Thanh trở nên rét lạnh, ra tay hào phóng thật, mời cả sát thủ của Hồng Trần tới. Anh biết tổ chức sát thủ Hồng Trần này. Đương nhiên cũng biết sát thủ của Hồng Trần rất khó đối phó, một khi đã nhận nhiệm vụ sẽ liên tục ra tay tới khi mục tiêu bị giết. Tiền thù lao của bọn họ ít nhất phải từ 100 triệu trở lên. Mã Siêu cũng nói, lúc em đánh bại gã sát thủ kia, gã ta lập tức cắn túi thuốc độc tự sát. Tuy rất khó tra khảo được người thuê bọn họ là ai nhưng sau khi điều tra em nghi ngờ một người. Dương Thanh đã biết là ai, tiếp lời, Diệp Thương. Mã Siêu nói, không sai, chính là Diệp Thương. Không ít người muốn dồn Diệp Mạn vào chỗ chết,
nhưng có thể mời được sát thủ của Hồng Trần lại không có mấy người. Diệp Thương có hiểm nghi lớn nhất. Chỉ khi Diệp Mạn chết, ông ta mới có thể dễ dàng đoạt được vị trí chủ nhà. Dương Thanh không trả lời, suy nghĩ một lúc rồi nói, bà ấy không sao là tốt rồi. Mấy ngày này cậu vất vả một chút, âm thầm bảo vệ Diệp Mạn. Sát thủ của Hồng Trần không dễ đối phó. Anh Thanh yên tâm, tiện thể luyện tay với bọn họ cũng dược. Rời khỏi biên giới phía Bắc quá lâu, em ngứa tay rồi. Mã Siêu cười nói. Bỗng nhiên anh ta trầm giọng nói, anh Thanh, em phát hiện có một luồng khí thế nguy hiểm trong phòng bệnh của Diệp Mạn. Nếu không vì không tiện tìm kiếm, em nhất định sẽ bắt được người đó. Dương Thanh đã biết trong phòng bệnh của Diệp Mạn còn có người khác từ lần tới thăm trước đó. Nhưng nghĩ tới tin nhắn bà ta đột nhiên gửi, dặn dò anh chăm sóc Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu, Dương Thanh lập tức hiểu ra. Có lẽ người cậu nói là người của Diệp Mạn, cứ coi như không biết đi, Dương Thanh dặn dò. Vâng. Mã Siêu đáp. Sau khi cúp máy, Dương Thanh dựa lưng vào ghế, ánh mắt dần trở nên âm trầm. Yến Đô hiện giờ đúng là gió dục mây vần. Tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Nhà họ Tôn đã trở thành gia tộc phụ thuộc của nhà họ Tào. Chủ của nhà họ Long Long Đằng là người của hoàng tộc họ Long. Cũng có thể nói nhà họ Long ở Yến Đô vốn là gia tộc phụ thuộc của hoàng tộc họ Long. Gia tộc Vũ Văn có quan hệ khá sâu với Dương Thanh, nhà họ Diệp lại là gia tộc của mẹ ruột Tần Thanh Tâm. Nhà họ Hoàng đã đi theo Dương Thanh, biểu hiện lần này đã tỏ rõ lòng trung thành. Tính ra chỉ còn lại nhà họ Điền, nhà họ Tống và nhà họ Lâm. Mấy gia tộc này đều nhát gan, gió chiều nào xoay chiều nấy. Vương tộc họ Tào đã chen chân vào Yến Đô. Tam vương tử Tiết Nguyên Bá của vương tộc họ Tiết bị buộc rút lui khỏi Yến Đô nhưng Dương Thanh có cảm giác nhà họ Tiết sẽ nhanh chóng ngóc đầu trở lại. Bây giờ nhà họ Diệp đang tranh đấu nội bộ, Diệp Thương muốn đoạt quyền, sau lưng còn có nhà họ Tào ủng hộ. Sau lưng gia tộc Vũ Văn cũng có cái bóng của nhà họ Tào. Mẹ của Vũ Văn Bân vốn là người của vương tộc họ Tào. Xem ra cũng chỉ nhà họ Hoàng tạm thời đang bị Dương Thanh khống chế. Mặc dù nhà họ Trần, nhà họ Quan, nhà họ Hàn và nhà họ Hồng cũng thuộc về anh nhưng dù sao cũng không phải là tám nhà đứng đầu Yến Đô, dù có liên thủ cũng chưa chắc có thể so sánh với một nhà trong đó. Trong lúc Dương Thanh đang suy nghĩ về cục diện của Yến Đô ở tập đoàn Nhãn Thanh, một chiếc Ferrari màu đỏ lao vọt vào phim trường Hoành Điếm ở Yến Đô. Kít! Tiếng lốp xe ma sát với mặt đất vang lên chói tai. Chiếc Ferrari lượn một vòng xinh đẹp đỗ ngay cạnh đoàn làm phim của Hạ Hà. Một cô gái trẻ tuổi mặc áo khoác nỉ màu đỏ bước ra khỏi xe. Cô nàng này thật nóng bỏng. Sự xuất hiện của cô ta lập tức hấp dẫn ánh nhìn của rất nhiều người trẻ tuổi. Đến cả nam diễn viên hơi nổi trong đoàn phim cũng khó nén lửa nóng trong lòng. Có vẻ cô gái này rất thích màu đỏ, xe màu đỏ chót, áo khoác màu đỏ, để cả mái tóc ngắn cũng nhuộm màu đỏ rượu. Cô gái áo đỏ vô cùng xinh đẹp, vẻ mặt lạnh lùng khó gần. Chị họ, em tới rồi. Đúng lúc này, một chiếc Audi R8 màu đen cũng đỗ lại. Một bóng người trẻ tuổi vội vàng xuống xe chạy tới trước mặt cô gái áo đỏ, thái độ rất cung kính. Tôn Chí Kiều hừ lạnh một tiếng. Đi gọi Hạ Hà tới đây cho tao. Ngô Thiên Hữu lập tức mừng rỡ chạy tới chỗ Hạ Hà. Ê, chị họ tôi muốn gặp cô, mau đi theo tôi. Hạ Hà đang quay phim đột nhiên bị Ngô Thiên Hữu hùng hổ xông tới kéo đi. Ngô Thiên Hữu, anh muốn làm cái gì? Hạ Hà cực kỳ tức giận vì quay phim bị làm phiền. Viên Nhã Kỳ cũng đi tới lạnh lùng nhìn Ngô Thiên Hữu, anh đúng là không biết xấu hổ. Bị đuổi khỏi đoàn phim còn dám quay lại nữa à? Anh tin tôi gọi phóng viên tới phỏng vấn trực tiếp anh luôn không? Hạo Thần và Hổ Ca cũng vội vàng chắn trước người Hạ Hà, trừng mắt nhìn Ngô Thiên Hữu, danh con mau cút đi. Mày dám làm phiền Hạ Hà quay phim, chán sống rồi hả? Đạo diễn Lý cũng bước tới hừ lạnh nói, đến cả tôi cũng dám chọc giận, cậu muốn chết à? Những người đang che chở cho Hạ Hà đều là người có máu mặt đối với Ngô Thiên Hữu. Nhiều người có máu mặt đứng ra như vậy, anh ta cảm thấy nghẹt thở. Nhưng nghĩ tới hôm nay có Tôn Chí Kiều ở đây, anh ta liền an tâm, cả giận nói, câm miệng hết cho tôi. Các người chẳng qua chỉ là đám con hát mua vui mà thôi. Trước mặt chị họ tôi, các người không là cái thá gì. Bây giờ chị họ tôi muốn gặp Hạ Hà, các người mau cút đi, cẩn thận đắc tội chị họ tôi lại bị cấm sóng đấy. Vừa nãy Ngô Thiên Hữu còn tỏ ra e sợ, bây giờ đã trở nên kiêu căng hống hách. Bấy giờ đám người anh hổ mới phát hiện Tôn Chí Kiều lạnh lùng đứng cách đó không xa, lập tức hoảng hốt. Tôn Chí Kiều là dòng chính nhà họ Tôn, còn từng là tổng giám đốc công ty giải trí ngôi sao.
Tuy chỉ là một người làm kinh doanh nhưng muốn bôi nhọ nghệ sĩ bọn họ vẫn rất dễ dàng. Trong thời đại hiện giờ, những nghệ sĩ lớn như họ làm gì có ai sạch sẽ. Chỉ cần có tiền có quyền là có thể tìm thấy lịch sử đen của họ, lộ một chút ra ngoài đã đủ để họ mất hết sự nghiệp. Đạo diễn Lý cũng lo lắng. Tôn Chí Kiều là tổng giám đốc tiền nhiệm của công ty giải trí ngôi sao, quan hệ trong giới giải trí rất rộng. Không thể đắc tội loại người này được. Ngô Thiên Hữu, rốt cuộc anh muốn làm gì? Hạ Hà cũng biết cái nào là lợi là hại, bước lên đỏ mắt hỏi. Thấy cô ta như vậy, Ngô Thiên Hữu cảm thấy sung sướng như báo được thù lớn. Thực ra anh ta chẳng hề căm hận Hạ Hà, chủ yếu là vì Dương Thanh. Chị họ tôi tới, nói muốn gặp cô. Tôi cũng không biết chị ấy muốn nói gì với cô. Ngô Thiên Hữu uy hiếp, nếu không muốn người bên cạnh cô bị liên lụy, tốt nhất hãy ngoan ngoãn đi theo tôi. Mặc dù Hạ Hà không muốn đi nhưng cũng không muốn liên lụy tới mấy người đạo diễn Lý, bèn nói, được, tôi đi với anh. Hạ Hà. Đạo diễn Lý lo lắng ngăn cô ta lại. Ông ta thật sự rất thích diễn viên mới này. Lần đầu tiên quay phim đã diễn tốt như vậy, quan trọng là cô ta rất chăm chỉ nỗ lực. Đạo diễn Lý đã nhìn thấy tiềm năng trở thành ngôi sao lớn của Hạ Hà. Ông ta tin tưởng sau bộ phim này, độ nổi tiếng của Hạ Hà sẽ tăng vọt. Chỉ cần quay thêm một bộ phim lớn, Hạ Hà sẽ có thể trở thành diễn viên siêu hot. Sao hả, đạo diễn Lý định ngăn cản Hạ Hà đi gặp chị họ tôi à? Ông có gánh chịu được lửa giận của chị họ tôi không? Ngô Thiên Hữu cười híp mắt nói. Hạ Hà trông thấy vẻ lo lắng trong mắt đạo diễn Lý, cười nói, ông yên tâm, ở đây có nhiều người như vậy, bọn họ không dám làm gì tôi đâu. Tôi đi nói chuyện với cô ta một lúc rồi về. Được, cô nhất định phải cẩn thận người phụ nữ kia. Đạo diễn Lý trầm giọng nói, rõ ràng cũng hiểu khá rõ về Tôn Chí Kiều. Hạ Hà mỉm cười đi tới chỗ Tôn Chí Kiều. Cô ta nhanh chóng bước đến trước mặt Tôn Chí Kiều. Tôn Chí Kiều không lên tiếng, ánh mắt vốn đang lạnh lẽo nhìn thấy Hạ Hà lập tức dịu dàng hơn hẳn, khẽ cong môi cười. Đẹp, đúng là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Không thể không thừa nhận, cô là cô gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao một bộ phim chiếu mạng chỉ vẻn vẻn có mấy chục triệu tiền vốn, cô còn là diễn viên mới lại đột nhiên hot lên. Bởi vì cô thực sự quá xinh đẹp. Tôn Chí Kiều không tiếc lời khen ngợi Hạ Hà. Giọng điệu nhẹ nhàng, thái độ ôn hòa. Hạ Hà vốn đang căng thẳng cũng thả lỏng hơn nhiều. Cô quá khen rồi. Hạ Hà được khen cảm thấy ngượng ngùng, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, hỏi thẳng, không biết cô tìm tôi có chuyện gì. Ngô Thiên Hữu cười lạnh một tiếng, chị họ tôi khen cô mấy câu cô đã phồng mũi rồi à. Chị ấy tìm cô đương nhiên là vì tôi, mau bảo Dương Thanh tới đây quỳ xuống xin tôi tha thứ. Bốp! Ngô Thiên Hữu chưa nói xong đã bị Tôn Chí Kiều tát thêm một cái. Đám người xung quanh đều sợ ngây người, không ngờ Tôn Chí Kiều sẽ tự mình tới mời chào Hạ Hà, còn đưa ra lời hứa hẹn hấp dẫn như vậy. Nếu là người khác, bọn họ sẽ nghĩ là đang khoác lác, nhưng Tôn Chí Kiều là dòng chính nhà họ Tôn, tổng giám đốc tiền nhiệm của công ty giải trí sao trời. Tài năng và thế lực sau lưng cô ta đều có thể đảm bảo lời cô ta nói là thật. Thế nhưng Hạ Hà vẫn kiên quyết lắc đầu, xin lỗi. Lần này, nụ cười trên mặt Tôn Chí Kiều dần biến mất. Cô ta híp mắt nói, cô có chắc muốn ở lại công ty giải trí ngôi sao không? Thấy sắc mặt Tôn Chí Kiều biến đổi, Hạ Hà cảm thấy lo sợ, nhưng cô ta vẫn kiên định lắc đầu, xin lỗi, cả đời này tôi sẽ chỉ ở lại công ty giải trí ngôi sao. Câu nói này chặn đứng con đường khuyên nhủ của Tôn Chí Kiều. Ngô Thiên Hữu định lên tiếng, nhớ lại lời cảnh cáo vừa rồi của Tôn Chí Kiều bèn nhịn xuống, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Chỉ cần Hạ Hà từ chối, hy vọng báo thù của anh ta sẽ rất lớn. Tôn Chí Kiều không nói chuyện, nhìn chằm chằm Hạ Hà không biết đang suy nghĩ điều gì. Bỗng cô ta cười rộ lên, được, cô đã kiên quyết ở lại giải trí ngôi sao, tôi cũng không ép buộc. Hạ Hà thở phào một hơi, vội vàng nói, cảm ơn sếp Tôn. Ngô Thiên Hữu lập tức hốt hoảng, chị họ, chị tự tới đây mời cô ta, sao cô ta có thể từ chối chị? Bốp! Tôn Chí Kiều lại tát Ngô Thiên Hữu hai cái, híp mắt nói, tao cần mày dạy tao làm việc à? Ngô Thiên Hữu âm ức. Lần này thực sự hoảng rồi, không dám nói nữa, chỉ liều mạng lắc đầu. Tôn Chí Kiều không dạy dỗ anh ta nữa, lại nhìn sang Hạ Hà, cười híp mắt nói, cô có thể từ chối đến giải trí Tôn thị, nhưng cô sẽ không từ chối lời mời ăn cơm của tôi chứ. Hạ Hà sững sờ một lúc mới hiểu ý của Tôn Chí Kiều. Cô ta mừng rỡ gật đầu, được, chỉ cần sếp Tôn muốn, tôi có thể đi ăn với cô bất cứ lúc nào. Trong mắt cô ta, Tôn Chí Kiều là người có địa vị cao, không thể đắc tội.
dù thế nào Tôn Chí Kiều và Ngô Thiên Hữu cũng cùng một bọn. Nếu Ngô Thiên Hữu vẫn muốn tiếp tục đối phó Dương Thanh, chắc chắn sẽ mượn sức Tôn Chí Kiều. Nhưng nếu cô ta có thể quen biết Tôn Chí Kiều, biết đâu lại có thể ngăn cản Ngô Thiên Hữu mượn sức Tôn Chí Kiều đối phó Dương Thanh. Cô ta nghĩ thân phận của Tôn Chí Kiều quá khủng bố, không muốn gây phiền phức cho Dương Thanh. Được, 7 giờ tối nay tôi đợi cô ở Nam Tương Viên. Tôn Chí Kiều mỉm cười đưa cho Hạ Hà một tấm danh thiếp, đây là danh thiếp của tôi, có cả số điện thoại. Được, tối nay tôi sẽ tới đúng giờ, Hạ Hà giơ hai tay nhận danh thiếp, cười đáp. Được, buổi tối gặp nhé. Tôn Chí Kiều mỉm cười quay người rời đi. Rừng, tiếng động cơ xe vang lên. Chiếc Ferrari màu đỏ lao vút đi như một tia chớp màu đỏ. Ngô Thiên Hữu chết sững, người mình mời tới giúp cứ bỏ đi như vậy sao? Không chỉ không giúp anh ta trả thù, ngược lại còn mời Hạ Hà ăn cơm. Ngô Thiên Hữu, cậu đúng là đáng thương. Phải đó, cậu nhờ chị họ tới trả thù, kết quả lại bị cô ta tát mấy cái, ha 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 ha. Đám người trong đoàn làm phim đều cười phá lên. Ngô Thiên Hữu chỉ muốn kiếm một lỗ nẻ để chui, hung dữ chừng mắt nhìn bọn họ, các người cứ cười đi. Sẽ có lúc các người phải hối hận. Nói xong, anh ta vội vã lên xe rời đi. Chúc mừng cô, Hạ Hà. Viên Nhã Kỳ đi tới cười nói, Tôn Chí Kiều có thế lực rất lớn. Nếu có thể dựa dẫm cô ta, tiền đồ của cô sẽ vô cùng rộng mở. Đúng vậy, Tôn Chí Kiều là người nhà họ Tôn, còn là tổng giám đốc tiền nhiệm của công ty giải trí ngôi sao, năng lực rất xuất sắc, nắm giữ cực nhiều tài nguyên. Nếu thực sự xảy ra chuyện không may, hối hận cũng không kịp. Thế nên cô nhất định phải nghe lời tôi, không tới Nam Tương Viên nữa, hoặc là dẫn Dương Thanh đi cùng. Nghe vậy, Hạ Hà cũng ý thức được bữa cơm tối nay không đơn giản, vội vàng gật đầu, ông yên tâm, tối nay tôi sẽ dẫn Dương Thanh đi cùng. Bấy giờ đạo diễn Lý mới an tâm, gật đầu nói, được, cô đi chuẩn bị đi, sắp quay tiếp rồi. Vâng. Hạ Hà quay lưng rời đi. Đạo diễn Lý nhìn theo bóng lưng của Hạ Hà, khẽ lẩm bẩm, hy vọng cô đừng mắc mưu của cô ta, nếu không đời này sẽ bị hủy hoại. Chưa tới giờ tan làm, Dương Thanh đã tới trường mầm non đón Tiêu Tiêu. Sáng nay anh đã hẹn Tần Thanh Tâm tối nay sẽ dẫn Tiêu Tiêu cùng tới bệnh viện thăm Diệp Mạn. Bố bảo chúng ta sẽ đi thăm bà á. Trên đường đi đón Tần Thanh Tâm, Tiêu Tiêu nghi ngờ hỏi, bà là mẹ của bố ạ? Dương Thanh cười nói đúng hơn thì chúng ta sắp đi thăm bà ngoại, cũng chính là mẹ của mẹ con. Mẹ của mẹ con. Vẻ mặt của Tiêu Tiêu lập tức ỉu xìu, viền mắt đỏ hoe, mẹ nói bà ngoại đã đi đến một nơi rất xa, sau này không gặp lại được nữa. Thấy Tiêu Tiêu buồn bã, Dương Thanh rất đau lòng, lần này chúng ta đi thăm một bà ngoại khác. Bà ấy cũng là mẹ của mẹ con. Dương Thanh đang giải thích với Tiêu Tiêu, chuông điện thoại chợt reo lên. Dương Thanh, 7 giờ tối nay tôi phải tới Nam Tương Viên ăn một bữa cơm. Anh có thể đi cùng tôi không? Người gọi là Hạ Hà. Dương Thanh áy náy nói, xin lỗi cô, tối nay tôi và Tâm phải đưa Tiêu Tiêu tới bệnh viện thăm người ốm. Giọng nói của Dương Thanh tràn đầy áy náy. Anh rất hiểu tính cách của Hạ Hà, nếu không phải thực sự cần giúp đỡ, cô ta sẽ không chủ động nhờ vả. Không sao, anh có việc bận thì cứ làm đi. Tuy Hạ Hà muốn Dương Thanh đi cùng mình nhưng cũng sẽ không vì việc riêng của mình ép anh phải giúp đỡ. Thế này nhé, cô cứ tới Nam Tương Viên trước, tôi xong chuyện sẽ chạy tới sau. Dương Thanh đột nhiên nói. Không sao đâu, anh không cần vì tôi làm chậm trễ chuyện của mình. Hạ Hà vội vàng từ chối, sợ làm ảnh hưởng đến việc riêng của Dương Thanh. Cứ quyết định như vậy đi. Được rồi, tôi đang lái xe, không tiện nói với cô nữa. Dứt lời, Dương Thanh liền cúp máy. Bố ơi, cô Hạ Hà gọi đến ạ. Vì đang lái xe nên Dương Thanh mở loa ngoài. Tiêu Tiêu nghe thấy giọng nói của Hạ Hà thì rất vui mừng. Dương Thanh khẽ mỉm cười, cô Hạ Hà đấy. Dạo này cô ấy rất bận, đợi khi nào cô ấy rảnh bố sẽ dẫn cô ấy tới thăm con. Vâng ạ, con cũng nhớ cô Hạ Hà lắm. Tiêu Tiêu vui vẻ đáp. 15 phút sau, Dương Thanh đưa Tiêu Tiêu tới tập đoàn Mamber Đỏ. Anh gọi điện cho Tần Thanh Tâm, rất lâu sau cô mới bắt máy. Anh đợi em thêm 5 phút nữa nhé, em sắp xong rồi. Ừ, em cứ làm đi. Dương Thanh cúp máy. Thời gian dần trôi qua, Dương Thanh chơi với con gái dưới tòa nhà của tập đoàn Mamber Đỏ. 5 phút nhanh chóng trôi qua, Tần Thanh Tâm vẫn chưa xuống. Đợi thêm 10 phút nữa vẫn không thấy cô đâu. Bao giờ mẹ mới tan làm hả bố? Tiêu Tiêu chơi mệt rồi, dựa vào lòng Dương Thanh hỏi. Dương Thanh nhìn đồng hồ. Anh tới Mamber Đỏ sắp được một tiếng rồi, Tần Thanh Tâm vẫn chưa xuống.
5 giờ trường mầm non đã tan học, bây giờ đã là 6 giờ 20 phút rồi. Dương Thanh vốn muốn thăm Diệp Mạn trước 7 giờ để tới Nam Tương Viên tìm Hạ Hà. Nhưng xem ra rất khó có thể gặp được Hạ Hà lúc 7 giờ. Tâm à, em xong việc chưa? Dương Thanh lại gọi điện thoại cho Tần Thanh Tâm. Xin lỗi anh. Cô cuống quýt xin lỗi, em mải làm quên cả thời gian. Giờ em xuống ngay đây. Dương Thanh lắc đầu cười khổ. Anh sợ làm phiền Tần Thanh Tâm nên không muốn gọi điện, không ngờ cô lại mải làm quên cả thời gian. Lần này chỉ mất 5 phút, Tần Thanh Tâm đã ra khỏi tòa văn phòng. Mẹ ơi! Tiêu Tiêu vui sướng hô lên, chạy tới chỗ cô. Xin lỗi con gái yêu của mẹ bận quá quên mất thời gian. Tần Thanh Tâm bế Tiêu Tiêu lên, thơm vào má cô bé. Tiêu Tiêu chu môi nói, con với bố đợi mẹ lâu lắm rồi. Dương Thanh đi tới cười nói, mẹ bận làm mà con. Con tha thứ cho mẹ lần này nhé. Tần Thanh Tâm cũng tỏ vẻ đáng thương, mẹ biết lỗi rồi, sau này sẽ dành nhiều thời gian ở bên con. Nghe vậy Tiêu Tiêu mới vui hơn, thấy mẹ khổ cực như vậy, con tha thứ cho mẹ đấy. Cảm ơn Tiêu Tiêu nhé. Tần Thanh Tâm vội vàng nói. Thấy cảnh tượng đẹp đẽ này, Dương Thanh bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Nửa tiếng sau, anh lái xe đưa vợ con tới Bệnh viện Nhân dân Yến Đô. Dương Thanh, sao con lại tới đây? Diệp Mạn thấy Dương Thanh tới, kinh ngạc hỏi. Dương Thanh mỉm cười đi vào phòng bệnh trước, Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu đi theo sau. Giây phút Diệp Mạn nhìn thấy Tiêu Tiêu, vẻ mặt lập tức cứng đờ, hai mắt đỏ bừng. Mẹ cháu nói bà là bà ngoại của cháu ạ. Tiêu Tiêu nhìn Diệp Mạn, giọng nói non nớt ngọt ngào bỗng vang lên. Diệp Mạn nghe thấy thế không kìm được nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu lia lịa. Diệp Mạn thấy vô cùng cảm kích, Tần Thanh Tâm nghe thấy thế cũng không do dự nữa, mỉm cười gật đầu với Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu lập tức vui sướng reo hò, vội vàng giơ cánh tay trắng trẻo của mình ra. Diệp Mạn tự mình đeo vòng tay kim cương cho Tiêu Tiêu, quả nhiên rất hợp với cô bé. Tiêu Tiêu vốn được thừa hưởng vẻ đẹp của Tần Thanh Tâm, tuy bây giờ còn nhỏ nhưng trông đáng yêu hệt búp bê. Đeo thêm chiếc vòng tay lấp lánh này lại càng đáng yêu hơn. Cảm ơn bà ngoại. Tiêu Tiêu vui vẻ nói. Còn thơm một cái lên má Diệp Mạn. Diệp Mạn cảm thấy hạnh phúc tới quá đột ngột, trái tim mềm nhũn. Trong lúc cả nhà Dương Thanh đang đoàn tụ, Hạ Hà đã tới Nam Tương Viên. Đứng trước cổng Nam Tương Viên, Hạ Hà bỗng thấy do dự. Cô ta vẫn nhớ lời dặn dò của đạo diễn Lý. Tuy cô ta tốt bụng hiền lành nhưng cũng không phải đồ ngu. Loại phụ nữ như Tôn Chí Kiều rất nguy hiểm. Thế nhưng Dương Thanh lại có chuyện không tới được. Cô ta không còn bạn khác giới nào khác ở Yến Đô, cũng không thể đắc tội Tôn Chí Kiều. Dù thế nào cô ta cũng phải tới gặp Tôn Chí Kiều. Xin chào, cô có phải là cô Hạ Hà không ạ? Trong khi Hạ Hà đang chần chừ trước cổng Nam Tương Viên, một người phụ nữ trung niên mặc vest đi tới. Trên ngực người đó có bảng tên và chức vụ. Bà ta tên là Vương Kiến Hồng, giám đốc của Nam Tương Viên. Đúng vậy. Hạ Hà gật đầu đáp. Chào cô, tôi là Vương Kiến Hồng giám đốc của Nam Tương Viên. Sếp Tôn đang đợi cô ở bên trong, bảo tôi đón cô ở đây. Vương Kiến Hồng nở nụ cười lịch sự chuyên nghiệp. Bây giờ không muốn đi vào cũng đã muộn, Hạ Hà chỉ có thể đi theo Vương Kiến Hồng vào Nam Tương Viên. Hạ Hà rất bất ngờ vì thời gian này nên là lúc đông khách nhất của Nam Tương Viên nhưng lúc này chỉ có nhân viên, không có một khách hàng nào. Dường như Vương Kiến Hồng nhìn ra được hoài nghi của Hạ Hà, mỉm cười giải thích. Sếp Tôn thích yên tĩnh nên mỗi lần ăn cơm đều bao cả quán. Nam Tương Viên là sản nghiệp của nhà họ Tôn, hiện giờ do sếp Tôn phụ trách. Cô ở đây sẽ rất an toàn. Hạ Hà âm thầm kinh hãi nhưng không nói gì. Nam Tương Viên rất rộng. Nếu không có Vương Kiến Hồng chỉ đường, e rằng Hạ Hà có biết phòng Tôn Chí Kiều đang ngồi cũng tìm không ra. Vương Kiến Hồng nhanh chóng dẫn cô ta tới một phòng VIP, khẽ cười nói, sếp Tôn đang ở trong, mời cô Hạ vào. Cảm ơn. Hạ Hà nhẹ nhàng gõ cửa, ngay sau đó nghe thấy tiếng Tôn Chí Kiều vọng ra, vào đi. Vừa bước vào phòng, Hạ Hà đã nhìn thấy Tôn Chí Kiều, nhưng ngoài ra còn có một gương mặt quen thuộc khác. Hạ Hà, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngô Thiên Hữu cười nói. Trong phòng VIP chỉ có hai người Tôn Chí Kiều và Ngô Thiên Hữu. Hạ Hà khẽ cau mày, không vui hỏi, sao anh lại ở đây? Tôi đưa nó tới. Tôn Chí Kiều cười bảo, cô sẽ không khó chịu đâu nhỉ. Hạ Hà thực sự rất khó chịu, nhưng sẽ không thẳng thắn nói ra, chỉ lắc đầu, không. Không là tốt rồi, mau tới đây ngồi đi. Thái độ của Tôn Chí Kiều vô cùng nhiệt tình. Sau khi Hạ Hà ngồi xuống, sắc mặt rất bình tĩnh, không có chút vui vẻ nào.
Sếp Tôn hẹn tôi tới đây chắc là vì có chuyện quan trọng nào đó phải không? Hạ Hà đi thẳng vào vấn đề. Đạo diễn Lý nhắc cô ta nếu muốn đến phải dẫn Dương Thanh đi cùng. Bây giờ, cô ta lại tới một mình. Cô ta chợt thấy hơi lo lắng. Nam Tương Viên đã bị bao hết, còn là sản nghiệp của nhà họ Tôn do Tôn Chí Kiều phụ trách. Có thể nói mọi chuyện ở đây do cô ta định đoạt. Nếu Tôn Chí Kiều muốn làm gì Hạ Hà, cô ta sẽ không thể phản kháng. Tôn Chí Kiều khẽ cười, cô đừng vội, chúng ta ăn cơm trước đã. Dứt lời, cô ta vỗ tay một cái, Vương Kiến Hồng đi vào, sếp Tôn có gì dặn dò. Tôn Chí Kiều lạnh lùng nói, dọn món lên đi. Vâng, chỉ cần sau này anh đừng làm phiền tôi, cũng đừng gây sự với Dương Thanh, tôi sẽ tha thứ cho anh. Ngô Thiên Hữu nổi giận nhưng có Tôn Chí Kiều ở đây, anh ta không dám tỏ thái độ, chỉ có thể nói, cô yên tâm. Sau này tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền cô, cũng không gây sự với Dương Thanh. Tao cảnh cáo mày, từ hôm nay trở đi, Hạ Hà chính là em gái tao. Nếu để tao biết mày dám bắt nạt em ấy, tao sẽ xử lý mày. Tôn Chí Kiều lên tiếng uy hiếp. Ngô Thiên Hữu vội vàng cam đoan, chị yên tâm, em thề sau này sẽ không bắt nạt cô ấy nữa. Tao tin mày cũng chẳng dám. Tôn Chí Kiều lạnh giọng nói. Hạ Hà bỗng cảm thấy bất lực. Tôn Chí Kiều đối với cô ta quá tốt. Đến cả Ngô Thiên Hữu cũng không quan trọng bằng cô ta. Chính vì vậy, cô ta mới không thể rời đi. Hạ Hà, em cũng đừng gọi chị là sếp Tôn nữa, sau này cứ gọi là chị đi, Tôn Chí Kiều đột nhiên nói. Hạ Hà không muốn quá thân thiết với Tôn Chí Kiều, sếp Tôn, dù sao tôi cũng là nghệ sĩ của công ty giải trí ngôi sao, cô là tổng giám đốc của giải trí Tôn Thị. Nếu chúng ta quá thân thiết, tôi sợ người khác sẽ nói ra nói vào. Ai dám? Tôn Chí Kiều kiêu ngạo nói. Chúng ta kết nghĩa chị em cũng là chuyện riêng của hai chúng ta, cũng không liên quan tới lợi ích của ai, kẻ nào dám nói xấu em. Nếu là nhân viên của công ty giải trí ngôi sao, chị sẽ cho họ mất việc. Nếu là nghệ sĩ, chị sẽ cấm sóng toàn mạng. Ai dám nói gì em, chị sẽ khiến bọn họ không được yên ổn. Giọng điệu của Tôn Chí Kiều rất lạnh lẽo, không giống như đang nói dối. Hạ Hà mờ mịt không biết tại sao cô ta lại đối xử tốt với mình như vậy. Em chăm sóc da kiểu gì thế? Da em đẹp quá. Tôn Chí Kiều bất chợt giơ tay sờ trên mặt Hạ Hà mấy cái, hâm mộ nói. Hạ Hà không quen bị cô ta sờ như vậy, vô thức trốn tránh. Tôi cũng không biết. Hạ Hà ngượng ngùng lên tiếng. Tôn Chí Kiều bật cười, nắm tay Hạ Hà nói, sau này em chính là người của chị, đừng xa lạ với chị như vậy, không tốt đâu. Lần này đến cả lời nói cũng có vấn đề. Hạ Hà giật mình rút tay về. Đến cả Ngô Thiên Hữu cũng cảm thấy kinh ngạc. Tôn Chí Kiều động tay động chân với Hạ Hà, thấy thế nào cũng sai sai. Nếu Tôn Chí Kiều là nam, hành động vừa rồi chính là sàm sỡ Hạ Hà. Em tránh cái gì, chị đâu phải quái vật, trông em sợ chưa kìa. Tôn Chí Kiều bất đắc dĩ nói. Cô ta lại định nắm lấy tay Hạ Hà sợ hãi né tránh. Hạ Hà tức giận nói, sếp Tôn có gì cứ nói thẳng, tôi còn có việc, sợ là không ở lại đây lâu được. Tôn Chí Kiều cau mày nói, em có thể có chuyện gì? Dù có chuyện gì thật thì cũng không quan trọng bằng việc ăn với chị đâu nhỉ. Giọng điệu của cô ta rất bá đạo. Nhưng cô ta là dòng chính nhà họ Tôn, nắm giữ mấy sản nghiệp của gia tộc, có tư cách để bá đạo. Hạ Hà mím môi nói, lát nữa bạn trai tôi sẽ tới đón. Bạn trai? Sắc mặt Tôn Chí Kiều lập tức xa sầm, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Ngô Thiên Hữu cũng cảm nhận được cô ta đang tức giận. Ngô Thiên Hữu bỗng có một suy đoán dọa người. Chẳng lẽ Tôn Chí Kiều thích phụ nữ? Nghĩ vậy, vẻ mặt của anh ta cực kỳ đặc sắc. Chỉ có khả năng này mới có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện. Cạch! Sau khi uống hết nửa chai rượu vang, Hạ Hà đặt chai giống lên mặt bàn, nhìn Tôn Chí Kiều nói, hy vọng cô nói lời giữ lời. Nói xong, cô ta cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai chân lảo đảo ngã ngồi xuống ghế. Trông thấy Hạ Hà đã say mềm, trong mắt Tôn Chí Kiều nóng rực. Cười híp mắt nói, chị đương nhiên sẽ giữ lời. Sau khi em say tuyệt đối sẽ không để bất kỳ người đàn ông nào chạm tới một sợi tóc của em. Dứt lời, cô ta cất bước về phía Hạ Hà. Tuy Hạ Hà uống khá nhiều nhưng rượu vang có tác dụng chậm, tạm thời vẫn chưa quá say. Chỉ là vừa rồi một hơi uống cạn nửa chai rượu vang nên người ít khi uống rượu như cô ta bị choáng váng. Thấy Tôn Chí Kiều bước từng bước về phía mình, Hạ Hà cứ cảm thấy là lạ. Sếp Tôn, cô đừng chạm vào tôi. Tôn Chí Kiều vừa nắm lấy tay Hạ Hà đã cuống quýt sụt tay lại như bị giật điện. Từ ngày đầu tiên Hạ Hà gia nhập đoàn phim,
Ngô Thiên Hữu đã thèm muốn cô ta, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội. Bây giờ đoán được Tôn Chí Kiều thích phụ nữ, còn động tay động chân với Hạ Hà, Ngô Thiên Hữu bỗng cảm thấy tủi thân. Rõ ràng Tôn Chí Kiều đã hứa sẽ trả thù cho anh ta, khiến Dương Thanh sống không bằng chết. Nào ngờ cô ta chẳng thèm để ý tới chuyện này, còn mượn cơ hội ở bên Hạ Hà. Em đừng kích động, chị hứa rồi mà. Dù em uống say cũng sẽ không để người đàn ông nào chạm vào em. Tôn Chí Kiều bị Hạ Hà đẩy ra cũng không tức giận, cười nói, em yên tâm, chị nói lời giữ lời. Ngoài chị ra, không ai được phép động tới em. Giờ phút này Hạ Hà mới bàng hoàng nhận ra Tôn Chí Kiều thích phụ nữ. Cô ta tỉnh ngộ, hiểu ra tại sao lúc ở đoàn phim, Tôn Chí Kiều không làm khó mình, còn vì mình tát Ngô Thiên Hữu mấy cái. Sếp Tôn, xin cô tự trọng. Hạ Hà cắn chặt răng, cố lùi về sau định chạy trốn. Tôn Chí Kiều không sợ Hạ Hà có thể chạy khỏi đây, cười phá lên, em đừng hòng chạy được khỏi nơi này. Đây là địa bàn của chị, không được chị cho phép em không thể rời đi. Thế nên đừng phản kháng nữa, ngoan ngoãn đi theo chị đi. Chị sẽ không bạc đãi em đâu. Đám đàn ông chó má kia không có gì tốt đẹp. Ngoại trừ có thể cống hiến tinh trùng để phụ nữ sinh con, bọn họ còn tác dụng gì nữa. Tôn Chí Kiều luôn miệng nói lời tục tĩu, khác hẳn với gương mặt xinh đẹp của cô ta. Ngô Thiên Hữu sợ ngây người. Dù đã đoán ra được Tôn Chí Kiều thích phụ nữ, nhưng chính tai nghe cô ta thừa nhận, anh ta vẫn rất khiếp sợ. Hạ Hà cắn chặt môi để giữ tỉnh táo. Lúc này cô ta chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Đạo diễn Lý đã dặn dò không được tới gặp Tôn Chí Kiều một mình, nhưng cô ta không chịu nghe. Nếu bị một người phụ nữ làm nhục, đối với người phụ nữ bảo thủ như cô ta chính là ác mộng. Lúc này cô ta đột nhiên nghĩ tới Dương Thanh, nếu anh ấy có thể như thiên thần đột nhiên xuất hiện cứu mình như lúc ở Giang Hải thì tốt biết mấy. Anh ta có sở thích chơi đùa với phụ nữ còn trinh, cũng có thể chắc chắn Hạ Hà phù hợp yêu cầu. Dù Hạ Hà chỉ bị một người phụ nữ làm ô uế nhưng vẫn sẽ không còn hoàn chỉnh. Anh ta đã coi Hạ Hà là người mình phải có được, sao có thể trơ mắt nhìn cô ta rơi vào tay người khác. Nhưng địa vị của Tôn Chí Kiều rất cao, anh ta không đắc tội nổi. Hạ Hà, cô mau đồng ý với chị tôi đi. Ngô Thiên Hữu bỗng lên tiếng, lúc đó, cô và Dương Thanh cũng không có tương lai đâu, cứ ngoan ngoãn đi theo chị tôi đi. Chị tôi nắm giữ rất nhiều tài nguyên. Muốn nâng đỡ cô trở thành nghệ sĩ hàng đầu thế giới cũng không thành vấn đề. Một thằng đàn ông quan trọng bằng tiền đồ sự nghiệp sao? Hạ Hà bỗng run lên, trong đầu văng vẳng câu nói của Ngô Thiên Hữu. Nếu cô ta đi theo Tôn Chí Kiều, bản thân và Dương Thanh sẽ không có tương lai. Cô ta biết rõ mình và Dương Thanh không hề có gì vượt giới hạn, nhưng lúc này lại bị câu nói của Ngô Thiên Hữu ảnh hưởng rất lớn. Cô ta bắt đầu suy nghĩ lung tung, nếu mình bị làm nhục, liệu Dương Thanh còn giúp đỡ mình như trước không? Bản thân cô ta cũng không biết tại sao lại nghĩ như vậy. Chẳng lẽ cô ta thích Dương Thanh? Ngôn tình ngược. Hạ Hà bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ. Dương Thanh là người đã có vợ, còn có một đứa con gái đáng yêu. Hiện giờ gia đình của anh ấy đang rất hạnh phúc, sao mình lại có ý nghĩ này được? Hiện giờ nội tâm Hạ Hà đang cực kỳ mâu thuẫn. Cô ta biết rõ mình và Dương Thanh không có hy vọng. Nhưng lại sợ bản thân bị ô uế sẽ hoàn toàn đánh mất Dương Thanh. Được rồi, chị cho em một phút suy nghĩ. Nếu em không chịu, chị chỉ có thể cưỡng ép em, sau đó gửi video của chúng ta cho Dương Thanh. Tôn Chí Kiều cười nói, nếu Dương Thanh biết em là loại phụ nữ như vậy, có lẽ sau này sẽ không thích em nữa đâu. Ngô Thiên Hữu cũng vội vàng lên tiếng, phải đó, chắc chắn không thể tiếp nhận. Nếu là tôi cũng sẽ không tiếp nhận người phụ nữ đã bị ô uế. Nói xong anh ta mới ý thức được mình lỡ lời. Một ánh mắt lạnh như băng bắn về phái anh ta. Chị ơi, em không có ác ý, chỉ mong có thể thuyết phục Hạ Hà đi theo chị. Ngô Thiên Hữu hốt hoảng giải thích. Câm miệng. Tôn Chí Kiều quát lớn một tiếng, chỉ ra cửa, cút ra ngoài cho tao. Ngô Thiên Hữu vội vàng nói, chị ơi, em sai rồi, xin chị đừng đuổi em đi. Không phải chị đã hứa với em, dù Hạ Hà có đi theo chị hay không, chị cũng giúp em trả thù Dương Thanh sao? À không phải, nếu Hạ Hà không theo chị sẽ giúp em báo thù. Trông có vẻ anh ta lỡ miệng nói ra, nhưng thực chất chính là cố ý nói cho Hạ Hà biết, dù cô ta đi theo Tôn Chí Kiều cũng không bỏ qua cho Dương Thanh. Quả nhiên, Hạ Hà bàng hoàng nói, cô vốn dĩ không có ý định tha cho Dương Thanh sao? Tôn Chí Kiều hừ lạnh đứng lên. Tuy Hạ Hà chưa nghe thấy đáp án nhưng đã hiểu được, Tôn Chí Kiều sẽ không bỏ qua cho Dương Thanh. Cô ta lập tức cắn lưỡi tiếp. Tranh thủ mình vẫn còn một chút tỉnh táo cuống cuồng quay lưng chạy trốn chết.
Muốn chạy sao, ở địa bàn của chị, em chạy thoát nổi không? Tôn Chí Kiều cười lạnh, ung dung đi ra ngoài. Sau khi Hạ Hà lao ra khỏi phòng thì không biết phải đi đường nào. Cô ta cũng không để ý gì cả, dứt khoát xoay người chạy về phía bên trái. Mặc kệ lối ra ở đâu, trước khi bị Tôn Chí Kiều chiếm được cô ta phải cố gắng một lần. Cùng lúc đó, Ngô Thiên Hữu cũng đã rời khỏi Nam Tương Viên. Sau khi lên xe, Ngô Thiên Hữu càng nghĩ càng thấy tức. Anh ta cũng không phải họ hàng gì với Tôn Chí Kiều, chỉ là mẹ của Tôn Chí Kiều và mẹ anh ta trước đây quen biết nhau. So với điều đó anh ta càng quan tâm đến trinh tiết của Hạ Hà hơn. Anh ta thích Hạ Hà lâu như vậy mà vẫn chưa có được cô ta, sao có thể để Tôn Chí Kiều phóng tay trên được. Nhất là Tôn Chí Kiều lại rất xem thường anh ta. Cô ta không chỉ tát anh ta một bạt tai mà còn sỉ nhục anh ta trước mặt mọi người nữa. Chuyện này khiến anh ta mất sạch mặt mũi trước mặt đồng nghiệp trong đoàn phim. Khốn kiếp, các người đều là lũ khốn kiếp. Ngô Thiên Hữu giận dữ đập mạnh lên vô lăng. Vừa nghĩ tới người con gái mình muốn có lại sắp bị Tôn Chí Kiều vấy bẩn, anh ta liền nổi nóng. Nhưng anh ta đã bình tĩnh lại rất nhanh. Đúng rồi, không phải Dương Thanh là bạn trai của Hạ Hà sao? Nếu để anh ta biết bây giờ Hạ Hà đang gặp nguy hiểm, chắc anh sẽ đến cứu Hạ Hà chứ? Ngô Thiên Hữu lập tức vui vẻ, đúng, chính là như vậy, chỉ cần Dương Thanh dám tới, nhất định sẽ phá hỏng chuyện này. Với tính tình của Tôn Chí Kiều chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Dương Thanh. Cứ như vậy, Tôn Chí Kiều nhất định sẽ ra tay với Dương Thanh, đến lúc đó không chỉ có thể giúp mình trả thù rửa hận mà còn có thể khiến Hạ Hà cảnh giác hơn. Sau này nếu Tôn Chí Kiều muốn chiếm được Hạ Hà, cũng không phải dễ. Nghĩ vậy anh ta lập tức lấy điện thoại di động ra. Nhưng lúc anh ta định báo tin cho Dương Thanh biết thì lại phát hiện mình không có số điện thoại của Dương Thanh. Đúng rồi, quan hệ của Hạ Hà với đạo diễn Lý rất tốt. Chắc đạo diễn Lý cũng quen biết Dương Thanh. Ngô Thiên Hữu không có số điện thoại của Dương Thanh nhưng lại có số điện thoại của đạo diễn Lý. Đạo diễn Lý không may rồi, Hạ Hà đang gặp nguy hiểm tính mạng ở nhà hàng Nam Tương Viên, tôi không có cách nào cứu Hạ Hà được, anh mau tìm bạn trai Dương Thanh của cô ấy, chắc chắn anh ta sẽ đến cứu Hạ Hà. Đạo diễn Lý vừa nhận điện thoại, Ngô Thiên Hữu đã tỏ ra sốt ruột nói, đạo diễn Lý, tôi không nói với ông nữa, người của bọn họ đã đuổi tới rồi. Tôi phải chạy trốn đây, nếu không bị bọn họ bắt được, tôi sẽ chết chắc. Anh ta nói xong thì cúp ngay điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Thiên Hữu rất đắc ý nói, mình đúng là thiên tài, nếu Dương Thanh đến đây chắc chắn sẽ mất mạng. Thậm chí anh ta đã bắt đầu nghĩ tới cảnh tượng sau khi Dương Thanh chết, Hạ Hà sẽ đau lòng khổ sở cỡ nào, nếu anh ta lợi dụng lúc này chắc chắn sẽ chiếm được trái tim của Hạ Hà. Cùng lúc đó Dương Thanh đang dẫn Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu rời khỏi bệnh viện. Tâm. Anh thấy em vẫn rất quan tâm bà chủ Diệp. Trên đường lái xe trở về, Dương Thanh nói, nếu đã quan tâm bà ấy tại sao em còn dằn vặt bản thân như vậy? Em tìm cơ hội để hai mẹ con nhận nhau đi. Tần Thanh Tâm nghe vậy nhất thời im lặng. Đúng là cô rất quan tâm Diệp Mạn, nhất là lần trước Diệp Mạn gặp phải xám sát, lúc được đưa vào phòng cấp cứu, cô có cảm giác đất trời sụp đổ. Sau đó nữ Diệp Mạn tìm cô, mong cô có thể đến tập đoàn Member Đỏ đảm nhiệm chức tổng giám đốc một thời gian. Coi như giúp đỡ Diệp Mạn. Tần Thanh Tâm không hề do dự đã đồng ý ngay. Hôm nay Dương Thanh dẫn cô và Tiêu Tiêu đến bệnh viện thăm Diệp Mạn, cô cũng ngầm thừa nhận. Lúc ở bệnh viện cô cũng không ngăn Tiêu Tiêu nhận món quà lắc tay bằng kim cương trị giá hàng chục triệu, cũng ngầm thừa nhận Tiêu Tiêu gọi Diệp Mạn là bà ngoại. Thật ra cô đã chấp nhận Diệp Mạn rồi bây giờ chỉ còn chưa gọi mẹ mà thôi. Một lúc sau Tần Thanh Tâm nói, em sẽ cân nhắc. Dương Thanh biết suy nghĩ của Tần Thanh Tâm nên cũng không nói thêm nữa. Anh không có ý định can thiệp, nhưng một số việc xảy ra gần đây khiến anh cảm thấy nguy hiểm. Tuy anh không sợ, cũng tự tin không ai có thể tổn thương anh được. Nhưng Diệp Mạn là chủ nhà họ Diệp, bản thân vốn đã là trung tâm quyền lực, cho nên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lần áo. Chưa hết, lúc ở bệnh viện bà ta lại gặp ám sát lần nữa may nhờ có Mã Siêu ra tay nên mới cứu được Diệp Mạn. Người ám sát Diệp Mạn chính là tổ chức sát thủ Hồng Trần. Khi tổ chức này nhận nhiệm vụ thì họ sẽ giết cho bằng được mới thôi. Tuy lần ám sát này thất bại nhưng không bao lâu nữa sẽ có sát thủ lợi hại hơn đến đối phó Diệp Mạn. Tuy anh đã cho Mã Siêu đến bảo vệ nhưng ai có thể cam đoan rằng Mã Siêu nhất định có thể bảo vệ được Diệp Mạn. Mà đêm nay người hẹn Hà Hạ đi ăn cơm là người phụ trách Nam Tương Viên, là con cháu nhà họ Tôn tên Tôn Chí Kiều. Đạo diễn Lý tiết lộ người phụ nữ này là Les. Tình huống này chỉ có thể nói rõ một việc, tín hiệu của Nam Tương Viên đã bị chặn. Đồ thứ đàn bà khốn nạn.
Dương Thanh giận dữ quát lên, sau đó lại gọi một cuộc điện thoại khác. Cuộc gọi được nối máy rất nhanh, Tôn Húc, bạn của tôi bị Tôn Chí Kiều nhốt ở nhà hàng Nam Tương Viên. Nếu bạn tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ khiến cả nhà Tôn chôn cùng. Tôn Húc đang ở nhà họ Tôn cách đó rất xa nghe được lời của Dương Thanh cả người run lên. Ông ta biết Dương Thanh rất lợi hại, ngay cả Tào Chí nhà họ Tào cũng thua thiệt trong tay anh, huống chi là ông ta. Thứ đàn bà ngu xuẩn, ngay cả người phụ nữ của Dương Thanh cũng dám đụng đến, đây không phải là muốn chết sao? Tôn Húc cực kỳ giận dữ lập tức gọi điện cho Tôn Chí Kiều. Trong lúc Dương Thanh gấp rút chạy về phía Nam Tương Viên thì Hạ Hà đang chạy trốn khắp nơi ở đó. Nhưng đây vốn là địa bàn của Tôn Chí Kiều, Hạ Hà có thể trốn đi đâu? KSNG, lúc này cô đã cạn sức, cảm thấy đầu óc choáng váng đến mức không thể chạy nổi nữa. Nếu không có ý chí chống đỡ thì cô đã ngã xuống từ lâu rồi. Hạ Hà, chị nói rồi em trốn không thoát đâu. Tôn CNS, phá cửa cho tôi. Một tiếng vang thật lớn, Hạ Hà trốn sau cánh cửa phòng ngã phịch xuống đất. Tôn Chí Kiều dẫn theo hai vệ sĩ bước vào. Lúc này cả người Hạ Hà run cầm cập đang đứng trong góc, thấy Tôn Chí Kiều xuất hiện trong lòng càng thêm khủng hoảng. Sếp Tôn, tôi xin cô tha cho tôi được không? Hạ Hà khóc lóc cầu xin. Hạ Hà bị ép đến góc tường, vẻ mặt khẩn khoản van nài. Lúc này đầu óc cô ta lại choáng váng, cảm thấy hai chân đứng không vững. Nếu không phải sau lưng là vách tường thì cô ta đã ngã xuống rồi. Tôn Chí Kiều cười lạnh, tôi chưa bao giờ buông tha cho người phụ nữ mà mình nhìn chúng. Dứt lời, Tôn Chí Kiều phất tay ra lệnh cho hai vệ sĩ bên cạnh, dẫn đi. Hai vệ sĩ vội vàng bước lên kẹp chặt tay Hạ Hà, lôi cô ta đi. Hạ Hà không còn chút sức phản kháng nào, bị đưa đến một căn phòng dành cho Tổng thống trên tầng cao nhất của Nam Tương Viên. Sếp Tôn, tôi cầu xin cô tha cho tôi được không? Chỉ cần cô có thể tha cho tôi, cô bảo tôi làm gì cũng được. Hạ Hà ngã lên chiếc giường lớn mềm mại, không còn sức lực để đứng lên, khổ sở cầu xin. Tôn Chí Kiều liếc mắt ra hiệu, hai vệ sĩ nữ vội vàng rời đi, nhất thời trong căn phòng chỉ còn lại Tôn Chí Kiều và Hạ Hà. Hạ Hà, bây giờ em còn tư cách bàn điều kiện với chị sao? Tôn Chí Kiều lấy trong tủ rượu ra một chai rượu vang thượng hạng, tự rót cho mình một ly. Cô ta lắc nhẹ cái ly đế cao, nước rượu màu nâu sóng sánh, hai mắt cô ta nhìn chằm chằm Hạ Hà như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Phải công nhận em rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả những nữ minh tinh chơi quy tắc ngầm với chị trước kia nữa. Tôn Chí Kiều cười ha ha nói, thật ra so với cưỡng bức, chị càng muốn để em cam tâm tình nguyện chiều theo chị hơn. Nếu không chẳng có gì hay. Chị nghĩ vì gã tình nhân kia, em hẳn nên ngoan ngoãn nghe lời chị nhỉ. Cơ thể mềm mại của Hạ Hà run lên, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất lực. Đã đến nước này rồi cô ta cũng không còn cơ hội rời đi nữa. Nếu phải thất thân thì cần gì chống cự, ngược lại còn liên lụy đến Dương Thanh. Nghĩ vậy Hạ Hà cắn môi, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Tôn Chí Kiều nói, được, tôi đồng ý với cô. Ha ha, được. Thấy Hạ Hà thuận theo, trên mặt Tôn Chí Kiều tràn ngập nụ cười. Nhưng cô phải hứa không được gây phiền phức cho Dương Thanh. Hạ Hà đỏ mắt nói. Em cứ yên tâm. Tôn Chí Kiều chị từ trước đến nay nói là giữ lời, nếu chị đã đồng ý với em thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tôn Chí Kiều vỗ ngực đảm bảo. Nhưng nhìn ánh mắt khẽ nhếch lên của cô ta nhìn thế nào cũng không tin được. Chỉ là Hạ Hà đã không còn đường lựa chọn. Cùng lúc đó, một chiếc Phaeton màu đen đột ngột phanh gấp, chiếc xe trôi ra thành một vòng cung tuyệt đẹp ở giữa đường, sau đó đậu vững vàng trước cửa Nam Tương Viên. Khi cả hai rơi xuống đất liền bất tỉnh tại chỗ. Cậu tìm ai? Cậu muốn tìm ai? Vương Kiến Hồng run rẩy hỏi. Hạ Hà đâu? Dương Thanh hỏi lại lần nữa. Tôi không biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi biết Dương Thanh muốn tìm Hạ Hà, Vương Kiến Hồng càng thêm khiếp sợ. Có lẽ người khác không biết rõ Tôn Chí Kiều là người thế nào nhưng bà ta lại rõ như lòng bàn tay, đương nhiên cũng biết Tôn Chí Kiều muốn làm gì Hạ Hà. Bởi vì Tôn Chí Kiều đã làm quá nhiều chuyện như vậy. Nhưng thấy khí thế mạnh mẽ của Dương Thanh, trước khi có được sự đồng ý của Tôn Chí Kiều, bà ta không dám nói cho anh biết Hạ Hà đang ở đâu. Bốp! Dương Thanh không nói nhiều lời, chụp cổ Vương Kiến Hồng. Trong lúc nhất thời một luồng sức mạnh to lớn truyền từ tay Dương Thanh đến, hai mắt Vương Kiến Hồng trợn ngược, cảm giác nghẹt thở khiến bà ta cảm thấy cái chết gần ngay trước mắt. Tôi cho bà cơ hội cuối cùng, nếu bà không nói cho tôi biết Hạ Hà đang ở đâu, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dương Thanh không bóp cổ Vương Kiến Hồng nữa, sau khi đe dọa xong liền buông tay ra.
Lần nữa được hít thở không khí trong lành, Vương Kiến Hồng cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Đến từng tuổi này rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bà ta có cảm giác cận kề cái chết. Bà ta hoàn toàn tin tưởng nếu bà ta dám nói dối, Dương Thanh sẽ vặn gãy cổ bà ta. Dương Thanh đấm mạnh xuống, mặt bàn tiếp tân bằng cẩm thạch cứng chắc lập tức vỡ vụn. Trái tim Vương Kiến Hồng run lên bần bật, cả người bà ta mất kiểm soát run dữ dội. Bà ta không muốn nói cho Dương Thanh biết Hạ Hà ở đâu bởi vì một khi bà ta nói ra thì Tôn Chí Kiều chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bà ta. Thậm chí có thể giết bà ta. Nhưng nếu không nói cho Dương Thanh biết, sợ là Dương Thanh sẽ giết bà ta ngay bây giờ. Tôi cho bà suy nghĩ 30 giây, nếu không nói rõ tôi sẽ tiễn bà lên đường. Dương Thanh giơ tay liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay nói, bắt đầu tính giờ. Trong đại sảnh rộng lớn im phăng phắc, Vương Kiến Hồng dường như có thể nghe thấy tiếng kim dây của chiếc đồng hồ trên cổ tay Dương Thanh đang quay tích tắc. Tôi nói. Sau khi im lặng vài giây, Vương Kiến Hồng không còn chịu được bầu không khí khiến bà ta sống không bằng chết này nữa, vội nói, Hạ Hà đang ở tầng cao nhất của nhà hàng này, sếp Tôn muốn làm chuyện xấu với cô ấy. Lời của Vương Kiến Hồng hoàn toàn chọc giận Dương Thanh. Một luồng sát khí mạnh mẽ toát ra từ trên người Dương Thanh. Dẫn tôi đi. Ánh mắt Tôn Chí Kiều nóng bỏng nhìn Hạ Hà. Sau này em sẽ là siêu sao hàng đầu, tùy tiện làm đại diện thôi cũng nhận được thù lao giá trên trời. Chỉ cần có tiền, em muốn gì mà không được. Em đừng nghĩ tới mấy gã đàn ông xấu xa kia nữa, sau này cứ ngoan ngoãn làm người đàn bà của chị là được. Người thanh niên xuất hiện ở cửa không phải ai khác mà chính là Dương Thanh đang mang theo vẻ mặt đầy căm tức. Anh vừa vào tới cửa liền nhìn thấy Hạ Hà không mảnh vải che thân đang nằm trên giường, nhất thời lửa giận bốc lên đỉnh đầu. Đương nhiên anh cũng nhìn thấy Tôn Chí Kiều đang quấn ga giường. Tuy nhiên lúc này anh không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp trước mặt mà chỉ nhắm mắt đi về phía Hạ Hà. Đồ khốn kiếp, anh là ai, tại sao dám xông vào địa bàn của tôi? Tôi ra lệnh cho anh cút khỏi đây ngay. Nếu không tôi sẽ cho anh biết tay. Tôn Chí Kiều còn chưa chiếm được Hạ Hà đã bị sự xuất hiện đột ngột của Dương Thanh phá hỏng, nhất thời tức như điên. Điều khiến cô ta tức giận hơn là một người đàn ông đã nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình. Dương Thanh không thèm nhìn cơ thể của Tôn Chí Kiều mà chỉ đi tới bên giường lấy chăn che thân thể Hạ Hà lại. Lúc này Hạ Hà mới nhận ra có gì đó không ổn, dè dặt mở mắt ra thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, hóa ra là người mà lúc nãy cô ta vẫn luôn nhớ tới. Nhất thời cô ta không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt rơi tuôn trào. Dương Thanh, đúng là anh sao? Hay là tôi đang nằm mơ? Hạ Hà nghẹn ngào nói, hoặc là do tôi say rồi muốn thấy được anh, nên mọi chuyện đều là giả. Nhìn Hạ Hà nước mắt lã chã, Dương Thanh tự trách không thôi. Hạ Hà, thật sự là tôi. Cô không nằm mơ, cũng không phải say rượu rồi sinh ra ảo giác, thật sự là tôi. Dương Thanh cực kỳ áy náy nói, xin lỗi, tôi tới muộn. Lời xin lỗi này rốt cục cũng khiến Hạ Hà bình tĩnh lại, Dương Thanh thật sự tới rồi. Cuối cùng Tôn Chí Kiều cũng biết người nọ là ai, giận dữ nói, đồ khốn kiếp. Tao chưa tìm mày mà mày lại dám phá đám tao. Thằng nhóc, mày có biết tao là ai không? Dám phá hoại chuyện tốt của tao, mày chán sống rồi sao? Tao ra lệnh cho mày, bây giờ lập tức quỳ xuống xin tha, có lẽ tao sẽ nể mặt Hạ Hà sắp trở thành người phụ nữ của tao mà tha cho mạng chó của mày. Bằng không, tao sẽ khiến mày hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Uy hiếp trắng trợn. Hạ Hà cũng đột nhiên bình tĩnh lại, cô ta nghĩ dù Dương Thanh có lợi hại cỡ nào cũng không thể lợi hại hơn nhà họ Tôn. Giờ phút này, lòng cô ta đầy lo lắng. Sếp Tôn, coi như tôi cầu xin cô bỏ qua cho tôi và Dương Thanh được không? Hạ Hà cầu khẩn nói, chỉ cần cô tha cho tôi bằng lòng rời khỏi công ty giải trí ngôi sao, gia nhập công ty giải trí Tôn Thị, làm không công cho cô. Hừ, Tôn Chí Kiều cười lạnh, không phải chị không muốn bỏ qua cho em, mà là bạn trai cô em phá hoại chuyện tốt của chị, khiến chị rất tức giận. Chị nói rồi, chỉ cần bạn trai em quỳ xuống dập đầu xin lỗi chị có thể để anh ta rời đi. Bằng không đừng trách chị không khách sáo. Vẻ mặt Hạ Hà tràn đầy hối hận, bắt Dương Thanh quỳ xuống xin lỗi là đang chà đạp lên lòng tự trọng của anh. Vừa nãy tâm trạng cô ta hơi xúc động, lúc ngồi lên nói chuyện, tấm chăn trượt xuống. Lộ ra những chỗ khó miêu tả trên người. Hạ Hà vội vã chui vào trong chăn, Dương Thanh quay lưng lại với cô ta. Hạ Hà giống một cô dâu nhỏ ngoan ngoãn nghe lời nhận ly nước, uống hơn nửa ly. Tôn Chí Kiều gần như phát điên, Dương Thanh hoàn toàn phớt lờ cô ta, quả thật xem cô ta là không khí. Đồ khốn kiếp, tao đang nói chuyện với mày đấy, mày có nghe không?
Tôn Chí Kiều giận dữ hét. Sau đó cô ta lại nhìn sang Hạ Hà, nghiến răng nói, Hạ Hà, cô thật sự cho rằng người đàn ông của mình đến rồi thì có thể làm gì được tôi à? Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay anh ta không quỳ xuống xin lỗi thì tôi không những không buông tha cho anh ta, mà ngay cả cô, tôi cũng sẽ không bỏ qua. Sau khi chơi chán cô rồi, tôi sẽ giam cô ở Nam Tương Viên mãi mãi, để cho vô số gã đàn ông chà đạp thứ đàn bà đê tiện như cô. Vẻ mặt Hạ Hà ngập tràn sợ hãi, chưa kịp nói gì đã nghe thấy Dương Thanh nói, nếu cô dám nói thêm mấy lời bậy bạ nữa tôi sẽ khiến cô đẹp mặt. Khốn kiếp, mày dám uy hiếp tao. Tôn Chí Kiều cả giận nói. Chát, cô ta vừa dứt lời, Dương Thanh đã xuất hiện trước mặt cô ta như bóng ma, sau đó tát mạnh vào mặt cô ta. Tôn Húc dậy dỗ ra thứ chó má như cô sao. Vẻ mặt Dương Thanh hung tợn tát Tôn Chí Kiều một bạt tai nữa, tức giận nói, tôi không phản đối yêu đồng giới nhưng cô dám cưỡng bức bạn tôi làm người phụ nữ của cô thì không được. Chát, Dương Thanh lại tát thêm một cái, còn dám uy hiếp bạn tôi, bắt cô ấy ở lại Nam Tương Viên mãi mãi, còn muốn cho vô số đàn ông chà đạp cô ấy sao. Chát, tay Dương Thanh không ngừng vung lên hạ xuống, mỗi lần tát một cái anh lại hỏi Tôn Chí Kiều một câu. Sau khi hứng chịu 6-7 cái tát, lúc này khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp của Tôn Chí Kiều đã sưng vù lên. Hà Hà ở bên cạnh sợ ngây người. Cô ta không ngờ Dương Thanh lại dám đánh Tôn Chí Kiều, còn đánh liên tục 6-7 cái như vậy. Tôn Chí Kiều cũng bị đánh ngu người. Cô ta có nhà họ Tôn làm hậu thuẫn, nắm giữ quyền cao chức trọng trong nhà họ Tôn, chưa ai dám đánh cô ta bao giờ. Hôm nay cô ta không những chỉ bị tát tai mà còn bị đánh liên tục 6-7 cái. À, tao phải giết mày. Tôn Chí Kiều bỗng nổi giận gầm lên, Dương Nanh múa vuốt lao vào Dương Thanh. Bốp! Dương Thanh không hề nương tay đạp bay cô ta. Khăn tắm trên người Tôn Chí Kiều cũng tuột ra, cơ thể mềm mại xinh đẹp hoàn toàn lộ ra trước mắt Dương Thanh. Quả nhiên là người phụ nữ đẹp, vóc người cũng không tồi. Dương Thanh theo bản năng nhìn vài lần. Dương Thanh! Hạ Hà bỗng kêu lên, Dương Thanh mới lấy lại tinh thần, vội vã thu hồi ánh mắt, hơi lúng túng nói, người phụ nữ này ngứa đòn. Tôn Chí Kiều hơi chột dạ, đành phải dựa hơi Tôn Húc để đờ đọa Dương Thanh. Hừ! Tôn Chí Kiều không hề tin Dương Thanh, lạnh giọng nói, mạnh miệng nhỉ. Mày tưởng mày là ai mà có thể kêu bác của tao đến đây? Người đến chính là Tôn Húc, vừa nhìn thấy Dương Thanh liền quỳ sụp xuống, đau khổ cầu xin nói, cậu Thanh, xin cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho cháu gái tôi một mạng. Thấy Tôn Húc vừa gặp Dương Thanh đã quỳ xuống, vẻ mặt của Tôn Chí Kiều bỗng nhiên đông cứng lại, cực kỳ kinh ngạc. Hạ Hà cũng ngây ra như phỗng. Tuy cô ta không biết thân phận của Tôn Húc nhưng từ lời nói của ông ta cũng đoán được thân phận của đối phương không tầm thường. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Tôn Húc nói, tôi gọi điện thoại cho ông ngay lập tức là muốn ông có thể xử lý tốt việc này, nhưng bây giờ tôi đã xử lý xong rồi ông còn đến làm gì nữa. Tôn Húc tát vào mặt mình, cắn răng nói, cậu Thanh, tôi đáng chết, tôi đã không xử lý việc này trước cậu, là lỗi của tôi. Tôn Côn ăn trên ngồi trước trong mắt cô ta lúc này đang quỳ dưới chân Dương Thanh thì cũng thôi đi. Ấy vậy mà ông ta còn tự tát vào mặt mình nữa chứ. Ông muốn giải quyết việc này chỉ bằng một cái tát thôi à? Dương Thanh cười lạnh hỏi. Bốp, bốp, bốp. Tôn Húc không nói nhiều lại giơ tay tát lên mặt ba cái liên tiếp. Rõ ràng là tát rất mạnh, sau ba cái tát liên tiếp hai gò má của ông ta đã sưng vù. Cậu Thanh, tôi biết bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Chỉ cần cậu đồng ý tha cho cháu gái tôi, cậu muốn gì tôi cũng chịu. Tôn Húc nói. Hành đờ. Vì Tôn Chí Kiều mà Tôn Húc không chỉ quỳ xuống cầu xin anh, mà còn tự tát vào mặt mình. Thậm chí còn không tiếc bất kỳ điều kiện gì để Dương Thanh bỏ qua cho cô ta. Xem ra người phụ nữ này rất quan trọng với ông ta. Bằng không Tôn Húc sẽ không làm đến mức này. Bác à, bác mau đứng lên. Sao bác có thể quỳ trước thằng nhóc này, lại còn tự tát nữa chứ? Lúc này Tôn Chí Kiều mới hoàn hồn, vội vã đi tới kéo Tôn Húc đứng lên. Câm miệng. Tôn Húc giận dữ quát lên, còn không quỳ xuống xin lỗi cậu Thanh, xin cậu ấy tha mạng nhanh lên. Đến lúc này Tôn Chí Kiều mới giật mình tỉnh lại. Dương Thanh đúng là có lai lịch không tầm thường, bằng không sao có thể khiến Tôn Húc làm như vậy. Nhưng trong mắt cô ta Dương Thanh vẫn chỉ là bạn trai của Hạ Hà, một gã trai thấp kém tầm thường. Nếu Dương Thanh đúng là một người có vai vế gì đó thì tại sao Hạ Hà không hót? Cô ta nhất thời không chấp nhận được sự thật Dương Thanh là ông lớn nào đấy. Vẻ mặt rất không cam lòng. Quỳ xuống. Tôn Húc giận dữ quát lên lần nữa. Nếu không phải ông ta đang quỳ thì ông ta đã đè cổ bắt cô ta quỳ xuống xin lỗi từ nãy giờ rồi. Tôn Chí Kiều cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng.
từ trước tới nay cô ta chưa từng quỳ với ai bao giờ. Nhất thời trong lòng cô ta tràn đầy nhục nhã và không cam lòng, hai mắt mang theo lửa giận nhìn Dương Thanh. Dương Thanh khinh thường nhìn Tôn Chí Kiều, sau đó nhìn Tôn Húc cười ha ha nói, xem ra đứa cháu gái này của ông rất hận tôi đấy. Để tôi nói này, không cần quỳ đâu, dù cô ta có quỳ xuống xin tha thì cũng không phải thật lòng. Nếu tôi đoán không sai có lẽ cô ta đang nghĩ cách trả thù tôi đấy. Diêu đã lên tiếng, thằng nhóc, mày đừng tưởng mày nắm được thóp của bác tao thì muốn làm gì cũng được. Tao nói cho mày biết, một ngày nào đó tao sẽ khiến mày hối hận vì chuyện hôm nay. Ngay cả Dương Thanh cũng không ngờ, đã đến lúc này rồi mà Tôn Chí Kiều vẫn dám uy hiếp anh, nhất thời sa sầm mặt mũi. Sắc mặt Tôn Húc cũng xanh mét, ông ta không suy nghĩ gì nữa, đứng bật dậy. Bốp! Ông ta tát một cái thật mạnh vào mặt Tôn Chí Kiều, giận dữ hét lên, quỳ xuống. Xin lỗi! Tôn Chí Kiều bị đánh lùi về sau vài bước, trên mặt hiện lên dấu tay sưng đỏ, khóe miệng còn vương tơ máu. Cô ta sững sờ, tuy Tôn Húc không phải là bố cô ta nhưng đối xử với cô ta cực kỳ tốt. Cô ta lớn từng này mà chưa từng bị Tôn Húc mắng một câu chứ đừng nói chi là bị đánh. Thế mà hôm nay cô ta lại bị tát một bai, đã vậy lại còn đánh thẳng tay nữa chứ. Bác đánh cháu. Tôn Chí Kiều run rẩy nói. Đồ khốn nạn, tao bảo mày quỳ xuống xin lỗi, mày điếc à? Tôn Húc giận dữ hét, nếu không phải nể mặt bố mày chết vì tao, thì chỉ riêng việc mày dám đụng tới bạn của cậu Thanh thôi cũng đủ khiến tao xử mày tội chết rồi. Nhân lúc tao còn chưa nổi nóng lập tức quỳ xuống xin lỗi cậu Thanh ngay. Nếu không mày đừng mong sống hết ngày hôm nay. Giọng nói của Tôn Húc ngập tràn uy hiếp. Tôn Chí Kiều không khỏi run người, hoảng sợ không thôi. Tôn Húc rất yêu thương cô ta nhưng ông ta không bao giờ nói đùa. Câu nói cuối lúc nãy của ông đã khẳng định nếu cô ta không quỳ xuống xin lỗi nhận sai thì ông ta sẽ tự tay giết cô ta. Phịch, Tôn Chí Kiều cũng không dám đôi co nữa. Dù trong lòng không phục nhưng vẫn quỳ xuống. Cô ta giận dữ nói, anh Thanh, xin lỗi. Tôi sai rồi, tôi không nên đụng đến người phụ nữ của anh, xin anh rộng lượng bỏ qua cho tôi. Tuy cô ta đang xin lỗi nhưng thái độ rất phách lối, không hề có thành ý. Dương Thanh cũng không để ý đến lời xin lỗi của người đàn bà này. Việc khiến anh thấy sợ chính là nếu không phải Hạ Hà quen biết anh thì bây giờ Hạ Hà đã bị người đàn bà này chà đạp rồi. Ghê tởm nhất chính là cô ta lại còn dám uy hiếp anh. Dương Thanh không thèm nhìn Tôn Chí Kiều, chỉ nhìn Tôn Húc nói, tôi muốn mạng của người phụ nữ này, ông tính tự mình ra tay hay để tôi đích thân xử lý. Tôn Húc nghe vậy hai chân mềm nhũn, lại quỳ xuống lần nữa. Không chỉ có vậy. Tôi còn sẽ miễn phí lăng xê cô và sử dụng tất cả tài nguyên giải trí của mình để xây dựng cô thành một siêu sao thế giới. Tôn Chí Kiều thấy Dương Thanh không nói lời nào thì vội quay sang cầu xin Hạ Hà. Hạ Hà vẫn còn đang ngây người, khi Tôn Chí Kiều cầu xin thì cô ta mới tỉnh táo lại. Cô tớm, nhưng không ngờ lại ghê gớm đến mức này, ngay chủ gia tộc họ Tôn, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng sợ anh. Hạ Hà không biết Dương Thanh nói muốn giết Tôn Chí Kiều là nói đùa hay nói thật. Lúc này trong lòng cô ta rất thấp thỏm lo âu, trên mặt hơi do dự. Dù sao Dương Thanh cũng là tới cứu mình, nếu bây giờ mình lại ra mặt khuyên Dương Thanh bỏ qua cho Tôn Chí Kiều liệu có không nể mặt anh không? Hơn nữa nếu không phải Dương Thanh tới cứu cô ta kịp lúc, sợ là bây giờ cô ta đã bị Tôn Chí Kiều chà đạp rồi. Dương Thanh đương nhiên biết Hạ Hà là người rất hiền lành, không đợi Hạ Hà chủ động lên tiếng anh đã nói trước, có phải cô muốn tôi tha mạng cho cô ta không? Hạ Hà không dám nhìn thẳng Dương Thanh chỉ yếu ớt gật đầu, không nói tiếng nào. Dương Thanh thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nói, Hạ Hà, cô phải biết nếu bỏ qua cho loại người không có giới hạn thế này thì rất có thể bọn họ sẽ lại hại cô lần nữa. Lần này, là tôi chạy tới kịp. Nếu còn có lần sau thì sao? Chẳng lẽ lần nào tôi cũng kịp thời chạy tới cứu cô sao? Ngoài ra, cô phải suy nghĩ cho kỹ, nếu hôm nay tôi không làm gì được nhà họ Tôn thì chuyện gì sẽ xảy ra khi đến đây cứu cô? Mấy câu nói của Dương Thanh khiến trong lòng Hạ Hà ngập tràn hổ thẹn. Nhưng bởi vì cô ta mà hại chết Tôn Chí Kiều, đúng là cô ta không làm được. Dương Thanh, xin lỗi. Qua một lúc, Hạ Hà bỗng lên tiếng, trong giọng nói ngập tràn cảm giác áy náy. Dương Thanh đã đoán được Hạ Hà sẽ làm như vậy. Anh cũng không thật sự muốn giết chết Tôn Chí Kiều trước mặt Hạ Hà mà chỉ muốn thông qua chuyện này khiến Hạ Hà tỉnh ngộ. Được, nể mặt cô tôi sẽ tha cho cô ta một con đường sống. Dương Thanh bỗng lên tiếng, sau đó nhìn Tôn Chí Kiều lạnh lùng nói, tội chết có thể tha nhưng tội sống thì khó thoát. Dương Thanh nói xong, một luồng khí mạnh mẽ toát ra từ người anh. Tôn Chí Kiều cảm thấy rõ ràng nhất.
cô ta bỗng thấy một biển máu che ngập trời cuốn lấy cô ta, khiến cô ta nghẹt thở. Tôn Húc nhất thời sốt ruột nói, cậu Thanh, cậu muốn thế nào? Tôi muốn một tay và một chân của cô ta được không? Dương Thanh hỏi Tôn Húc. Tôn Húc gật đầu lia lịa, không thành vấn đề. Không thành vấn đề, cảm ơn cậu Thanh. Dứt lời, ông ta lại nhìn Tôn Chí Kiều dục, còn không mau cảm ơn cậu Thanh. Trong lòng Tôn Chí Kiều tràn đầy nhục nhã. Dương Thanh muốn phế một chân và một tay của cô ta, thế mà cô ta vẫn phải cảm ơn anh, nực cười cỡ nào. Nhưng cô ta không dám phản kháng, cảm ơn anh Thanh. Ông tự ra tay đi. Dương Thanh nói với Tôn Húc. Bằng, bằng. Tôn Húc không hề do dự, rút ngay khẩu súng từ trong áo vest ra bắn hai phát vào người Tôn Chí Kiều. Tôn Chí Kiều đau đến cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo, nhịn không nổi kêu rên. Chỗ trúng đạn trên cánh tay và bắp đùi khiến cô ta đau đến gần như bất tỉnh. Nhưng cô ta không hề biết ơn vì Dương Thanh đã tha mạng cho mình, ngược lại còn đổ hết mối hận bị phế bỏ tay chân lên người Dương Thanh. Dương Thanh cảm thấy rất rõ sự thù hận từ đáy mắt Tôn Chí Kiều. Hạ Hà tận mắt thấy Tôn cào người, sắc mặt trắng như tờ giấy, hai tay nắm chặt áo Dương Thanh. Cậu Thanh, tôi làm vậy cậu đã hài lòng chưa? Tôn Húc hỏi. Dương Tây là lần cuối cùng, nếu lần sau còn có người của nhà họ Tôn đụng đến người thân của tôi nữa, thì nhà họ Tôn cũng không cần thiết tồn tại nữa đâu. Đừng tưởng rằng dựa vào nhà họ Tào thì có thể đạp tôi dưới chân. Nếu đúng vậy, ông tưởng với ân oán giữa tôi và nhà họ Tào, tôi có thể sống tới bây giờ sao? Sắc mặt Tôn Húc hết sức khó coi, ông ta biết Dương Thanh nói không sai. Ngay cả Tào Chí cũng chịu thiệt trong tay anh, huống chi là ông ta. Sao cậu Thanh lại nói vậy? Tôi nào dám làm gì cậu chứ? Tôn Hảo đảm đây là lần cuối cùng, sau này người nhà họ Tôn tuyệt đối sẽ không dám đụng đến bất kỳ người thân nào của cậu nữa. Dương Thanh, xin lỗi, tôi khiến anh thất vọng rồi. Ra khỏi Nam Tương Viên, Hạ Hà áy náy nói. Gió lạnh thổi tới, men say trên người Hạ Hà hoàn toàn biến mất. Sau khi nhớ lại mọi việc vừa xảy ra, cô có cảm giác như đang nằm mơ. Dương Thanh lắc đầu, tôi không thất vọng gì cả. Cô có thể giữ được sự lương thiện như vậy là rất tốt. Hôm nay tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, không phải tất cả mọi người đều đáng để cô đối xử tử tế như vậy. Giới giải trí rất phức tạp, rất nhiều khi chỉ vì một vai diễn cũng khiến người khác sinh lòng thù hận với cô. Cũng có thể vì câu nói hoặc một tin tức trên ứng dụng xã hội nào đó mà khiến cô gặp rắc rối. Tôi mong rằng sau này lúc cô giao thiệp với người khác, có thể duy trì khoảng cách thích hợp. Ý tôi không phải là muốn cô trở thành người phụ nữ lòng dạ mưu mô mà chỉ hy vọng cô có thể nâng cao cảnh giác. Nghe xong lời của Dương Thanh, Hạ Hà đăm chiêu. Một lúc sau cô ta mới nhìn Dương Thanh nghiêm túc gật đầu, anh yên tâm đi, sau này tôi sẽ cảnh giác hơn khi qua lại với người khác. Dương Thanh khẽ mỉm cười, đi thôi, tôi đưa cô về khách sạn. Khi Dương Thanh dẫn Hạ Hà rời đi, trên tầng cao nhất của Nam Tương Viên. Vẻ đau đớn trên khuôn mặt của Tôn Chí Kiều dần trở nên méo mó, dữ tợn. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Thanh, tao xin thề bất kể mày là ai, tao cũng phải bắt mày trả giá đắt. Câm miệng, Tôn Húc quát lên, ngay cả bác cũng không dám nói câu này, cháu vừa trở về từ cõi chết liền muốn trả thù rồi sao? Bác cảnh cáo cháu, nếu sau này cháu còn dám trêu chọc Dương Thanh nữa thì đừng trách bác độc ác. Cháu muốn chết thì đi chỗ khác mà chết, đừng liên lụy tới nhà họ Tôn phải chôn theo cháu. Bây giờ Tôn Húc vừa sợ lại vừa hận Dương Thanh. Từ sau khi gặp phải Dương Thanh, tôn nghiêm của chủ gia tộc họ Tôn, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô là ông ta đã bị Dương Thanh đạp nát dưới chân. Thậm chí ông ta cũng đã quên mình quỳ dưới chân Dương Thanh bao nhiêu lần, chịu thiệt thòi cỡ nào trong tay anh. Có thể nói, mỗi lần giao đấu với Dương Thanh ông ta đều là kẻ thua trận. Thậm chí dù có vương tộc họ Tào chống lưng, ông ta vẫn thất bại như thường. Bác, rốt cuộc thằng nhóc là ai? Sao bác lại sợ anh ta như vậy? Tôn Chí Kiều khó hiểu hỏi, với địa vị và thực lực của nhà họ Tôn, dù không tự mình ra tay, vẫn có thể tìm đại mấy sát thủ quốc tế lặng lẽ giết chết thằng nhóc đó rồi, đúng không? Bác cũng không biết rốt cuộc cậu ta là ai. Nhưng bác có thể nói cho cháu biết trong mắt cậu ta 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô chỉ là hạt bụi. Vẻ mặt Tôn Húc nghiêm nghị nói, thậm chí ngay cả dòng chính của vương tộc cũng chịu thiệt trong tay cậu ta, đến nay cũng không làm gì được. Cháu thử nói cho bác biết. Ngay cả vương tộc cũng chịu thiệt không làm gì được cậu ta, một cô gái như cháu thì có thể làm gì cậu ta. Tôn Chí Kiều nghe vậy nhất thời im lặng. Không phải cô ta bị Tôn Húc dọa sợ mà là cô ta đã hiểu rõ Tôn Húc sợ Dương Thanh đến cỡ nào. Mặc kệ cô ta nói gì, Tôn Húc cũng không đồng ý.
Hạ Hà Cái đối với người bình thường như cô ta chẳng khác gì hình ảnh chỉ có thấy trên TV, muốn quên đâu có dễ. Vẻ mặt Hạ Hà đột nhiên hơi đắn đo, dường như có gì muốn nói với Dương Thanh. Cô muốn nói gì sao? Dương Thanh hiểu ý hỏi. Dương Thanh, anh có thể đưa tôi vào trong không? Hạ Hà bỗng nói. Chỉ là sau khi nói xong hai má cô ta đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn Dương Thanh. Dương Thanh cũng ngẩn ra, không ngờ Hạ Hà sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng trời đã khuya, nếu bảo anh đưa Hạ Hà vào khách sạn liệu có thích hợp không? Tôi hơi sợ, anh đưa tôi vào trong, chờ tôi bình tĩnh lại rồi hãy đi được không? Đợi hồi lâu vẫn không nghe Dương Thanh đồng ý, Hạ Hà lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Dương Thanh, trong mắt hiện rõ vẻ cầu xin. Thấy dáng vẻ e thẹn và hoảng sợ của Hạ Hà, Dương Thanh mới nhận ra việc tối nay đã đả kích cô ta đến cỡ nào. Được, để tôi đưa cô lên. Dương Thanh không do dự nữa, gật đầu đồng ý. Hai người lần lượt bước vào khách sạn, Hạ Hà đi theo sau lưng Dương Thanh, thoạt nhìn giống như cô ta đi theo Dương Thanh đến đây. Cũng may bây giờ đã rất khuya, không có nhiều người đến khách sạn nên bọn họ cũng không gặp mấy người. Bằng không, với độ nổi tiếng hiện giờ của Hạ Hà, e rằng sẽ bị người ta dòm ngó ngay. Nếu bị kẻ có ý đồ xấu nào đó chụp được hình ảnh của Dương Thanh và Hạ Hà cùng ra vào khách sạn, có thể sẽ khiến Hạ Hà gặp rất nhiều rắc rối. Mọi việc diễn ra tốt đẹp. Cả hai bước vào phòng một cách suôn sẻ. Anh chờ tôi một lát thôi, tôi tắm xong sẽ đi ngủ ngay. Hạ Hà có vẻ ngượng ngùng, sau khi nói với Dương Thanh xong, thì chạy vội vào phòng tắm. Vẻ mặt Dương Thanh rất gượng gạo, giữa đêm khuya thanh vắng trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, mấu chốt là Hạ Hà còn là nữ diễn viên mới nổi đình nổi đám. Nếu việc này bị truyền ra sẽ không có ai tin bọn họ trong sáng. Một mình Dương Thanh ở trong phòng cũng hơi buồn chán, anh lấy điện thoại ra lướt xem tin tức. Anh đang xem tin tức thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Tần Thanh Tâm gọi tới, Dương Thanh bỗng hơi luống cuống. Nhưng anh vẫn bắt máy ngay, sau đó nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Giọng nói của Tần Thanh Tâm cũng vang lên, chồng à, sắp 11 giờ rồi, khi nào thì anh về. Tiêu Tiêu đột nhiên khóc quấy đòi bố, không chịu ngủ. Bố, con muốn bố, hức hức. Dương Thanh nói, bố, khi nào bố về, con muốn bố ngủ với con. Tiêu Tiêu khóc giấm dứt nói. Lâu lắm rồi bố không ngủ với Tiêu Tiêu và mẹ, Tiêu Tiêu muốn ngủ với bố. Tần Thanh Tâm hơi thất vọng nói. À, đúng lúc này trong phòng tắm bỗng vang lên tiếng thét chói tai. Dương Thanh lập tức hoảng hốt. Con gái không ngừng khóc, anh mới nói với Tần Thanh Tâm không rời đi được, kết quả lúc này tiếng thét của Hạ Hà đột nhiên vang lên. Bây giờ đã muộn như vậy, con gái khóc lóc đòi bố nhưng Dương Thanh lại nói anh bận đến nỗi không dứt ra được. Thế mà lại vang lên tiếng thét của phụ nữ. Dương Thanh cũng chưa gặp phải những tình huống này, từ trước tới nay Tần Thanh Tâm rất tin tưởng anh. Anh cũng không quen nói dối, bởi vậy Tần Thanh Tâm vừa hỏi như vậy, anh nhất thời hoảng hốt. Hình như có người phụ nữ đi ngang qua bị sái chân, anh thấy bên kia có rất nhiều người đang giúp đỡ cô ta. Dương Thanh sợ Tần Thanh Tâm suy nghĩ lung tung, đành lựa chọn nói dối cô. Đây là lần đầu tiên anh nói dối Tần Thanh Tâm, nhưng vừa nói xong ngay cả anh cũng thấy chẳng đáng tin chút nào. Tần Thanh Tâm ở đầu điện thoại bên kia càng thêm thất vọng. Tiếng thét lúc nãy rõ ràng là đang ở ngay bên cạnh Dương Thanh. Điều quan trọng nhất là trước đó Dương Thanh nói rất tự tin, nhưng bây giờ giọng anh rất yếu ớt. Rõ ràng là đang chột dạ. Được, em biết rồi, vậy anh làm xong nhớ về nhà sớm. Tần Thanh Tâm cố gắng đè nén lửa giận, bình tĩnh nói. Dương Thanh, anh có thể giúp tôi một chút không? Hình như tôi bị trật chân rồi. Nền phòng tắm trơn quá, tôi không đứng lên được. Tần Thanh Tâm vẫn chưa cúp điện thoại, tiếng cầu cứu của Hạ Hà lại vang lên lần nữa. Dương Thanh cũng không phát hiện anh chưa cúp điện thoại, vội vàng nói, tôi đến đây. Cùng lúc đó, bên trong dinh thự Vân Phong, bàn tay đang siết chặt điện thoại của Tần Thanh Tâm bỗng run lên, trong mắt ngập tràn khó tin. Cho dù lời nói lúc nãy của Dương Thanh đầy rẫy sơ hở, nhưng cô vẫn bằng lòng tin anh. Nhưng trước khi cúp điện thoại cô rõ ràng nghe được giọng nói của phụ nữ. Mấu chốt là trong lời nói lúc nãy của người phụ nữ kia còn có mấy từ rất quan trọng. Trật chân, phòng tắm, không đứng lên được. Không phải điều này đã chứng tỏ Dương Thanh đang ở trong khách sạn với người phụ nữ khác sao? Người phụ nữ đang tắm, kết quả trượt chân té xuống không đứng lên được, nếu phải cầu cứu Dương Thanh. Điều khiến cô sụp đổ nhất là khi người phụ nữ kia nhờ Dương Thanh giúp đỡ, anh đã nói không chút do dự, tôi đến đây. Tần Thanh Tâm không nói gì, chỉ ôm chặt con gái vào lòng. Cùng lúc đó trong khách sạn, sau khi Dương Thanh nghe được tiếng kêu cứu của Hạ Hà thì vọt ngay vào phòng tắm,
Góc độ mà cô ta ngã xuống rất trùng hợp, đó là úp mặt xuống đất. Mà phía dưới mặt cô là thành bồn tắm. Cô ta đột ngột mở mắt ra, trong tầm mắt hiện lên một khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, nhất thời cô ta không rời mắt được nữa, tâm hồn thiếu nữ run rẩy. Lúc này Hạ Hà cảm thấy cả thế giới dường như biến mất, chỉ còn lại cô ta và Dương Thanh. Thậm chí cô ta đã quên lúc này cô ta đang trần như nhộng. Nhưng Dương Thanh không hề thưởng thức vẻ đẹp hoàn mỹ của Hạ Hà, trong mắt anh chỉ có sự lo lắng và quan tâm. Nhưng đó chỉ là sự quan tâm và lo lắng dành cho bạn bè. Nhưng trong mắt Hạ Hà sự quan tâm đó chính là sự yêu mến Dương Thanh đối với cô ta. Cô không sao chứ? Hạ Hà vẫn chưa cảm nhận hết sự ấm áp từ vòng tay của Dương Thanh thì phát hiện vòng ôm ấm áp kia đột nhiên biến mất. Cô ta cảm thấy hụt hẫng. Tôi không sao, chỉ là đầu gối bị thương nên hơi đau. Hạ Hà cúi đầu nhìn xuống đầu gối đang chảy máu của mình. Ánh mắt của Dương Thanh rời xuống phía dưới, khi tầm nhìn lướt qua không ít phong cảnh quyến rũ thì anh mới nhớ ra mình đang ở trong phòng tắm với Hạ Hà. Tôi đi ra ngoài trước. Dương Thanh vội vã quay đầu sang hướng khác, sau đó quay người đi ra ngoài. Dương Thanh! Hạ Hà kêu lên, chỉ là khi vừa thốt lên tên Dương Thanh cô ta bỗng phát hiện cả người mát lạnh, lúc này mới sực tỉnh. Mãi đến lúc này cô ta mới phát hiện lúc nãy cô ta đã để lộ cả cơ thể trước mặt Dương Thanh, gương mặt chợt đỏ lựng. Cô ta vốn muốn gọi Dương Thanh dìu cô về giường, nhưng dáng vẻ của cô ta lúc này không tiện lắm. Sau khi bình tĩnh lại, ngay cả Hạ Hà cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cô ta bị Dương Thanh nhìn thấy hết thân thể, chẳng những không thấy chán ghét, mà ngược lại còn chờ mong sẽ xảy ra chuyện gì đó với anh. Mình đang suy nghĩ bậy bạ gì thế này? Một lúc sau Hạ Hà mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt cô đơn nói, anh ấy đã kết hôn, còn có một cô gái rất đáng yêu. Mình không nên quấy rầy hạnh phúc của bọn họ. Sau khi ra khỏi phòng tắm, trên mặt Dương Thanh nóng như lửa đốt, anh từng tuổi này rồi mà chỉ có một người phụ nữ là Tần Thanh Tâm. Hơn nữa anh và Tần Thanh Tâm rất yêu thương nhau, chưa từng nghĩ đến việc dây dưa với những người phụ nữ khác. Chỉ là cảnh tượng trong phòng tắm vừa rồi cứ thiêu đốt tâm trí anh, càng muốn quên lại càng thấy nhớ, thậm chí còn nhớ rất rõ ràng. Đồ vô lại, mình đúng là một tên khốn. Dương Thanh bỗng tát mình một bạt tai nói, Tiêu Tiêu còn đang khóc lóc đợi mình ở nhà, thế mà mình lại suy nghĩ bậy bạ như vậy. Dù biết anh giúp đỡ Hạ Hà chỉ là hành động bất đắc dĩ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất hổ thẹn. Hạ Hà ở phòng tắm hơn 10 phút mới khập khiễng đi ra. Lúc này cô ta đã mặc xong quần áo. Thấy dáng vẻ vẫn còn đau đớn của Hạ Hà, Dương Thanh càng áy náy hơn. Không chỉ đối với vợ con mà còn với cả Hạ Hà. Hai đầu gối Hạ Hà bị thương rách ra, mà anh còn dám suy nghĩ bậy bạ với cô ta, đúng là không bằng cầm thú mà. Tôi dẫn cô đi bệnh viện nhé. Thế nhưng trong lòng cô ta ngập tràn chờ mong, hy vọng Dương Thanh sẽ ở lại giúp cô ta thoa thuốc. Sau đó chờ cô ta ngủ rồi anh hãy rời đi. Nhưng cô ta đã thất vọng. Dương Thanh vốn đang lo lắng cho Tiêu Tiêu, việc xảy ra ngoài ý muốn trong phòng tắm lúc nãy khiến anh cảm thấy xấu hổ khi tiếp tục ở lại trong phòng Hạ Hà. Vậy tôi đi trước đây. Chiếc phê tần đã được tân trang như tia chớp đen rít gào trong đêm, chạy như bay về phía dinh thự Vân Phong. Dương Thanh chỉ lo tập trung lái xe về nhà, hoàn toàn không phát hiện mình đã bị người khác theo dõi từ lâu. Dầm. Lúc xe của Dương Thanh chạy ngang ngã ba, một chiếc xe tải giống như một con thú dữ đang rít gào, đâm thẳng vào chiếc phế tần. Tiếng nổ vang lên cực lớn, chiếc phế tần bị đâm trúng, nhào lộn trên không trung vài vòng. Sau đó ầm một tiếng, nặng nề rơi xuống đất. Lúc xe bị va chạm mạnh, các túi khí trên xe đều bung ra. Dương Thanh bị đụng mạnh đến nỗi đầu óc choáng váng, trên cánh tay cũng có một vết cắt dài, máu chảy lênh láng. Đồ khốn khiếp! Dương Thanh khẽ gầm lên, trong mắt tràn đầy tức giận. Đầu Dương Thanh cũng bị đụng trúng, máu chảy từ trên đầu xuống tràn vào mắt anh. Lúc này, hai mắt Dương nhuộm màu máu đỏ tươi, cả thế giới của anh chỉ đỏ rực như máu. Anh đạp văng cửa xe, bước ra ngoài. Lúc anh vừa bước xuống xe, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập tới, anh bỗng nhấc chân, biến mất tại chỗ. Bằng! Gần như ngay lúc đó tiếng súng chát chúa vang lên. Chỗ Dương Thanh vừa đứng hõm xuống như hố bom. Rõ ràng đây không phải là súng bắn tỉa bình thường. Nếu lúc nãy Dương Thanh chúng phải phát súng này, dù anh có mạnh hơn nữa cũng sẽ bị thương. Trời ạ, cậu ta là quỷ sao? Cậu ta có thể sống sót sau tai nạn xe nghiêm trọng như vậy, đã là kỳ tích rồi. Thế mà cậu ta còn tránh được viên đạn kia nữa đấy. Cách đó 1000 mét, một khuôn mặt người nước ngoài như đang gặp quỷ, trong lòng tràn ngập sợ hãi và lo lắng. Tay bắn tỉa nhất định phải giết người bằng một phát súng,
nếu thất thì phải lập tức rút lui. Bằng không một khi bị khóa chặt mục tiêu, ông ta chỉ có nước chết. Tay súng bắn tỉa người nước ngoài này là một sát thủ nổi tiếng quốc tế tên là Sid. Ông ta giỏi sử dụng nhiều loại súng bắn tỉa khác nhau. Trong giới sát thủ, ông ta tồn tại như một vị thần. Ông ta chưa từng phạm phải sai lầm nào khi nhận nhiệm vụ. Lần nào mục tiêu của ông ta cũng bị hạ gục bởi một phát súng, ông ta chưa từng thất thủ. Hôm nay là lần đầu tiên ông ta thất thủ. Dù vậy ông ta cũng không hề do dự, một phát không trúng liền rút lui. Ông muốn đi đâu? Sid sợ hãi không yên, tự lẩm bẩm. Với thực lực bắn súng của ông ta, dù kẻ địch có đứng sau lưng, chỉ cần dựa vào giọng nói cũng có thể bắn trúng kẻ địch. Vì thế lúc nãy ông ta mới dứt khoát quay người lại nổ súng, nhưng kết quả lại khiến ông ta không thể tin được. Ông ta không phát hiện ra đối phương đã rời đi nhưng sự thật là người kia đã biến mất. Ông ta cảm thấy khi mình quay người lại, đối phương đã biến mất tại chỗ. Kỹ thuật bắn súng tệ như thế mà cũng dám giết tôi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên sau lưng Sid. Lúc này Sid hoảng sợ dựng tóc gáy. Ông ta không tin được một người sống sờ sờ lại có thể biến mất ngay dưới mí mắt mình, rồi lại xuất hiện sau lưng mình. Sao lại như vậy được? Rốt cuộc cậu là ai? Sid run rẩy nói, tôi có thể chắc chắn cậu không phải kẻ tầm thường. Sid là sát thủ hàng đầu thế giới, từng giết rất nhiều người có máu mặt và cao thủ nhưng chưa từng thấy người có thể né tránh súng đạn như Dương Thanh. Dương Thanh không đáp lại, chỉ hỏi, nói đi, ai thuê ông tới giết tôi? Chỉ cần nói ra, tôi sẽ tha cho ông một mạng. Sid không hề do dự lắc đầu, người như cậu chắc hẳn phải biết quy tắc của giới sát thủ, không được để lộ người thuê. Tức là ông chọn cái chết. Dương Thanh híp mắt lại, một luồng sát khí ẩn hiện bao quanh Sid. Ra tay đi. Sid vô cùng bình tĩnh nói. Nhưng ông ta bất chợt quay người lại. Vừa rồi Dương Thanh lặng lẽ xuất hiện sau lưng ông ta. Lúc ông ta quay lưng lại nổ súng, Dương Thanh dễ dàng tránh né. Ông ta không phải người luyện võ, chỉ là một tay súng giỏi. Giây phút súng của ông ta không lấy được mạng của Dương Thanh, kết cục của ông ta đã được xác định. Phốc! Dương Thanh không nhiều lời, cong tay búng một hòn đá nhỏ vào sau đầu Sid. Hòn đá xuyên qua giữa trán ông ta. Khả năng bắn súng của Sid rất xuất sắc, nhiệm vụ thất bại cũng cực kỳ bình tĩnh ngay cả khi đối mặt với cái chết. Muốn điều tra người thuê từ miệng loại sát thủ này là không thể. Tới xử lý rác rưởi đi. Dương Thanh gọi một cuộc điện thoại ra lệnh. Chưa đầy 10 phút sau, một chiếc Phaeton cùng loại với chiếc của Dương Thanh chậm rãi đỗ lại bên người anh. Anh Thanh. Mã Siêu bước ra khỏi xe. Sau xe Mã Siêu còn có một chiếc Land Cruiser màu đen. Mấy tên ảnh vệ tức tốc chạy xuống xử lý thi thể của Sid. Mã Siêu đi tới kiểm tra thi thể của Sid rồi quay về bên cạnh Dương Thanh, trầm giọng nói, sát thủ của Hồng Trần. Lại là Hồng Trần. Dương Thanh nheo mắt lại. Sáng nay Diệp Mạn bị sát thủ của Hồng Trần ám sát, bây giờ lại đến lượt anh. Mã Siêu còn nói, anh Thanh, sát thủ của Hồng Trần không đơn giản, chi nhánh trải rộng toàn thế giới. Một khi nhiệm vụ thất bại sẽ có sát thủ mạnh hơn tới hoàn thành nhiệm vụ. Bà chủ Diệp bị sát thủ của Hồng Trần ám sát, anh cũng bị. E là chẳng mấy chốc, bọn họ sẽ phái cao thủ mạnh hơn tới ám sát hai người. Dương Thanh nói, bọn họ đã không sợ chết thì cứ để họ tới, tới người nào giết người đó. Hay là để em đi giết sạch mấy sát thủ hàng đầu của Hồng Trần để cảnh cáo? Mã Siêu hỏi. Muốn tìm sát thủ của Hồng Trần không dễ đâu, chỉ có thể đợi họ tìm tới cửa. Mấy ngày này phiền cậu âm thầm bảo vệ bà chủ Diệp. Dương Thanh từ chối, lại dặn dò, có thể dùng tới người của ảnh vệ theo dõi 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, nhất là nhà họ Long. Vâng. Mã Siêu nghiêm giọng đáp theo bản năng. Hiện giờ người có năng lực đấu với sát thủ của Hồng Trần bên cạnh Dương Thanh chỉ có Tiền Bưu và Mã Siêu. Tiền Bưu đang bảo vệ Tần Thanh Tâm, vậy nên người giải quyết sát thủ của Hồng Trần chỉ có thể là Mã Siêu. Em đưa anh về nhà nhé. Mã Siêu nhìn chiếc Phaeton bị tông hỏng của Dương Thanh. Dương Thanh do dự vài giây rồi nói, tối nay tôi ở lại chỗ cậu. Trong tai nạn xe vừa rồi, Dương Thanh bị thương ngoài da không ít. Mặc dù không tạo thành tổn thương lớn với anh nhưng trông thấy thê thảm. Nếu trở về nhà với bộ dáng máu me này, chắc chắn sẽ dọa Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu. 20 phút sau, Mã Siêu lái xe tới một căn biệt thự. Đây là nhà của anh ta. Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu vừa đi đánh nhau về đấy à? Dương Thanh và Mã Siêu vừa bước vào, Ngải Lâm đang mặc đồ ngủ kinh ngạc hỏi. Trông thấy Dương Thanh bị thương, cô ấy rất khiếp sợ.
Cô ấy từng ở biên giới phía Bắc một khoảng thời gian, dù là trên chiến trường cũng chưa từng thấy Dương Thanh thảm hại như vậy. Dương Thanh lắc đầu cười khổ, vội về nhà không để ý, bị sát thủ phục kích. Nhưng đều là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Chị đi lấy hòm thuốc. Ngải Lâm cũng không nhiều lời, lập tức quay người đi. Sau một hồi do dự, Dương Thanh mới nghe máy, vợ ơi, tối nay anh không về được. Em và Tiêu Tiêu đừng đợi anh, cứ ngủ trước đi nhé. Trước đó ở lại khách sạn Hạ Hà đang ở, Dương Thanh đã lừa Tần Thanh Tâm một lần. Lần này anh không nói rõ tại sao mình không về nhà, chỉ bảo cô và con gái không cần đợi mình. Dương Thanh cứ tưởng cô sẽ hỏi, thế nhưng cô không hề hỏi gì, chỉ lạnh nhạt đáp, ừ. Tần Thanh Tâm chỉ nói một chữ rồi cúp máy. Chị dâu gọi đến ạ. Mã Siêu hỏi. Dương Thanh gật đầu, trong lòng chợt thấy buồn bực. Tần Thanh Tâm chỉ nói một chữ ừ nhưng Dương Thanh lại cảm nhận được tâm trạng của cô không tốt. Anh không về cũng được. Trông anh thế này ai nhìn cũng tưởng bị thương nặng lắm. Mã Siêu nói, nếu không biết rõ thực lực của anh, chắc chắn em sẽ nghĩ anh sắp không xong rồi. Dường như Dương Thanh không muốn nói nhiều, đứng dậy bảo, cho anh một phòng đi, anh muốn đi ngủ. Được. Mã Siêu nhìn ra được tâm trạng của Dương Thanh không bình thường, cũng không hỏi nhiều, lập tức dẫn anh đến phòng cho khách. Dương Thanh trằn trọc trên giường không ngủ nổi, trong đầu toàn nghĩ tới Tần Thanh Tâm. Lúc anh ở phòng Hạ Hà, Tần Thanh Tâm gọi điện tới, anh lừa cô nói là mình đang bận làm việc. Đó là lần đầu tiên anh lừa cô, cảm thấy vô cùng áy náy. Bây giờ anh lại lo lúc Hạ Hà ngã trong phòng tắm đã hét lên một tiếng bị Tần Thanh Tâm nghe thấy. Tuy anh lừa Tần Thanh Tâm là cô gái bên đường bị trẹo chân, nhưng vẫn cảm thấy chột dạ. Vừa nãy Tần Thanh Tâm gọi tới, anh bảo không về được, cô chỉ đáp lại một chữ ừ, rõ ràng tâm trạng không vui. Trong lúc Dương Thanh trằn trọc lăn lộn trên giường, Hạ Hà ở khách sạn cũng khó ngủ. Dương Thanh đã rời đi từ 2 tiếng trước nhưng cô ta vẫn không thể ngủ nổi, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện xảy ra trong nhà tắm. Lúc cô ta suýt đập mặt vào bồn tắm, Dương Thanh như thiên thần xuất hiện ôm cô ta lại, giúp cô ta tránh khỏi kết cục nát mặt. Không chỉ vậy, lần đầu tiên gặp Dương Thanh, tuy anh tới cứu Tiêu Tiêu nhưng cũng cứu cả cô ta. Sau đó, anh lại âm thầm giúp cô ta cứu chữa người mẹ bị nhiễm trùng đường tiết niệu, còn lo cô ta biết chuyện sẽ thấy áy náy mà cố ý thành lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu. Từ đó về sau, Dương Thanh giúp cô ta rất nhiều lần, mỗi lần đều cực kỳ quan trọng. Rốt cuộc mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Hạ Hà bỗng nhiên thở dài, nhắm mắt lại. Nhưng nước mắt lại lăn ra khỏi khóe mắt đóng chặt. Cô ta biết mình đã đem lòng yêu Dương Thanh, người đàn ông mà cô ta không thể yêu. Cùng lúc đó ở trong dinh thự Vân Phong, Tần Thanh Tâm cũng không ngủ được. Tiêu Tiêu đã ngủ say từ lâu, đang rúc vào lòng cô. Hai mắt cô hơi sưng đỏ, rõ ràng vừa mới khóc xong. Tại sao anh lại lừa gạt em? Tần Thanh Tâm nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt lại rơi xuống. Cô không biết đây là lần thứ mấy mình khóc trong đêm nay. Mỗi lần chỉ kìm nén được một lúc cô lại bật khóc. Cô cảm thấy rất đau khổ, nghĩ mãi không ra tại sao Dương Thanh lại lừa gạt mình. Lúc nghe thấy tiếng hét chói tai của phụ nữ trong điện thoại, Dương Thanh giải thích là người đi đường bị trẹo chân, Tần Thanh Tâm vốn đã định tin. Nhưng cô lại phải thất vọng khi nghe thấy người phụ nữ kia nói mình ngã trong nhà tắm, nhờ Dương Thanh tới giúp ngay trước khi cúp máy. Tuyệt vọng hơn cả chính là Dương Thanh nói mình sẽ tới ngay. Lúc ở nhà, Tần Thanh Tâm làm việc và nghỉ ngơi rất đúng giờ. Bởi vì sáng nào cũng phải chải tóc cho Tiêu Tiêu nên cô thường dậy rất sớm. Sửa soạn cho mình xong xuôi rồi mới chải tóc cho Tiêu Tiêu. Sau khi cho Tiêu Tiêu mặc quần áo xinh đẹp, hai mẹ con mới xuống phòng bếp ăn sáng. Tần Đại Dũng đã dọn đồ ăn ra bàn, nghi hoặc hỏi, Tần Y, sao chị con vẫn chưa ra? Tần Y cũng cảm thấy kỳ quái, để con đi gọi chị. Tiêu Tiêu, cháu mau nói cho dì biết, có phải bố mẹ cháu cãi nhau rồi không? Tần Y quay sang hỏi Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu mếu máo, nước mắt ào ào tuôn ra. Sao cháu lại khóc, bố mẹ cháu cãi nhau à? Tần Y hốt hoảng hỏi. Tiêu Tiêu khóc nức nở, bố mẹ ly hôn rồi. Bố cháu không cần cháu nữa rồi. Nghe thấy thế, Tần Y sững sờ như bị sét đánh, ngơ ngác hỏi, sao lại như vậy? Tình cảm của hai người họ rất sâu nặng, sao có thể ly hôn được? Chất lượng cách âm của biệt thự vô cùng tốt, Dương Thanh lại đứng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ trong biệt thự, không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Anh chỉ thấy Tần Y tới gõ cửa phòng Tần Thanh Tâm, không biết hai người đã nói gì, Tần Thanh Tâm xuống phòng bếp trước. Sau đó Tần Y lại nói gì đó với Tiêu Tiêu, cô bé bất chợt bật khóc.
nhất định Thanh Tâm có chuyện gì đó. Dương Thanh lo lắng nhưng không dám vào nhà với bộ dạng hiện giờ. Tuy vết thương trên người có thể giấu trong quần áo nhưng trên mặt lại có vết xước rõ ràng, dù đã kết vảy nhưng trông vẫn rất dọa người. Dương Thanh có tố chất thân thể siêu nhiên nên chỉ sau một đêm, các vết thương đã hầu như khỏi hẳn. Nếu là người mình thường gặp phải tai nạn xe tối qua, không chết cũng bị thương nặng, không nằm viện nửa tháng không hồi phục. Trong phòng, Tần Y vội vàng ôm Tiêu Tiêu, đỏ mắt nói, cháu yên tâm, bố mẹ cháu không thể ly hôn được. Bố cháu cũng không thể không cần cháu. Dì nói thật không? Hàng mi dài của Tiêu Tiêu ướt đẫm nước mắt. Cô bé nghẹn ngào hỏi. Tần Y gật đầu, có bao giờ dì lừa cháu chưa? Nhưng bạn Hoa ở trường mầm non nói bố mẹ không ngủ cùng nhau rồi ly hôn. Tiêu Tiêu nói hết câu đã không kìm được nước mắt. Tần Y vốn đang kinh hãi nghe thấy vậy lập tức dở khóc dở cười. Cháu yên tâm, bố mẹ cháu không ly hôn đâu. Chỉ là bố bận việc không về nhà với mẹ cháu được thôi. Tần Y cười nói, đợi bố cháu hết bận chắc chắn sẽ ở bên hai mẹ con cháu mỗi ngày. Nhưng tối hôm qua, mẹ gọi cho bố mấy lần liền, bố vẫn không hề nhà, gọi xong thì mẹ khóc. Tiêu Tiêu ngây thơ nói. Tần Y vừa mới thả lỏng đã lập tức căng thẳng. Xem ra giữa Dương Thanh và Tần Thanh Tâm thực sự đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không tại sao cô lại khóc sau khi gọi điện thoại cho Dương Thanh? Được rồi Tiêu Tiêu đừng nghĩ lung tung. Dì cam đoan với cháu, bố mẹ cháu sẽ không ly hôn đâu. Tần Y nắm bàn tay nhỏ bé của Tiêu Tiêu, chúng ta mau đi ăn sáng thôi. Khi hai người tới bàn ăn, Tần Thanh Tâm đang bê bát, ngẩn người nhìn bánh trứng trên bàn, không biết Tần Y đã dẫn Tiêu Tiêu tới. Thấy vậy, Tần Y lại càng lo lắng. Tần Đại Dũng cũng thấy con gái có điều bất thường nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ đưa mắt ra hiệu hỏi Tần Y. Tần Y lắc đầu rồi nói, bố ơi, bữa sáng hôm nay phong phú thật đấy. Tần Đại Dũng cười nói, bố thấy mấy đứa dạo này cực khổ quá, muốn làm bữa sáng thật ngon cho các con, ăn no mới có sức làm việc. Hai bố con nói chuyện Tần Thanh Tâm mới hoàn hồn. Cô vẫn không nói năng gì, chỉ cúi đầu ăn sáng. Y y, hôm nay con đưa chị con đi làm đi. Để con bé lái xe, bố không yên tâm. Tần Thanh Tâm ăn xong quay người ra khỏi phòng bếp. Tần Đại Dũng vội vàng nói, để bố đưa Tiêu Tiêu đi học cho. Vâng. Tần Y không nhiều lời, vội vàng đuổi theo cô. Dương Thanh tận mắt nhìn thấy Tần Thanh Tâm đi ra khỏi biệt thự như người mất hồn. Có vài lần anh rất muốn lao ra, nhưng lại sợ mình thế này sẽ khiến cô lo lắng, đành phải nhịn lại. May mà Tần Y đuổi kịp, kéo tay Tần Thanh Tâm nói, chị ơi, sáng nay em có việc cần bàn, đúng lúc đi qua tập đoàn Mamba Đỏ. Để em đưa chị tới công ty nhé. Chắc chỉ có Dương Thanh mới có thể khiến chị trở nên như vậy thôi nhỉ. Tần Thanh Tâm lập tức im lặng cúi đầu như một đứa trẻ làm sai chuyện gì. Tần Y lại càng gấp, nắm chặt vai cô kích động hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế chị? Chẳng lẽ đến cả em chị cũng không muốn nói sao? Hay là chị vốn không hề coi em là em gái? Chết tiệt, Dương Thanh anh đúng là đồ khốn. Tần Y cả giận nói, tôi không cần biết tại sao anh không thể tới gặp chị tôi giải thích. Anh khiến chị tôi đau lòng chính là lỗi của anh. Bà đây cũng không thèm làm nữa. Tôi muốn từ chức. Sau này anh tự giải quyết chuyện của tập đoàn Nhạn Thanh đi. Dứt lời, Tần Y lập tức cúp máy. Sau khi Tần Y cúp máy, Dương Thanh ngây ngẩn cả người. Anh cứ tưởng tối qua đã lừa được Tần Thanh Tâm, xem ra không phải rồi. Nếu không, cô đã không khóc suốt đêm. Hiện giờ, trong đầu Dương Thanh hiện lên cảnh tượng tối qua. Tần Thanh Tâm ngồi trên giường. Tiêu Tiêu ngủ say ở bên cạnh, mình cô lặng lẽ rơi nước mắt. Nghĩ tới đây, Dương Thanh cảm thấy lòng mình tan nát. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Tần Thanh Tâm, nhưng chỉ nghe thấy lời nhắc nhở, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Anh gọi liên tiếp mấy lần đều như vậy. Có lẽ cô ấy đã chặn số của mình rồi. Dương Thanh lắc đầu cười khổ, xem ra lần này thực sự đã khiến cô ấy bị tổn thương. Chẳng bao lâu sau, Dương Thanh đã nhận được cuộc gọi từ Lạc Bân. Chủ tịch, sao Tần Y lại từ chức? Tần Thanh Tâm cũng muốn từ chức. Lạc Bân kinh ngạc hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hiện giờ đang là giai đoạn phát triển quan trọng của tập đoàn Nhạn Thanh, công ty không thể không có bọn họ. Thanh Tâm cũng muốn từ chức sao? Dương Thanh rất bất ngờ. Tần Y từ chức thì anh có thể hiểu được, nhưng tại sao Tần Thanh Tâm cũng từ chức? Xem ra hiểu lầm tối qua rất lớn, nếu không Tần Thanh Tâm không thể từ chức được. Được, tôi biết rồi. Dương Thanh nói xong liền cúp máy. Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách giải thích rõ ràng chuyện tối qua,
nếu không Tần Thanh Tâm và Tần Y sẽ không chịu quay về tập đoàn Nhạn Thanh. Hai ngày sau đó, Dương Thanh vẫn không về nhà. Mãi đến ngày thứ ba, vết thương không thể che giấu trên người anh mới hồi phục. Thế nhưng hai bố con đợi mãi không thấy Tần Thanh Tâm đâu. Bố ơi, sao mẹ vẫn chưa tan làm? Tiêu Tiêu bắt đầu sốt ruột. Dương Thanh nhìn đồng hồ, từ lúc tan tầm đến giờ đã hơn nửa tiếng. Chắc là mẹ vẫn đang làm việc, chúng ta đợi một chút. Dương Thanh bế con gái lên, nhìn chằm chằm vào cổng tập đoàn Mamber đỏ. Hai bố con đợi khoảng 5 phút nữa, cuối cùng cũng trông thấy bóng dáng quen thuộc của cô bước ra ngoài. Mấy ngày không gặp, dường như cô đã gầy đi nhiều, sắc mặt tiều tụy hơn hẳn. Nhưng trông thấy bên cạnh Tần Thanh Tâm còn có một người thanh niên, Dương Thanh hơi khó chịu. Người đó khoảng chừng 30 tuổi, mặc vest lịch lãm, gương mặt điển trai. Hai người cách nhau rất gần. Không biết người thanh niên nói gì khiến Tần Thanh Tâm mỉm cười. Thấy cảnh này, trong anh nổi lên lửa giận. Mẹ ơi! Tiêu Tiêu cũng trông thấy Tần Thanh Tâm, hô lên một tiếng rồi chạy vọt tới. Nghe thấy tiếng con gái, Tần Thanh Tâm mới phát hiện ra Tiêu Tiêu. Nhưng khi trông thấy Dương Thanh, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất. Anh là ai? Dương Thanh không để ý tới cô, lạnh lùng hỏi người thanh niên bên cạnh, giọng nói tràn đầy tức giận. Đối phương lịch sự mỉm cười với Dương Thanh, tôi là... Anh ấy là bạn tôi. Anh ta chưa kịp nói xong đã bị Tần Thanh Tâm chen ngang. Dương Thanh không ngờ cô lại kéo tay anh ta ngay trước mặt mình. Vẻ mặt của anh lập tức cứng đờ, không dám tin vào mắt mình. Anh không bao giờ nghĩ cô sẽ kéo tay của người đàn ông khác. Tức giận khiến anh gần như mất kiểm soát. Bịch! Dương Thanh không nói năng gì, xông lên tung đấm. Người thanh niên chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị đánh ngã. Dương Thanh, anh đang làm cái gì vậy? Tần Thanh Tâm thấy thế lập tức hoảng sợ, đẩy Dương Thanh ra, giận dữ nói, cút. Anh mau cút đi. Sau đó, cô vội vàng chạy tới đỡ người thanh niên kia đứng dậy. Có phải anh ngạc nhiên lắm không? Có phải đang nghĩ mình giấu kỹ như vậy sao tôi lại biết được đúng không? Tần Thanh Tâm lau nước mắt, châm chọc nói, tôi nói cho anh biết, đêm hôm đó anh chưa thèm cúp điện thoại của tôi đã chạy đi giúp ả đàn bà kia rồi. Bấy giờ Dương Thanh mới hiểu được mọi chuyện. Thì ra lúc đó anh vội vã đi xem Hạ Hà, quên cúp máy. Nhưng hiện giờ xem ra, Tần Thanh Tâm vẫn không biết người phụ nữ kia chính là Hạ Hà, nếu không đã không hiểu lầm anh như vậy. Tâm à, chuyện này không phải như em nghĩ đâu. Hôm nay anh đến đây là để giải thích. Dương Thanh hạ giọng nói, nhưng chưa nói hết câu đã bị Tần Thanh Tâm chặn họng, câm miệng. Tôi không muốn nghe anh giải thích. Bây giờ tôi chỉ muốn anh mau cút khỏi tầm mắt của tôi. Lần đầu tiên Dương Thanh thấy Tần Thanh Tâm tức giận tới vậy, ngơ ngác nhìn cô. Nhưng nghĩ tới cô nghe thấy mình và Hạ Hà nói chuyện, cô tức giận như vậy cũng dễ hiểu. Hu hu. Đúng lúc này, Tiêu Tiêu đột nhiên òa khóc, mẹ ơi, con không muốn bố đi. Con muốn bố mẹ ở cùng nhau. Hai người đừng ly hôn được không? Con không muốn bố mẹ ly hôn đâu. Thấy Tiêu Tiêu đau lòng, Tần Thanh Tâm cũng không nhịn được ôm chặt con gái. Cô đang rất mâu thuẫn. Muốn Dương Thanh đi nhưng con gái lại kêu khóc không muốn. Cậu Thanh, hình như cậu hiểu lầm tôi và Thanh Tâm rồi. Người thanh niên vừa bị Dương Thanh đấm đột nhiên bước tới nhìn anh, nghiêm túc nói. Hiểu lầm. Ánh mắt Dương Thanh lạnh lùng đến đáng sợ, nhìn chằm chằm anh ta nói, Thanh Tâm là cái tên anh gọi được à? Tôi gọi cô ấy là sếp Tần là được rồi chứ. Người thanh niên vội vàng nói, ánh mắt nhìn Dương Thanh có vẻ kính nể. Dương Thanh cảm thấy khó hiểu, mình vừa đánh anh ta. Sao anh ta lại kính nể mình? Nhưng thế này chứng tỏ Tần Thanh Tâm và anh ta không có quan hệ gì. Thấy Dương Thanh không lên tiếng, người kia mới cười khổ nói, tôi là Diệp Phàm, bố tôi là Diệp Hoa. Tính ra sếp Tần phải là em họ tôi. Nghe anh ta giải thích, Dương Thanh bàng hoàng nhận ra, vừa nãy anh rất ấu trĩ. Dương Thanh lại nhìn Tần Thanh Tâm đang ôm lấy Tiêu Tiêu, trong lòng càng thêm áy náy. Anh nên biết cô chắc chắn sẽ không phản bội mình. Cũng sẽ không mập mờ với người đàn ông khác. Nếu không cô đã không chịu lấy chồng trong 5 năm anh biến mất kia. Vừa rồi cô chỉ muốn giữ Diệp Phàm lại, cố ý chọc giận Dương Thanh. Nào ngờ Dương Thanh thực sự hiểu lầm, xông lên đấm Diệp Phàm. May mà Dương Thanh còn có chừng mực, một đấm vừa rồi cũng không dùng nhiều sức. Nhưng dù vậy, anh vẫn đánh Diệp Phàm chảy máu mũi. Xin lỗi, vừa rồi tôi quá sốc nổi. Anh không sao chứ? Dương Thanh ngượng ngùng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm lắc đầu cười, tôi không sao, cậu Thanh cũng không cần tự trách. Trong tình huống vừa rồi, cậu đánh người mới bình thường. Mấy ngày nay trạng thái của Thanh Tâm vẫn không tốt,
thì ra là có hiểu lầm với cậu. Đã là hiểu lầm thì nên giải thích rõ ràng. Diệp Phàm có ý tốt nhắc nhở rồi vỗ vai Dương Thanh. Hai người đàn ông nhìn nhau cười một cái, coi như xóa bỏ thù oán. Nhưng trông Diệp Phàm khá thê thảm, vừa rồi bị Dương Thanh đấm trúng mặt, chảy cả máu mũi. Áo sơ mi trắng tinh cũng bị máu nhiễm đỏ, nhìn rất chật vật. Được rồi, tôi không làm kỳ đà cản mũi nữa, cả nhà mọi người trò chuyện đi. Dứt lời, Diệp Phàm quay người rời đi. Bởi vì Tiêu Tiêu bật khóc, Tần Thanh Tâm cũng không xua đuổi Dương Thanh nữa. Trên đường trở về, anh liên tục xin lỗi, Tâm à, xin lỗi em, anh sai rồi. Thực ra chuyện đêm đó đều là hiểu lầm. Em có nhớ ân nhân cứu mạng của Tiêu Tiêu, Hạ Hà không? Giọng nói em nghe thấy trong điện thoại chính là của Hạ Hà. Nghe thấy cái tên này, Tần Thanh Tâm mới lên tiếng, ý anh là, người phóng túng với anh trong khách sạn đêm đó chính là Hạ Hà sao? Đúng vậy, không, không đúng, sao lại là phóng túng? Dương Thanh bất đắc dĩ nói, em thử nghĩ kỹ lại xem, có phải giọng nói trong điện thoại hôm đó là của Hạ Hà không? Tần Thanh Tâm nghĩ một lúc, lập tức bừng tỉnh. Cô vẫn luôn cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc, chỉ là nghĩ không ra. Bây giờ nghe Dương Thanh nói thế, cô mới nhớ ra người nhờ anh giúp đỡ hôm đó chính là Hạ Hà. Tần Thanh Tâm từng gặp Hạ Hà, cũng biết tính cách của cô ta, tâm trạng lập tức thả lỏng không ít. Nhưng nghĩ tới Dương Thanh ở khách sạn với Hạ Hà suốt cả đêm, cô vẫn vô cùng tức giận. Dù là ân nhân cứu mạng của con gái cũng đâu thể qua lại với chồng cô được. Đêm hôm đó Hạ Hà gặp chút chuyện, bị dọa hết hồn. Anh phải đưa cô ấy về khách sạn. Anh chỉ định xem cô ấy một lúc, đợi cô ấy bình tĩnh lại sẽ rời đi. Nào ngờ cô ấy đang tắm thì trượt chân ngã. Nhưng anh thề, anh không nhìn thấy gì cả. Lúc anh đi vào phòng tắm, cô ấy đã quấn khăn tắm lên người rồi. Dương Thanh vội vàng giải thích, trừ câu cuối cùng là lừa gạt. Nếu để Tần Thanh Tâm biết Dương Thanh đã nhìn thấy cơ thể Hạ Hà, chắc chắn cô sẽ không tha thứ cho anh. Hừ, ai biết được. Tần Thanh Tâm lạnh lùng nói. Thoạt nhìn cô vẫn rất khó chịu nhưng ít nhất đã đáp lại Dương Thanh, khiến anh dễ chịu hơn nhiều. Dương Thanh cười nói, lập tức hỏi tiếp, à, tôi phải xin lỗi cô, tối hôm đó đã nói sẽ ở với cô một lúc, chờ cô bình tĩnh lại mới đi. Kết quả tôi lại bỏ đi trước, xin lỗi nhé. Anh nói gì vậy, tôi nên cảm ơn ảnh mới phải. Nếu không nhờ có anh, chỉ sợ tôi đã bị người khác chà đạp rồi. Hạ Hà cười đáp. Hai người nói chuyện rất thoải mái, nhưng chỉ mấy câu nói đơn giản này đã giúp Tần Thanh Tâm đoán được chuyện xảy ra tối hôm đó. Sau khi Dương Thanh cúp máy, cô mới lên tiếng hỏi, có người muốn hại Hạ Hà à? Vừa nãy cô nghe chính miệng Hạ Hà nói nếu không có Dương Thanh sẽ bị người khác chà đạp, không khỏi sinh lòng lo lắng. Dương Thanh gật đầu nói, là người nhà họ Tôn trong 8 gia tộc Yến Đô. Anh ra mặt giúp cô ấy một tay. Bởi vì biết giọng phụ nữ trong điện thoại của Dương Thanh trong đêm đó là Hạ Hà, Tần Thanh Tâm mới tin anh không lăng nhăng với người khác. Vừa rồi Dương Thanh còn kích động gọi điện cho Hạ Hà ngay trước mặt cô. Từ cuộc nói chuyện của hai người, rõ ràng sau đêm đó Dương Thanh không hề ở cùng Hạ Hà. Cũng chính vì thế, Tần Thanh Tâm càng vững tin Dương Thanh không phản bội mình. Hạ Hà cũng là một cô gái đáng thương. Tần Thanh Tâm thở dài, bỗng nhiên lại nói, sau này nếu cô ấy lại cần trợ giúp, anh nhất định không được từ chối. Dương Thanh cảm thán, cô vẫn luôn lương thiện như vậy. Không giúp, hôm đó là lần cuối cùng anh giúp cô ấy. Dương Thanh cố ý lắc đầu nói. Sao anh lại như vậy? Hạ Hà cũng là cô gái đáng thương, còn là ân nhân cứu mạng của Tiêu Tiêu. Đối với anh giúp cô ấy cũng chỉ là tiện tay, sao anh lại không giúp? Tần Thanh Tâm vội vàng chất vấn, giọng nói còn chứa sự tức giận. Dương Thanh vô tội nói, nhưng nếu anh giúp cô ấy tiếp lại gây hiểu lầm, em giận anh thì phải làm sao? Cho nên sau này vẫn không nên giúp cô ấy thì hơn, đỡ ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng của chúng ta. Tần Thanh Tâm trừng mắt nhìn anh, nếu còn gặp chuyện như vậy, anh chỉ cần giải thích rõ ràng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Ha ha, được rồi, nghe vợ hết. Dương Thanh cười đáp. Lúc này, Tần Thanh Tâm mới nhận ra anh đang cố ý, hờn dỗi không thèm để ý tới anh nữa. Xe lao vun vút trên đường, 20 phút sau đã về tới dinh thự Vân Phong. Sao chị lại về với tên khốn này? Ba người vừa bước tới cửa, Tần Y đã kinh ngạc hỏi. Tần Thanh Tâm lập tức đỏ mặt. Vốn là cô hiểu lầm Dương Thanh, không ngờ lại liên lụy anh bị Tần Y ghi hận. Anh ấy đã giải thích rõ ràng với chị rồi. Tần Thanh Tâm vẫn nói thật. Nỗi lo trong lòng Tần Y cũng hoàn toàn biến mất. Cô ta là người đầu tiên trong nhà họ Tần tiếp nhận Dương Thanh.
người không hy vọng Dương Thanh và Tần Thanh Tâm ly hôn nhất chính là cô ta. Nhưng nếu hai người xảy ra mâu thuẫn, chắc chắn cô ta sẽ đứng về phía chị mình. Đây chính là tình chị em thắm thiết giữa cô ta và Tần Thanh Tâm. Người phụ nữ nào không có chị em sẽ không thể hiểu được. Dương Thanh, em cảnh cáo anh, nếu để em biết anh dám tổn thương chị em thêm lần nữa, em sẽ không tha cho anh đâu. Tần Y Dơ nắm đấm cảnh cáo Dương Thanh. Dương Thanh vội vàng gật đầu, yên tâm, anh chắc chắn không bao giờ làm tổn thương chị em đâu. Dứt xong, anh lại cố ý nói với Tần Thanh Tâm, vợ ơi, chắc là bà chủ Diệp sắp ra viện rồi nhỉ. Em vẫn chưa trở về tập đoàn Nhãn Thanh à. Lạc Bân đến công trường xây dựng thành Cửu Châu, y y cũng từ chức rồi. Nếu em còn không chịu quay về, anh sẽ bận chết mất. Nhưng nếu em không về được cũng không sao. Anh đành phải bổ nhiệm thêm mấy phó tổng giám đốc, tăng gấp đôi tiền lương cho họ. Tần Thanh Tâm giật mình hỏi Tần Y, em từ chức rồi á? Mặt mũi Tần Y đỏ rực. Cô ta nhất thời xúc động nên mới đòi từ chức. Bây giờ Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đã làm hòa, cô ta còn từ chức làm gì? Nhưng vừa rồi cô ta đã kiêu ngạo cảnh cáo Dương Thanh, cũng chính cô ta là người đòi từ chức. Nếu bây giờ nói với Dương Thanh mình không từ chức nữa thì quá mất mặt. Sao em có thể từ chức được? Hiện giờ chính là giai đoạn phát triển quan trọng nhất của tập đoàn Nhãn Thanh, chị và sếp Lạc đều không có mặt, em mà từ chức thì tập đoàn Nhãn Thanh phải làm sao? Tần Thanh Tâm sốt ruột nói, anh rể em chỉ biết phung tiền đầu tư, không hiểu việc kinh doanh, bên người không có mấy lãnh đạo cấp cao đáng tin cậy. Anh ấy phải điều hành tập đoàn thế nào? Em, Tần Y bị nói đến mơ hồ, một lúc sau mới hậm hực nói, còn không phải vì chị bị anh ấy ức hiếp, em mới tức giận từ chức sao? Hai, tiếc quá. Dương Thanh cố ý nói, vợ à, em không biết đâu. Sau khi sếp Lạc và em rời đi, anh đã tăng lương cho Y Y gấp 3 lần. Em ấy từ chức thì anh chỉ có thể tuyển lại một phó tổng giám đốc khác để thay thế. Tần Y vội vàng hét lên, đừng mà. Công việc tốt như vậy, sao cô ta có thể từ bỏ được? Nhưng mà em từ chức rồi đấy, Dương Thanh nở nụ cười xấu xa. Tần Y hung dữ chừng Dương Thanh. Sao cô ta không biết anh đang muốn mình thỏa hiệp chứ? Anh dễ nghĩ xem, dù sao em cũng là em vợ anh, rời khỏi quê nhà theo anh đến Yến Đô xa xôi, trợ giúp anh lúc anh cần người nhất. Anh không thể vô tình cho em từ chức được. Hơn nữa anh còn từng nói sau này sẽ làm anh trai em. Chúng ta là anh em, quan hệ thân thiết như vậy, sao anh có thể tìm người ngoài thay thế em hả? Ông ta không dám tỏ thái độ, chỉ đành cắn răng nói, anh hai, lúc trước là em chủ quan khinh địch, khinh thường người trẻ tuổi kia. Nếu cho em thêm một cơ hội, hiện giờ Yến Đô đã thuộc về nhà họ Tiết chúng ta rồi. Nếu Dương Thanh có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhận ra ông ta chính là Tiết Nguyên Bá, tam vương tử nhà họ Tiết từng bị anh ép rời khỏi Yến Đô. Người trung niên đứng đầu được Tiết Nguyên Bá gọi là anh hai có thân phận rất cao quý. Thất bại chính là thất bại. Người nhà họ Tiết không cần phải kiếm cớ. Nhị vương tử nhà họ Tiết không thèm nể mặt nói. Sắc mặt của Tiết Nguyên Bá cực kỳ khó coi. Ở nhà họ Tiết, ông ta mới là đứa con trai được Tiết Phương yêu thương nhất. Nhưng lần này bị Dương Thanh đuổi khỏi Yến Đô khiến địa vị của ông ta trong lòng Tiết Phương bị giảm sút. Nếu không nhờ Tiết Phương muốn cho ông ta cơ hội lấy công chuộc tội, chỉ e ông ta đã mất cơ hội tranh giành vị trí Tiết Phương đời sau. Tiết Nguyên Cát, đừng tưởng lần này bố cho anh làm người phụ trách ở Yến Đô là có thể tùy tiện dạy dỗ tôi. Anh chưa có tư cách này đâu. Tiết Nguyên Bá không nhịn được lên tiếng nói. Dường như Tiết Nguyên Cát đã quen với chuyện này, không hề nổi giận chỉ khinh thường nói, bố cho tôi phụ trách chuyến đi tới Yến Đô lần này, vậy thì ở Yến Đô tôi có tư cách dạy dỗ cậu. Không phục thì cứ việc rời đi, đừng làm chướng mắt tôi. Tiết Nguyên Bá cả giận nói, đợi anh đoạt được Yến Đô hãng nói với tôi mấy lời ngông cuồng này. Dứt lời, ông ta nổi giận đùng đùng rời đi. Hừ, một thằng ăn hại được bố chiều còn tưởng mình thực sự là người thừa kế. Tiết Nguyên Cát nhìn theo bóng lưng Tiết Nguyên Bá, hừ lạnh một tiếng rồi dẫn người đi khỏi. Cùng lúc đó ở dinh thự Vân Phong, Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu đã ngủ, còn Dương Thanh bị cô đuổi sang phòng cho khách. Một mình anh lăn lộn trên giường, trằn trọc không ngủ được. Khi mới rời khỏi biên giới phía Bắc trở lại Giang Hải, anh chỉ muốn yên ổn ở bên Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu, sau đó phát triển tập đoàn Nhãn Thanh mẹ anh để lại thành doanh nghiệp đứng đầu thế giới. Nào ngờ chỉ mới nửa năm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, gặp phải không ít phiền phức. Tập đoàn Nhãn Thanh ngày càng phát triển. Nhưng phiền phức cũng ngày càng lớn hơn. Hiện giờ anh đã phải đối đầu với người của vương tộc. Bốn khu vực biên giới Đông, Tây, Nam, Bắc, các hoàng tộc và vương tộc là các thế lực nổi danh nhất Chiêu Châu.
mặc dù thực lực chênh lệch nhưng vẫn nổi danh, chứng tỏ thực lực của hoàng tộc và vương tộc rất mạnh, địa vị ở Chiêu Châu cũng cực cao. Còn Dương Thanh đã rời khỏi biên giới phía Bắc, không thể dùng quyền thế để trấn áp hoàng tộc và vương tộc nữa. Nếu chỉ có mình anh, dù là hoàng tộc hay vương tộc anh cũng không hề e ngại. Toàn bộ Chiêu Châu chẳng có mấy ai có thể uy hiếp được anh. Nhưng hiện giờ anh đã có gia đình hạnh phúc, có tập đoàn lớn, cũng quen biết không ít người. Mối bận tâm của anh ngày càng nhiều, nguy hiểm càng gia tăng. Có lẽ đây chính là số mệnh của mình. Một lúc lâu sau, Dương Thanh thở dài một tiếng. Anh đang định đi ngủ thì có tiếng chuông điện thoại. Số lạ gọi tới. Dương Thanh cau mày, gọi điện muộn như vậy chỉ sợ không phải chuyện tốt. Chào cậu Thanh, tôi là Tiết Nguyên Bá. Dương Thanh bắt máy, nghe thấy giọng nói của Tiết Nguyên Bá. Tiết Nguyên Bá, muộn thế này ông còn gọi điện thoại cho tôi làm gì? Dương Thanh lạnh lùng hỏi. Lúc trước đuổi ông ta ra khỏi Yến Đô, anh đã cảnh cáo người nhà họ Tiết không được đặt chân vào Yến Đô nửa bước. Giờ này Tiết Nguyên Bá đột nhiên gọi đến, nhất định không bình thường. Tiết Nguyên Bá vội vàng nói, xin cậu Thanh bớt giận. Xin lỗi vì đã quấy rầy cậu vào lúc muộn thế này. Nhưng tôi thực sự có chuyện quan trọng cần báo cho cậu biết. Nói. Dương Thanh nhíu mày, cảm giác buồn ngủ lập tức biến mất. Tôi lại tới Yến Đô rồi. Tiết Nguyên Bá sợ Dương Thanh nổi giận, vội vàng giải thích, lần trước tôi thất bại, bố tôi rất tức giận, cũng rất thất vọng về tôi. Lần này phái anh hai tôi đến Yến Đô để đoạt quyền. Bởi vì bố tôi vẫn luôn có ý truyền lại vị trí Tiết Vương cho tôi, dù lần trước tôi thất bại trở về, vốn phải mất quyền tranh đoạt nhưng vẫn được cho cơ hội lấy công chuộc tội, để tôi và anh hai cùng tới Yến Đô. Dương Thanh kiên nhẫn nghe hết mới lạnh giọng hỏi, ông gọi cho tôi vào lúc này không phải chỉ để nói chuyện này đấy chứ. Tiết Nguyên Bá vội nói, cậu Thanh nói đúng, tôi có hai mục đích. Thứ nhất tôi muốn nhắc nhở cậu, anh hai tôi Tiết Nguyên Cát là người gian trá giảo hoạt, chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt Yến Đô, mong cậu chuẩn bị sẵn sàng. Anh biết nội bộ vương tộc và hoàng tộc cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, không ngờ nội bộ nhà họ Tiết tranh giành khủng khiếp tới vậy. Tiết Nguyên Bá lại muốn giết Tiết Nguyên Cát. Cả hai người họ đều là con trai ruột của Tiết Vương. Dù ai chết cũng sẽ gây nên sóng gió. Nếu Dương Thanh thực sự giết Tiết Nguyên Cát, e là Tiết Vương sẽ tự mình tới Yến Đô trả thù cho con trai. Chỉ khi xử lý tốt chuyện này mới đạt được kết quả khác. Thấy Dương Thanh không nói gì, Tiết Nguyên Bá sốt ruột nói, cậu Thanh, chuyện lần này đối với cậu chỉ có lợi mà không hại. Cậu phải đồng ý với tôi. Nếu anh hai tôi giành được quyền thừa kế, tôi ở nhà họ Tiết sẽ không còn đường sống. Tôi đã uống phệ tâm hoàn của cậu. Có thể nói mạng của tôi nằm trong tay cậu. Nếu tôi dám hại cậu sẽ chỉ còn đường chết. Giọng nói của Tiết Nguyên Bá có chút cầu khẩn, dường như chỉ cần Dương Thanh giết Tiết Nguyên Cát giúp ông ta, bảo ông ta làm gì cũng được. Tôi sẽ suy nghĩ chuyện này, sáng mai trả lời ông sau. Dương Thanh bình tĩnh nói. Dứt lời, anh lập tức cúp điện thoại. Anh vốn đã khó ngủ, bị Tiết Nguyên Bá làm phiền lại càng không ngủ nổi. Tuy đã rất muộn nhưng anh vẫn gọi một cuộc điện thoại, điều tra cho tôi quan hệ của nhị vương tử và tam vương tử nhà họ Tiết cùng với ân oán giữa hai người họ. Cùng lúc đó, Tiết Nguyên Bá thấy Dương Thanh cúp máy mới lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Dương Thanh, không ngờ mày cẩn thận như vậy. Nhưng thế thì đã sao? Dù mày không giết Tiết Nguyên Bá, anh ta cũng sẽ giết mày. Tiết Nguyên Bá nghiến răng nghiến lợi nói. Tam vương tử, Dương Thanh rất mạnh. Đến cả ông Lạc cũng nói mình không đánh lại được. Chúng ta đừng nên đối đầu với cậu ta thì hơn. Người trung niên đứng cạnh Tiết Nguyên Bá trầm giọng nói. Ông ta được coi như quân sư của Tiết Nguyên Bá, tên là Nhậm Kiến Vinh. Lần trước Tiết Vương phái một trong các cao thủ hàng đầu nhà họ Tiết là Lạc Trần tới trợ giúp Tiết Nguyên Bá. Kết quả lão ta ra ngoài một vòng rồi nói với Tiết Nguyên Bá là mình không phải đối thủ của Dương Thanh. Lần này, bên người Tiết Nguyên Bá không còn cao thủ mạnh như Lạc Trần đi theo, nếu còn đối đầu với Dương Thanh chính là tự tìm chết. Tiết Nguyên Bá cả giận nói, trước giờ tôi chưa từng bị người khác xua đuổi. Cậu ta khiến tôi trốn chui trốn lủi như chuột, suýt nữa không thể rời khỏi Yến Đô. Mối thù này nhất định phải tính sổ. Nhưng, Nhậm Kiếm Vinh còn muốn nói thêm nhưng bị Tiết Nguyên Bá chặn họng, câm miệng. Chuyện này không thể thương lượng, Dương Thanh bắt buộc phải chết. Chỉ khi cậu ta chết, tôi mới rửa sạch mối nhục nhã. Tiết Nguyên Bá lại hỏi, phệ tâm hoàn tôi nuốt phải có ảnh hưởng gì đến cơ thể tôi không? Tại sao đến giờ vẫn chưa có kết quả? Nhậm Kiến Vinh cuống quýt giải thích, chuyên gia nói tạm thời không phát hiện ra bất cứ dị thường nào trong người ông. Bây giờ chỉ có thể đợi đến khi đủ 3 tháng sau khi ông uống phệ tâm hoàn mới biết có phát bệnh hay không.
Ý của ông là đám vô dụng kia phải chờ đến khi tôi phát bệnh mới có thể nghĩ cách giải quyết mối họa ngầm phệ tâm hoàn này hả? Tiết Nguyên Bá cau mày, ánh mắt hung ác. Nhậm Kiến Vinh lau mồ hôi lạnh trên trán, Tam Vương Tử, ý của chuyên gia là phệ tâm hoàn ông uống có thể là giả. Ông ta không dám nói tiếp mấy câu sau. Nhưng đây chỉ là suy đoán của bọn họ, cũng không thể chắc chắn 100%. Bọn họ cũng không biết sau 3 tháng có thực sự phát bệnh hay không chứ gì. Tiết Nguyên Bá trợn trừng mắt, tức giận nói ra lời Nhậm Kiến Vinh không dám nói. Nhậm Kiến Vinh không lên tiếng, chỉ gật đầu ngầm thừa nhận. Một lũ vô dụng. Tiết Nguyên Bá nổi trận lôi đình đá bay cái ghế bên cạnh, nhà họ Tiết tốn bao nhiêu tiền cho bọn họ nghiên cứu khoa học. Thế mà đến cuối cùng một viên phệ tâm hoàn có gây hại cho tôi hay không cũng không biết. Đúng là lũ ăn hại. Nhậm Kiến Vinh đứng bên cạnh mặc kệ ông ta nổi giận, sợ liên lụy đến mình. Từ sau khi Dương Thanh cho Tiết Nguyên Bá uống một viên phệ tâm hoàn rồi đuổi khỏi Yến Đô, ông ta vừa về tới gia tộc đã bắt chuyên gia y học do nhà họ Tiết bồi dưỡng kiểm tra toàn thân cho mình. Nhưng sắp hơn nửa tháng rồi vẫn chưa có thành quả nghiên cứu gì. Chuyện này cũng không thể trách chuyên gia y học của nhà họ Tiết. Viên phệ tâm hoàn kia vốn là giả, sao có thể tra ra được vấn đề. Ngày hôm sau, cuộc sống sinh hoạt lại khôi phục bình thường. Sau bữa sáng, Dương Thanh tự mình lái xe đưa Tần Thanh Tâm tới Mam Bơ Đỏ. Hiện giờ Tần Đại Dũng đang nghỉ hưu nên phụ trách đưa đón Tiêu Tiêu, không cần Dương Thanh và Tần Thanh Tâm lo lắng. Hiểu lầm đã không còn. Tần Thanh Tâm cũng sẽ chủ động nói cho Dương Thanh biết về công việc của cô ở Mam Bơ Đỏ. Tối nay anh có rảnh không? Khi tới cổng tập đoàn, Tần Thanh Tâm đột nhiên hỏi. Chắc là không bận gì đâu. Dương Thanh nghĩ một lúc rồi hỏi, tối nay em có việc gì à? Tần Thanh Tâm gật đầu, khoảng thời gian này, Diệp Phàm đã giúp em không ít. Diệp Phàm là con trai bác Diệp Hoa, bác ấy vẫn luôn ủng hộ em. Lâu rồi anh không tới công trường xây dựng thành Cửu Châu. Tạm thời ở tập đoàn cũng không có gì cần anh xử lý. Thế là anh quay đầu xe đi tới công trường. 20 phút sau Dương Thanh đã tới nơi. Chủ tịch, một người quản lý đội mũ bảo hộ vội vàng nói, để tôi đi gọi xếp Lạc. Đừng quấy rầy ông ấy, cứ làm việc như bình thường đi. Để tôi tự đi xem. Lạc Bân quay lưng lại giật mình trông thấy Dương Thanh, vội vàng chạy tới. Thấy bộ dạng bụi bặm đầy mình của Lạc Bân, Dương Thanh rất yên tâm. Tôi tới xem một chút. Khoảng thời gian này ông vất vả nhiều rồi. Dương Thanh chân thành nói. Lạc Bân hốt hoảng, chết tiệt, xảy ra chuyện gì vậy? Ông ta tự mình tới công trường để phụ trách vấn đề an toàn. Mãi mới thấy Dương Thanh tới một lần, nào ngờ lại xảy ra chuyện. Trong cơn tức giận, ông ta không kìm được nói tục. Sắc mặt Dương Thanh dần trở nên nghiêm túc. Tiếng nổ vừa rồi không phải sự cố lao động, mà là phiền phức tới rồi.